Hắn sở dĩ nói như vậy, ý đang thử thăm dò, hắn muốn nhìn Bạch Mộ Sơn có mơ tưởng đạt được khối này xương rồng. Bạch Mộ Sơn nói, tiểu hứa, cái giá tiền này là không thể nào, nếu như ngươi thực tình nghĩ bán, ta nhiều nhất có thể cho ngươi ra 20 vạn. Hứa Thuần Lương nói, quên đi. Lương Bách Hiền một bên giúp đỡ nói, căn cứ hiện tại thị trường hành tình, một khối phổ thông giáp cốt văn tối đa cũng liền 1 vạn khối. Hứa Thuần Lương nói, ta mặc dù không phải chuyên gia gì, thế nhưng là ta cũng đã được nghe nói, 2014 thất nguyệt, Hỗ Hải vườn hoa tiệm cơm đấu giá 20 phiến giáp cốt văn, cuối cùng đấu giá 5.280 vạn nguyên giá cả, dựa theo cái giá tiền này suy tính, ta cái này một mảnh 200 vạn muốn được không nhiều. Bạch Mộ Sơn nói, không tệ, xác thực, bất quá khi đó đấu giá đến giáp cốt văn đến từ Ân Khư, mà lại phẩm tướng tốt đẹp, tại năm 1899 đào được, tất cả đều là châu xương bả vai, là một cấp giáp các loại văn vật. Cường điệu một cấp giáp các loại văn vật chính là muốn nói cho Hứa Thuần Lương, trong tay hắn những này giáp cốt văn không cách nào cùng người ta đánh đồng. Lương Bách Hiền nói, Ân Khư cùng dân gian xương giống như là quan hầm lò cùng dân hầm lò khác nhau, cả hai là không thể đánh đồng, mà lại phía trên văn tự giá trị cũng có rất lớn khác biệt. Hứa Thuần Lương nói, cái này 8 chữ bên trong có 3 chữ liền Bạch giáo sư cũng không nhận ra, bản thân liền chứng minh ta khối này xương rồng giá trị, ta đổi chủ ý, khối này xương rồng thấp hơn 500 vạn ta là sẽ không bán. Bạch Mộ Sơn cười nói, xem ra khối này xương rồng tại tiểu hứa trong lòng giá trị rất cao, vậy ta cũng chỉ có thể nói quân tử không đoạt người chỗ tốt. Hứa Thuần Lương ăn uống no đủ, đứng dậy cáo từ, Bạch Mộ Sơn tự mình đem hắn đưa đi ra bên ngoài. Gió gần đây thời điểm còn muốn lớn, tuyết vẫn chưa rơi xuống, Bạch Mộ Sơn để Tiết An Lương lái xe đưa Hứa Thuần Lương một chuyến. Hứa Thuần Lương cũng không có khách khí với hắn, lâm thượng xe trước đó, cố ý nói, Bạch giáo sư, chiếu ngươi nhìn, những cái kia xương rồng có gì chỗ chân quý. Vì cái gì kẻ trộm sẽ để mắt tới những vật này. Trừ bọn ngươi ra, thế mà còn có người đối xương rồng cảm thấy hứng thú. Bạch Mộ Sơn nghe ra hắn nói bóng gió, lạnh nhạt nói, ta đây ngược lại không rõ ràng, những chuyện này vẫn là giao cho cảnh sát đi thăm dò đi. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, tin tưởng chuyện này cuối cùng cũng có tra ra manh mối ngày. Bạch Mộ Sơn nhìn qua Hứa Thuần Lương lên xe rời đi, quay người trở về phòng. Lương Bách Hiền chính trong phòng bất an dạo bước, nhìn thấy hắn trở về, có chút khẩn trương nói, hắn nói thế nào? Bạch Mộ Sơn nhíu mày một cái nói, cái gì nói thế nào? Lương Bách Hiền nói, hắn nhất định là hoài nghi chúng ta. Bạch Mộ Sơn ánh mắt sắc bén ngăn lại Lương Bách Hiền nói tiếp. Lương Bách Hiền thở dài nói, đến tột cùng là ai làm được? Tại sao muốn chạy đến Hồi Xuân Đường trộm xương rồng? Bởi vì việc này, đã phủ bụi nhiều năm hồ sơ một lần nữa bị cảnh sát đặt vào tầm mắt, Lương Bách Hiền rõ ràng có chút bối rối. Bạch Mộ Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lương Bách Hiền bả vai, trợ giúp hắn tỉnh táo lại. Đột nhiên Lương Bách Hiền cảm giác được bả vai kịch liệt đau nhức, Bạch Mộ Sơn tay trong nháy mắt hóa thành móng vuốt thép, lớn như thế lực, Lương Bách Hiền thậm chí nghe được mình xương cốt bởi vì bị ngoại lực nghiền ép mà tương hỗ ma sát thanh âm, hắn kêu thảm nói, đau nhức. Đau nhức. Bạch Mộ Sơn lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng nhớ kỹ cái gì? Lương Bách Hiền thống khổ cầu khẩn nói, không nhớ rõ. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Buông tay, nhanh đoạn mất. Bạch Mộ Sơn lúc này mới buông lỏng tay, nói khẽ, hắn đến có chuẩn bị, kia phiến xương rồng là mồi nhử a. Lương Bách Hiền một bên xoa bả vai vừa nói, giả. Bạch Mộ Sơn lắc đầu, thật. Tiết An Lương xe là một cỗ hai tay bay độ, tiến về Nam Giang Trường Đảng trên đường, hắn chủ động nói, vừa rồi không có ý tứ, Bạch giáo sư là ta người tôn kính nhất. Hứa Thuần Lương cười nói, học sinh giữ gìn lão sư thiên kinh địa nghĩa. Tiết An Lương nói, chuyện năm đó ta cũng đã được nghe nói một chút, Bạch giáo sư thường xuyên nói kia là hắn cả đời tiếc nuối lớn nhất. Hứa Thuần Lương khịt mũi coi thường, Bạch Mộ Sơn có cái gì tốt tiếc nuối? Chân chính cảm thấy tiếc nuối hẳn là ra ra, là hắn nhờ và không phải người. Tiết An Lương nói, lần này Hồi Xuân Đường coi là thật bị mất xương rồng. Hứa Thuần Lương nói, đã báo án, ngươi không tin có thể chất vấn Đông Châu cảnh sát. Kỳ thật không phải tất cả xương rồng đều có giá trị. Cũng không phải tất cả mọi người đối xương rồng cảm thấy hứng thú. Ngươi có phải hay không hoài nghi năm đó xương rồng thiêu hủy cũng không phải là ngoài ý muốn. Tiết An Lương nhìn như nói chuyện phiếm, kỳ thật lưu ý lấy Hứa Thuần Lương mỗi tiếng nói cử động. Hứa Thuần Lương nhìn Tiết An Lương một chút, Tiết An Lương rõ ràng đang bẫy mình,
vừa rồi tiểu tử này tại trên bàn cơm biểu hiện được có chút xúc động, cái này cùng hắn xưa nay trầm ổn tỉnh táo không hợp, chẳng lẽ hắn hôm nay chỉ là làm dáng một chút? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Tiết An Lương nói, thế nhưng là kia vụ án cũng sớm đã tra rõ a. Hứa Thuần Lương nói, ta tìm những chuyên gia khác nhìn qua xương rồng bên trên văn tự, mặc dù trong tay của ta xương rồng không hoàn chỉnh, nhưng là đã có thể kết luận, phía trên kia ghi lại là. Tiết An Lương ngưng thần nín thở, rõ ràng đang đợi Hứa Thuần Lương lời kế tiếp. Hứa Thuần Lương hết lần này tới lần khác lại không nói, ngáp một cái nhắm mắt lại. Tiết An Lương rốt cục vẫn là không nhịn được nói, Hứa tiên sinh, những cái kia xương rồng bên trên ghi lại là cái gì? Hứa Thuần Lương nói, hẳn là một bộ y học điển tịch, ta suy đoán rất có thể là chúng ta Hứa gia tiên tổ lợi dụng giáp cốt văn lưu lại bí tịch, đáng tiếc a. Tiết An Lương nói, liền xem như y học điển tịch, lưu truyền đến hiện tại cũng sẽ không có quá lớn giá trị thực dụng đi. Ai nói cho người bây giờ y học nhất định so thời cổ lợi hại? Tiết An Lương không phản bác được. Hứa Thuần Lương lại nói, Bạch giáo sư mổ thời điểm ngươi ở đây sao? Tiết An Lương lắc đầu. Hứa Thuần Lương nói, hắn bệnh này tốt thật sự là thật mau. Tiết An Lương nói, ngoại khoa phương diện vẫn là phương Tây càng làm đầu hơn tiến. Hứa Thuần Lương ý vị thâm trường nói, ta nhìn hắn khí sắc cùng lần trước cũng không phân biệt, nếu như không phải nghe nói hắn làm qua giải phẫu, ta còn tưởng rằng thân thể của hắn cùng đi qua vẫn là đồng dạng. Tiết An Lương nhíu mày một cái nói, ngươi nên không phải hoài nghi giáo sư không có động thủ thuật. Giáo sư tại sao muốn nói láo? Lúc ấy giáo sư đi tỉnh người y kiểm tra người thời điểm, ta toàn bộ hành trình cùng đi, ung thư gan chẩn bệnh là không hề nghi ngờ, một người lại không trò chuyện cũng không có khả năng tại bệnh tình bên trên làm giả đi. Hứa Thuần Lương nói, một số thời khắc tận mắt thấy cũng chưa hẳn là thật. Hứa Thuần Lương trở lại trường đảng, dự báo bên trong tuyết vẫn là không có hạ. Lấy ra Bạch Mộ Sơn cho hắn hai tấm hình, đó có thể thấy được phía trên này văn tự hoàn toàn chính xác thuộc về thiên dưỡng, một bộ phận. Hứa Thuần Lương có thể kết luận, Bạch Mộ Sơn nhất định che giấu cái gì, coi như năm đó Đông Châu Viện bảo tàng trận kia đại hỏa hủy đi xương rồng. Bạch Mộ Sơn trong tay cũng nhất định có ảnh chụp loại hình dành trước, mà lại Bạch Mộ Sơn rất có thể phát hiện những này xương rồng bí mật. Hứa Thuần Lương đêm nay đã ném ra dụ người nhất con mồi, lấy Bạch Mộ Sơn học vấn. Tất nhiên có thể từ kia tám chữ suy đoán ra Hứa Thuần Lương trong tay xương rồng cùng lúc trước quyên tặng đám kia xương rồng cùng thuộc một bộ phận. Đêm nay Hứa Thuần Lương cố ý đưa ra 200 vạn, hắn cũng liệu định Bạch Mộ Sơn sẽ không một lời đáp ứng, nếu như Bạch Mộ Sơn không chút do dự đáp ứng, liền chứng minh đối khối này xương rồng không kịp chờ đợi. Bạch Mộ Sơn loại này dối trá văn nhân am hiểu nhất chính là lại làm lại lập, hắn cảnh giác cực nặng, quả nhiên tại ngay từ đầu biểu hiện ra đối xương rồng không quan trọng. Hiện tại không chừng có bao nhiêu hối hận. Hứa Thuần Lương lấy ra xương rồng, tiện tay kẹp trên bàn trong một quyển sách. Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Rạng sáng 2 giờ, tuyết rốt cục rơi xuống, thưa thớt, đen như mực bầu trời đêm như là có được bạc triệu gia tài lại không bỏ được tiêu tiền keo kiệt quỷ. Một đạo màu đen cao lớn thân ảnh xuất hiện tại Nam Giang trường đảng túc xá lầu dưới, thân ảnh này có chút còng xuống, tại màn đêm yểm hộ dưới, dọc theo ống thoát nước leo lên phía trên. Linh hoạt đến tựa như một con báo, lật đến trong đó một cái gian phòng trên ban công, từ tùy thân hai vai trong bọc lấy ra một cây ống hút một dạng đồ vật, dọc theo cửa phòng viền dưới nhét đi vào, tiếp cái trước bình phun, đè ép bình phun, bên trong dung dịch trải qua ống dẫn phun ra đến gian phòng bên trong. Không màu chất lỏng phun ra đến gian phòng bên trong trong nháy mắt khí hóa, mang theo nhàn nhạt vị ngọt khí thể tràn đầy cả phòng. Ước chừng qua 3 phút, người áo đen thu hồi bình phun. Hắn bao khỏa đến phi thường chặt chẽ, bộ mặt mang theo màu đen N95 khẩu trang, con mắt còn mang theo phòng hộ kính mắt, lấy ra vạn năng chìa khóa, thuận lợi mở ra ban công cửa nhỏ. Cái này không màu khí thể đủ để tướng người trong phòng gây tê. Áo đen chui vào người đi vào bên giường, nhìn qua nằm ở trên giường ngủ thật say Hứa Thuần Lương, hắn bắt đầu trong phòng lục soát, rất nhanh liền trên bàn sách vở bên trong phát hiện khối kia xương rồng, ánh mắt sáng lên. Hắn tướng xương rồng thu hồi. Lại đem tự nhận là vật có giá trị tất cả đều chụp ảnh, hoàn thành hết thảy về sau, lặng lẽ đường cũ lui ra ngoài. Người áo đen rời đi về sau, trên giường Hứa Thuần Lương mới mở ra hai mắt, hắn ngừng thở, đứng dậy mở cửa sổ, để không khí cấp tốc lưu thông, mang đi trong phòng chất khí gây mê. Mở ra quyển sách kia, nhìn thấy làm phiếu tên sách xương rồng đã bị đánh cắp, Hứa Thuần Lương khóe môi lộ ra một tia giữ kín như bưng cười lạnh. Ngày thứ hai buổi chiều,
Hứa Thuần Lương nhận được Thư Viễn Hàng điện thoại, người khác tại Nam Giang, nghĩ hẹn Hứa Thuần Lương gặp mặt. Hứa Thuần Lương để hắn đến trường đảng. Thư Viễn Hàng đến Nam Giang đã 2 ngày, nhưng là hắn còn chưa đi thăm viếng qua phụ thân, tại thê tử trị liệu xong, bệnh tình của phụ thân đã có chuyển biến tốt. Thư Viễn Hàng ở trong nước cũng không có bằng hữu, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Hứa Thuần Lương có thể nói một chút. Một đoạn thời gian không thấy, Thư Viễn Hàng hắc rất nhiều cũng gầy rất nhiều, đại khái Đông Nam Á Thái Dương so trong nước muốn độc ác. Hứa Thuần Lương mời hắn thưởng thức một chút trường đảng phúc lợi cà phê. Thư Viễn Hàng đối với hắn học tập hoàn cảnh biểu thị thưởng thức, loại này đặc thù bồi dưỡng cán bộ cơ cấu ở nước ngoài chưa từng thấy từng tới, hẳn là coi là trong nước đặc hữu đặc sắc. Thư Viễn Hàng đầu tiên đối Hứa Thuần Lương cho tới nay trợ giúp biểu thị cảm tạ, bởi vì cùng Hứa Thuần Lương tại Thạch Lương Sơn cộng đồng tìm kiếm phụ thân kinh lịch, giữa hai người trong lúc bất chi bất giác đã thành lập nên mấy phần ăn ý. Hứa Thuần Lương hỏi trước Đông Nghiễm Sinh bệnh tình, Thư Viễn Hàng thuyết minh sơ qua một chút. Hứa Thuần Lương nói, ta gần nhất gặp được một ít chuyện, còn chưa kịp đi thăm viếng Đông Thúc. Thư Viễn Hàng nói, ta cũng không gặp hắn đâu. Hứa Thuần Lương hơi kinh ngạc nhìn qua Thư Viễn Hàng, người thật xa tới, làm sao đến Nam Giang ngược lại không đi. Thư Viễn Hàng nhấp một hớp cà phê nói, thực không dám giấu giếm, ta không biết làm sao đối mặt hắn. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, có cái gì không tốt đối diện. Phụ tử nào có cách đêm thù a? Không phải ta khuyên ngươi a, bởi vì tự ta tình huống cũng tương đối đặc thù, ta so ngươi còn thảm, ta là bị cha mẹ đều vứt bỏ loại kia. Hắn đem kinh nghiệm của mình nói cho Thư Viễn Hàng nghe. Thư Viễn Hàng nghe được cuối cùng không chịu được nở nụ cười, nói như vậy, cha ngươi cũng không tệ lắm a, chí ít còn mua cho ngươi căn biệt thự. Hứa Thuần Lương nói, cha ngươi so cha ta có tiền, chỉ cần ngươi muốn, ta đoán chừng hắn có thể mua cho ngươi máy bay. Nào có khoa trương như vậy, hắn cũng không phải cái gì siêu cấp phú hào, chính ta lại không phải là không thể dẫy. Thư Viễn Hàng chưa hề nhớ thương qua phụ thân gia sản. Hứa Thuần Lương nói, giống người thầy thuốc như vậy ở nước ngoài thu nhập khẳng định rất cao ha. Thư Viễn Hàng nhẹ gật đầu, để cà phê xuống chén nói, kỳ thật ta đã buông xuống, cha mẹ sự tình ta cũng không có quyền đánh giá. Cái này là được rồi, hận sẽ không để cho ngươi trở nên vui vẻ hơn. Thư Viễn Hàng nói, thế nhưng là ta hiện tại còn không biết muốn làm sao đối mặt hắn, cho nên ta tới 2 ngày, đều không có đi bệnh viện. Hắn có biết hay không ngươi trở về rồi? Thư Viễn Hàng lắc đầu, ta không có để Tinh Mai nói. Tẩu tử là Hà Nội người. Thư Viễn Hàng nhẹ gật đầu. Ngươi rất hiếu thuận, vì cho Đông Thúc chữa bệnh chuyên môn để tẩu tử tới, còn đem nhi tử cũng đưa tới, Đông Thúc không biết có bao nhiêu vui vẻ. Thư Viễn Hàng nói. Kỳ thật ta để bọn hắn trở về không chỉ là nguyên nhân này. Hứa Thuần Lương nhìn ra Thư Viễn Hàng giống như có rất trọng tâm sự tình, ngươi nên không phải dự định về nước phát triển a. Ta đích xác có quyết định này. Hứa Thuần Lương chân chính hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Thư Viễn Hàng thật nghĩ thông suốt rồi, dự định nhận tổ quy tông. Bất quá nhìn hai cha con bọn họ tình huống trước mắt còn giống như không tới loại tình trạng này, mà lại giống Thư Viễn Hàng loại này chuyên gia ở nước ngoài thời gian trôi qua cũng không tệ. Thư Viễn Hàng nói, không nói gạt ngươi, ta tại Tân Thành gặp một chút phiền toái sự tình, có cái bệnh nhân không thể đoạt cứu lại. Hứa Thuần Lương xem thường nói, cái này không là chuyện thường xảy ra, cái nào bác sĩ đều gặp được, chỉ cần ngươi hết sức cứu giúp không thẹn với lương tâm là được rồi, tin tưởng thân nhân của bệnh nhân cũng sẽ lý giải. Cái này thân nhân của bệnh nhân tại Tân Thành nơi đó rất có thế lực. Thư Viễn Hàng nói cho Hứa Thuần Lương chuyện đã xảy ra. Tân Thành nơi đó một vị đại nhân vật nhi tử bởi vì thương kích tổn thương khẩn cấp nhập viện, lúc ấy Thư Viễn Hàng ngay tại là một vị khác bệnh nhân làm giải phẫu ghép tim, nếu như hắn buông xuống đài này giải phẫu đi đoạt cứu đại nhân vật nhi tử, như vậy bệnh nhân này sẽ chết tại trên bàn giải phẫu. Mặc dù đại nhân vật vừa đấm vừa xoa hy vọng hắn ngay lập tức đi cứu con của mình, nhưng Thư Viễn Hàng vẫn kiên trì làm xong đài này giải phẫu, mới tiến đến một bên khác. Kết quả vết thương đạn bắn bệnh nhân bởi vì mất máu quá nhiều mà chết ở trên bàn giải phẫu. Kỳ thật coi như Thư Viễn Hàng lúc ấy thả hạ ghép tim bệnh nhân đi đoạt cứu vị đại nhân vật kia nhi tử, vẫn là không cách nào đem đoạt cứu trở về, bởi vì thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, nhưng là đại nhân vật cũng không nghĩ như vậy. Hắn tướng Thư Viễn Hàng coi là hại chết hắn nhi tử bảo bối kẻ cầm đầu, lớn tiếng muốn để Thư Viễn Hàng nợ máu trả bằng máu. Hứa Thuần Lương nghe hắn nói xong, an ủi hắn nói. Đã như vậy vẫn là trở về đi, chúng ta trong nước an toàn nhất, cái kia Tân Thành đại nhân vật tại chúng ta bên này tối đa cũng chính là cái trưởng trấn, tay của hắn đủ không đến nơi đây. Thư Viễn Hàng cười khổ nói,
người đem bên kia nghĩ đến quá rơi ở phía sau, người kia ngay tại chỗ thế lực rất lớn, hắc bạch hai đạo đều được hoan nghênh, ta lo lắng hắn sẽ đối người nhà của ta bất lợi, vừa vặn thê tử của ta lại là huyết dịch bệnh chuyên gia, cho nên ta để nàng mang theo nhi tử trước tới. Hứa Thuần Lương nói, lấy trình độ của ngươi ở trong nước bất luận cái gì một nhà bệnh viện đều có thể đạt được trọng dụng. Thư Viễn Hằng nói, ta hiện tại chỉ muốn an an ổn ổn giải quyết chuyện này, cho hai mẹ con bọn họ một cái an toàn cuộc sống yên tĩnh hoàn cảnh. Hứa Thuần Lương nói, khác khó mà nói, Trường Hưng ta có thể giúp ngươi đề cử, Cao Thúc hiện tại là Trường Hưng bí thư, lấy trình độ của ngươi cùng trình độ, nếu là đi Trường Hưng, bọn hắn không được đường hẻm hoan nghênh, ngươi là tiến sĩ A. Thư Viễn Hằng nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, dựa theo bệnh viện chúng ta trước mắt chính sách, phổ thông tiến sĩ đều có 200 vạn an gia phí, Trường Hưng ngực ngoại khoa chỉnh thể trình độ không được, ngươi đi, ngực ngoại khoa chủ nhiệm không có chạy, còn phải cho ngươi cái phó viện trưởng. Tẩu tử nếu là đi cũng giống vậy có 200 vạn giữ gốc. Thư Viễn Hằng cười nói, nghe ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra có chút động tâm, quay đầu ta cùng tẩu tử ngươi thương lượng một chút. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi nếu là thật có ý nghĩ này, ta có thể giúp các ngươi lại nghĩ biện pháp tranh thủ tranh thủ. Thư Viễn Hằng nói, chờ chúng ta thương lượng xong làm ra quyết định, cái thứ nhất thông chi ngươi. Đưa tiến Thư Viễn Hằng, Hứa Thuần Lương nhận được Tiết An Lương điện thoại. Tiết An Lương biểu thị có việc gấp muốn theo hắn gặp mặt nói chuyện. Hứa Thuần Lương nói cho Tiết An Lương mình hôm nay không có thời gian, chờ ngày mai lại nói, cúp điện thoại không bao lâu, Tiết An Lương đi vào trường đảng tìm hắn. Hứa Thuần Lương đối Tiết An Lương đến thăm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đem hắn mời đến trong phòng. Tiết An Lương đóng cửa phòng, mím môi, đột nhiên ở trước mặt của hắn quỳ xuống. Hứa Thuần Lương không có cảm thấy ngạc nhiên. Phảng phất không thấy được một dạng đi vào bên giường ngồi xuống, mở ra giữ ấm chén, khoan thai tự đắc nhấp một ngụm trà nói, ngươi vì sao đi lễ lớn như vậy a? Tiết An Lương lấy xuống thủ sáo, hắn một đôi tay che kín bong bóng, tựa như con cóc vỏ ngoài, móng tay xanh đen. Hứa Thuần Lương chật chật thở dài, dùng mạo ngươi cũng coi như anh Tuấn, làm sao được nghiêm trọng như vậy bệnh ngoài da, ta biết một vị bệnh ngoài da chuyên gia, có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu. Tiết An Lương từ trong túi móc ra một khối xương rồng, ngón tay của hắn ma sát quần áo thời điểm đều cảm thấy toàn tâm đau đớn, chẳng những ngón tay, hai cánh tay của hắn cũng đã sinh đầy nước ngâm, còn có không ngừng hướng thân thể lan tràn tình thế, hắn phi thường rõ ràng mình trúng độc. Tiết An Lương nói, đồ vật ta nguyên si không động, trả lại cho ngươi, cầu ngươi tha ta một mạng. Hứa Thuần Lương nhìn lướt qua xương rồng, đưa cho ngươi, cũng không phải vật gì tốt, ta tại đồ cổ thị trường đãi tới. Ngươi một cái đường đường văn tự cổ đại tiến sĩ, thế mà cả thật giả đều phân không ra, xem ra Bạch Mộ Sơn không có đem bản lĩnh thật sự giao cho ngươi a. Hứa Thuần Lương lưu lại cái này mồi nhử bản ý nghĩ dẫn tới cũng không phải Tiết An Lương. Tiết An Lương nói, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Hứa Thuần Lương nói, các người đám này cái gọi là phần tử trí thức cao cấp thật sự là phá vỡ ta tam quan, người đọc sách trộm đồ không gọi trộm sao. Thật sự cho rằng nhã tặc tốt như vậy đương. Rất không khéo, khối này xương rồng phía trên có độc, loại độc này có cái phi thường phú quý danh tự, muốn eo quấn bạc triệu, là từ con cóc trên người nọc độc lấy ra, mặt ngoài nhìn không ra, một khi làn da tiếp xúc về sau, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra phản ứng, vừa mới bắt đầu là tiếp xúc bộ vị khởi bong bóng, sau đó là hai tay cùng phần eo, trong vòng 3 ngày liền sẽ lan tràn đến toàn thân, lại ngứa vừa đau. Tiết An Lương dọa đến mặt đều biến sắc, hắn hiện tại đã lan tràn đến hai cái cánh tay. Bên hông cũng bắt đầu khởi bong bóng. Hứa Thuần Lương nói, chăm chảo cào tâm, càng cào càng ngứa, đến cuối cùng toàn thân nát giữa, hôi thối vô cùng, trên người ngươi mùi sẽ cho người kính nhi viễn chi, ngươi liền lại biến thành một con ai gặp cũng ghét con cóc. Tiết An Lương run giọng nói, ta sai rồi, cầu ngài tha ta một mạng. Hứa Thuần Lương nói, nghĩ không ra Tiết tiến sĩ vượt nóc băng tường bản lĩnh còn không nhỏ đâu, ai phái ngươi tới. Tiết An Lương nói, không có người nào. Là ta nghe nói trong tay ngươi có một khối xương rồng, cho nên. Hứa Thuần Lương nói, chậm đã, ta nói chuyện này thời điểm, ngươi cũng không ở tại chỗ, ngươi là như thế nào biết được. Tiết An Lương nói, ta trong phòng trang máy nghe trộm, mấy người các ngươi đối thoại tất cả đều bị ta nắm giữ. Hứa Thuần Lương kỳ thật tại hắn tới thời điểm liền đã hiểu, Tiết An Lương là Bạch Mộ Sơn bên người ẩn núp một viên cái đinh, nếu như là Bạch Mộ Sơn phái hắn đến. Như vậy khối này xương rồng hắn khẳng định sẽ giao cho Bạch Mộ Sơn, nếu là Bạch Mộ Sơn tiếp xúc đến xương rồng, hạ chàng khẳng định cùng Tiết An Lương, chính là bởi vì Tiết An Lương muốn đem chiếm làm của riêng,
cho nên Bạch Mộ Sơn mới trốn qua một kiếp. Hứa Thuần Lương nói, ngươi vì sao muốn làm loại này chuyện trộm gà trộm chó? Bởi vì tò mò, ta từ nhỏ đã đối giáp cốt văn phi thường si mê. Hứa Thuần Lương cười lạnh nói, si mê, các ngươi trong viện bảo tàng siêu tập nhiều như vậy giáp cốt văn, ngươi không đi trộm, hết lần này tới lần khác ghi nhớ ta cái này một khối. Tiết An Lương, ngươi nếu là không nói thật, vậy thì chờ lấy toàn thân nát giữa mà chết đi. Tiết An Lương nhìn thấy Hứa Thuần Lương như thế khôn khéo, biết rất khó đem hắn đả động, nhất định phải xuất ra một chút để hắn không cách nào kháng cự điều kiện. Giáo sư không có nói thật, hắn chính tại bí mật nghiên cứu một bộ thất truyền điển tịch Tiên Thiên Kinh. Hứa Thuần Lương nói, Tiên Thiên Kinh, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, danh tự này hoặc là Bạch Mộ Sơn khởi, hoặc là chính là Bạch Mộ Sơn chữ viết nhầm cho nhận lầm. Tiết An Lương gật đầu nói, hắn có một cái két sắt, bên trong cất giữ lấy rất nhiều tài liệu bí mật, những vật kia hắn xưa nay không cho ngoại nhân nhìn, ta từ đọc thạc sĩ bắt đầu liền ở bên cạnh hắn học tập, cho nên trong thiên hạ hiểu rõ nhất hắn người kia là ta. Hứa Thuần Lương nói, người mở khóa an toàn tủ. Tiết An Lương nói, hắn phi thường cẩn thận, ta coi như mở ra cũng vô pháp giải mã phía trên văn tự, cho nên ta tại hắn trong máy vi tính động tay chân. Hứa Thuần Lương thầm than, Bạch Mộ Sơn mặc dù giảo hoạt, nhưng là Tiết An Lương cũng không phải hạng người lương thiện gì, lúc đầu lần này mồi nhử nghĩ sâu chính là Bạch Mộ Sơn con cá lớn này, lại nghĩ không ra đưa tới Tiết An Lương cái này con tôm. Hứa Thuần Lương nguyên vốn có chút thất vọng, nhưng là nghe đến đó lại có niềm vui ngoài ý muốn. Tiết An Lương nói, giáo sư hoàn toàn chính xác bị ung thư gan, lúc ấy là ta cùng hắn làm kiểm tra, bệnh viện nhân dân tỉnh chuyên gia đề nghị hắn nhanh chóng khai đao, nhưng là hắn không có đáp ứng, sau tới vội vàng đi Bắc Mỹ. Ta đặc địa liên hệ Bắc Mỹ đồng học, hắn liền đang dạy dỗ giải phẫu bệnh viện, hắn có thể xác nhận, giáo sư căn bản cũng không có tại bọn hắn bệnh viện mổ. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, Bạch Mộ Sơn quả nhiên có quỷ, lúc trước vội vàng hấp tấp rời đi, là bởi vì phát giác được mình đối với hắn sinh ra hoài nghi. Tiết An Lương lại nói, hắn sau khi về nước, lại làm một lần thân thể kiểm tra, vẫn là ta cùng hắn đi, lá gan bộ khối u hoàn toàn chính xác biến mất, hắn không có giải phẫu, Bắc Mỹ bất luận cái gì một nhà bệnh viện cũng tìm không thấy hắn liền xem bệnh ghi chép, nhưng gan bên trên ung thư xưng lại biến mất, cái này tại đạo lý bên trên căn bản nói không thông, duy nhất có thể giải thích được chính là Tiên Thiên Kinh. Hứa Thuần Lương nói, trong tay ngươi có Tiên Thiên Kinh nguyên văn sao? Tiết An Lương gật đầu nói, ta đã copy tư liệu, nhưng là hắn phi thường giảo hoạt, cũng không có đem hắn giải mã văn tự cùng xương rồng ảnh chụp đặt chung một chỗ, lấy năng lực của ta chỉ có thể phá giải trong đó một phần nhỏ. Hứa Thuần Lương mừng rỡ trong lòng quá đỗi, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, hắn một mực hoài nghi Bạch Mộ Sơn biển thủ, hiện tại xem ra quả thật như thế. Hứa Thuần Lương nói, nghĩ đến ngươi nên biết Bạch Mộ Sơn trong tay những cái kia xương rồng, đều là chúng ta hứa ra, ngươi đem những tài liệu kia trả lại cho ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tiết An Lương nói, ngươi trước giải độc cho ta. Hứa Thuần Lương khinh thường nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi thế mà còn dám cùng ta có kè mặc cả, vậy thì tốt, tư liệu ta từ bỏ, ngươi đi đi. Tiết An Lương lập tức hoảng hồn, ta cho ngươi chính là. Hắn xuất ra một cái yêu bàn đưa cho Hứa Thuần Lương. Thứ này hắn một mực tùy thân mang theo. Hứa Thuần Lương tiếp nhận yêu bàn, cắm ở mình trên máy vi tính, yêu bàn là thêm mật thiết, Tiết An Lương thành thành thật thật tướng mật mã nói ra. Hứa Thuần Lương thuận lợi mở ra văn kiện, ở trong đó đều là ảnh chụp cùng bản dập, Hứa Thuần Lương xem mấy khối, trong đó hơn phân nửa đều cùng thiên dưỡng thiên không quan hệ. Tiết An Lương trong lòng thầm nghĩ, coi như Bạch Mộ Sơn cũng vô pháp tướng những này giáp cốt văn tất cả đều giải mã ra. Người Hứa Thuần Lương nào có bản sự kia, trên thân thể trận trận ngứa để hắn khó mà nhẫn nại, nhưng là hắn lại không dám cào, một khi cào phá bong bóng, khẳng định sẽ lan tràn đến càng thêm lợi hại. Hứa Thuần Lương giống như có lẽ đã đem hắn xong quên hết rồi, hết sức chăm chú xem lấy hình ảnh. Tiết An Lương cả gan đánh gãy hắn, Hứa tiên sinh, ta đã đem tư liệu cho ngươi, ngươi có thể giúp ta giải độc sao? Hứa Thuần Lương không nhịn được nói, ngươi đi trên bãi tập chạy vài vòng. Có thể dừng ngứa, chờ ta giám định xong những thứ này thật giả, quay đầu lại giải độc cho ngươi. Tiết An Lương bất đắc dĩ chỉ có thể dựa theo Hứa Thuần Lương phân phó đi trên bãi tập chạy bộ, vừa mới bắt đầu hắn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, nhưng rất nhanh liền phát hiện, chạy càng nhanh hơn dừng ngứa hiệu quả càng tốt, thế là Tiết An Lương vây quanh thao trường chạy như điên, một vòng, hai vòng, ba vòng. Rất nhanh hắn chạy liền thở không ra hơi, không được không dừng lại.
Thế nhưng là một khi dừng lại, thân thể lại ngứa lạ vô cùng, so với trước đó càng sâu, Tiết An Lương chỉ có thể lại lần nữa chạy. Hắn ý thức được một cái đáng sợ hiện thực, nếu như Hứa Thuần Lương không xuất thủ cho hắn giải độc, hắn hoặc là ngứa chết, hoặc là tươi sống mệt chết. Hứa Thuần Lương xem xong bên trong ảnh chụp, từ đó chọn lựa ra hơn 300 tấm hữu dụng, trước mắt còn không cách nào kết luận những hình này nội dung là thiên dưỡng thiên toàn bộ, nhưng là thu hoạch đã rất lớn. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, cách cửa phòng đã có thể nghe được Tiết An Lương thô trọng tiếng hít thở. Được phép đi vào về sau, Tiết An Lương mồ hôi đầm đìa đi đến, đóng cửa phòng, không ngừng kêu khổ nói, Hứa tiên sinh, ngươi, tha ta, đi. Hứa Thuần Lương đứng dậy đi vào trước mặt hắn đưa cho hắn một tờ đơn thuốc, ngươi dựa theo phía trên đi lấy thuốc, dược liệu chuẩn bị đầy đủ về sau tìm một cái thùng gỗ bồn ngâm đít, mỗi ngày sớm tối cắt một lần, mỗi lần nửa giờ, ba ngày sau đó, chứng bệnh tự nhiên giải trừ. Tiết An Lương nói, ba ngày. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Tiết An Lương vẻ mặt đưa đám nói, ta liền một ngày đều không nhịn nổi, có hay không cấp tốc dừng ngứa biện pháp. Hứa Thuần Lương đưa cho hắn một viên thuốc, Tiết An Lương tiếp nhận, không cần suy nghĩ liền nhét vào miệng bên trong. Hứa Thuần Lương nói, ngươi làm sao ăn? Tiết An Lương ngạc nhiên nói, không phải giải dược sao? Hứa Thuần Lương thở dài nói, là giải dược không giả, nhưng viên này giải dược là để ngươi ngoại dụng, nếu như uống thuốc đó chính là độc dược A. Tiết An Lương mặt xám như cho, biết rõ Hứa Thuần Lương cố ý trêu đùa hắn, cũng không dám phàn nàn, đau khổ cầu khẩn nói, đồ vật ta đều đã cho ngươi, ngươi đáp ứng muốn giúp ta giải độc. Trên người hắn ngứa lạ khó nhịn, nhịn không được đưa tay đi bắt cào, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, cảm giác liền ngũ tạng lục phủ đều ngứa. Trên thân có thể cào dừng ngứa, ngũ tạng lục phủ cũng không thể móc ra cào, Tiết An Lương liền mổ bụng tâm đều có. Hứa Thuần Lương nói, sự tình hôm nay ngươi dự định làm sao đối Bạch Mộ Sơn nói. Tiết An Lương bị hắn chỉnh khóc không ra nước mắt, ta cái gì cũng không nói, ta chỉ coi hết thảy chưa từng xảy ra. Hứa Thuần Lương lại nói, ngươi cho tư liệu của ta cũng không hoàn chỉnh, Bạch Mộ Sơn trong tay tất nhiên còn có một số, ngươi chỉ cần nghĩ trăm phương ngàn kế giúp ta tìm tới còn lại những cái kia. Tiết An Lương nói, ta đáp ứng, ta tất cả đều đáp ứng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi vừa mới ăn vào dược hoàn gọi xích diễm đan, có thể khắc chế eo quấn bạc triệu độc tính. Nói đến thần kỳ, Tiết An Lương lúc này trên thân tao cảm giác nhột trong nháy mắt biến mất, giơ hai tay lên, đã thấy trên tay bong bóng cũng rõ ràng ít đi một chút, tựa hồ đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn lúc này mới ý thức được Hứa Thuần Lương cho hắn ăn đến chính là giải dược, trong nội tâm mừng rỡ không thôi. Ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, eo quấn bạc triệu loại độc dược này mỗi một tháng sẽ phát tác một lần. Hết thảy sẽ phát tác 12 lần, hôm nay mới là lần đầu tiên. Cái gì? Hứa Thuần Lương nói, cái này mang ý nghĩa, người mỗi tháng muốn phục dụng một viên xích diễm đan, mãn tang một năm mới có thể triệt để quét sạch thể nội độc tố. Tiết An Lương trong lúc nhất thời tâm như nước đọng, Hứa Thuần Lương quá độc ác, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa mình trong vòng một năm căn bản là không có cách thoát khỏi khống chế của hắn. Hứa Thuần Lương nói, người cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ta đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu, chỉ cần ngươi giúp ta tìm đủ thuộc tại chúng ta Hứa ra xương rồng, ta sẽ đem giải dược tất cả đều cho ngươi, nếu như ngươi dám cõng ta làm tay chân, kết quả ngươi cũng nên rõ ràng. Tiết An Lương lại cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay, một chốc lát này, trên tay bong bóng tiếp cận toàn bộ tiêu tán, toàn thân cao thấp đã không có chút nào ngứa. Tiết An Lương nói, ngươi không thể gạt ta. Hứa Thuần Lương nói, ta chưa từng gạt ngươi. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Người này căn bản không tính là người. Còn có, người giúp ta thống kê một chút Bạch Mộ Sơn những năm này giải mã giáp cốt văn, chỉnh lý về sau giao cho ta. Tiết An Lương thầm nghĩ, giúp hắn tìm đủ những cái kia thất lạc xương rồng cũng không dễ dàng, nhưng là cái sau không khó, hắn bình thường đi theo Bạch Mộ Sơn bên người học tập, một loại trong đó công việc chính là giúp đỡ Bạch Mộ Sơn chỉnh lý học thuật tư liệu. Trên bàn điện thoại di động vang lên, Hứa Thuần Lương cầm lấy xem xét, là Mặc Hàm điện thoại. Hắn chỉ ngoài cửa, ra hiệu Tiết An Lương có thể đi. Tiết An Lương nội tâm đã bị hắn đánh, tự nhiên không dám có nửa điểm vi phạm, quay người xám xịt rời đi. Hứa Thuần Lương tiếp thông điện thoại, Mặc đại tiểu thư có gì chỉ giáo. Mặc Hàm nói, ta giúp ngươi bớt đi nhiều tiền như vậy, liền bữa cơm đều không bỏ được mời sao. Hứa Thuần Lương cười ha ha, hôm qua mới trở lại Nam Giang, dự định ngày mai liên hệ ngươi đây, bữa cơm này là nhất định phải mời. Thời gian địa điểm ngươi đến định. Mặc Hàm nói, sau 20 phút,
cửa trường đảng gặp mặt. Nàng nói xong liền đã cúp điện thoại. Hứa Thuần Lương biết Mạc Hàm Phong cách làm việc từ trước đến nay là lôi lệ phong hành, cũng rõ ràng nàng khẳng định không phải là vì ăn mình một bữa cơm, chắc hẳn nhất định có chuyện quan trọng tìm chính mình. Hứa Thuần Lương đi vào cửa trường đảng thời điểm, Mạc Hàm vừa vặn lái xe tới đến, hắn mở cửa xe lên xe, Mạc Hàm đưa cho hắn một cái quyển vở nhỏ, tiếp nhận xem xét, lại là một bản bằng lái, mình bằng lái. Hứa Thuần Lương mừng rỡ vạn phần nói, thật làm thành ai, Mạc Hàm, người quả thực là thần thông quảng đại. Mạc Hàm nói, chuyện của người ta tất cả đều tận tâm tận lực. Hứa Thuần Lương nghe được nàng nói bóng gió, nói tiếp đi, nửa câu sau là cái gì? Mạc Hàm nói, ta hôm nay đến đây là nghĩ chuyển đạt Loan tổng ý tứ, trong tay ngươi có phải hay không có một khối xương rồng? Hứa Thuần Lương lập tức minh bạch, Bạch Mộ Sơn đối trong tay mình khối kia xương rồng nhất định phải được, tìm được phía sau màn kim chủ Loan Ngọc Xuyên, hẳn là hy vọng Loan Ngọc Xuyên ra mặt tướng xương rồng mua xuống. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, có. Mạc Hàm nói, Loan tổng định đem xương rồng mua lại. Hứa Thuần Lương cười nói, hắn lúc nào cũng đối giáp cốt văn cảm thấy hứng thú. Mạc Hàm nói, bị người nhờ vả. Bạch Mộ Sơn. Mạc Hàm chớp chớp đôi mắt sáng, xem như ngầm thừa nhận. Hứa Thuần Lương chém đinh chặt sắt nói, không bán. Mạc Hàm nói, liền biết người có thể như vậy nói, Loan tổng cũng không nói nhất định phải mua xuống khối kia xương rồng, chỉ cần một bức bản dập là đủ. Hứa Thuần Lương nói, bản dập ta cũng không bán. Mặt mũi này ngươi cũng không chịu cho. Mạc Hàm nhíu mày, hiển nhiên cho rằng Hứa Thuần Lương đối với chuyện này có chút quá tuyệt tình. Hứa Thuần Lương nói, nếu như chỉ là Loan tổng bản nhân muốn cũng không có gì, nhưng Bạch Mộ Sơn muốn, ta tuyệt sẽ không bán. Hắn đem chuyện này tiền căn hậu quả nói một lần, năm đó ra gia quyên ra xương rồng, chính là tại Bạch Mộ Sơn cùng Lương Bách Hiền trên tay bị hủy, hắn đương nhiên sẽ không lại tướng xương rồng bán cho Bạch Mộ Sơn, vô luận hắn đánh lấy như thế nào cờ hiệu. Mạc Hàm nghe hắn nói xong, cũng cảm thấy có thể lý giải. Nàng nói cho Hứa Thuần Lương, Bạch Mộ Sơn cùng Loan Ngọc Xuyên là bạn tốt, hắn bảo tàng tư nhân cũng là Loan Ngọc Xuyên bỏ vốn tài trợ. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Loan Ngọc Xuyên đối với hắn người bạn này nhưng thực là không tồi, những năm này tại Bạch Mộ Sơn trên thân tốn không ít tiền a. Trong thiên hạ nào có bạch uổng phí sự tình, Loan Ngọc Xuyên chịu tại Bạch Mộ Sơn trên thân hạ như thế lớn đại giới, khẳng định có nguyên nhân không muốn người biết. Bởi vì Bạch Mộ Sơn, Hứa Thuần Lương đối Loan Ngọc Xuyên cũng sinh ra một chút cái nhìn, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, có thể cùng Bạch Mộ Sơn làm bằng hữu cũng sẽ không cao thượng đi nơi nào. Mạc Hàm nói, Loan tổng làm người khẳng khái, hắn từ trước đến nay đều không đem tiền để vào mắt, lúc đầu hắn định dùng một căn biệt thự đến đổi trong tay ngươi bản dập. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Loan Ngọc Xuyên thật đúng là bỏ được, hắn mua sắm đến kia căn biệt thự lúc đầu Loan Ngọc Xuyên liền cho đã giảm bớt đi hơn 6 triệu, vì bản dập định đem còn lại 600 vạn cũng cho lau. Cổ có ngàn vàng mua xương ngựa, hiện có Loan Ngọc Xuyên ngàn vạn mua xương rồng, đáng tiếc hắn gặp Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương căn bản không có đem tiền để vào mắt, hắn cũng không cho là mình thiếu Loan Ngọc Xuyên cái gì, lúc trước nếu như không phải hắn xuất thủ, Loan Ngọc Xuyên căn bản không sống tới hiện tại, một căn biệt thự đổi một cái mạng vẫn là quá tiện nghi. Hứa Thuần Lương nói, Loan tổng bệnh đến tột cùng là như thế nào chữa trị? Mạc Hàm nói, ta không rõ ràng. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, hẳn là Bạch Mộ Sơn phá giải bộ phận thiên dưỡng thiên, sau đó lại đem cái này nội dung trong đó nói cho Loan Ngọc Xuyên. Bệnh của hắn, Loan Ngọc Xuyên bệnh đều là dựa vào tu luyện hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên, mà chữa trị. Từ khi tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh gặp gỡ bất ngờ Loan Ngọc Xuyên, vì hắn bắt mạch về sau, Hứa Thuần Lương liền sinh ra ý nghĩ này. Loan Ngọc Xuyên mạch tượng hiện tại như là trẻ nhỏ, hắn luôn miệng nói là phục dụng thuốc đông y chữa khỏi bệnh ở động mạch vành, nhưng là không gạt được Hứa Thuần Lương, thuốc đông y không có khả năng làm mạch tượng phát sinh biến hóa lớn như vậy, giải thích hợp lý nhất chính là tu luyện. Lợi dụng thiên dưỡng thiên chữa trị thể nội bị hậu thiên nhân tố cải biến kinh mạch. Hứa Thuần Lương hiện tại còn không chắc chắn nắm chắc, hắn muốn đem hôm nay từ Tiết An Lương tay ở bên trong lấy được tư liệu dung hội quán thông về sau mới có thể xác định là không phải nguyên nhân này. Mạc Hàm đầy cõi lòng tò mò hỏi thăm kia xương rồng phía trên đến tột cùng có cái gì. Hứa Thuần Lương đương nhiên sẽ không tình hình thực tế bẩm báo, chỉ nói mình cũng không rõ ràng, bất quá xương rồng là bọn hắn hứa ra tổ tông truyền thừa đồ vật. Không thể vô cớ làm lợi người khác. Mạc Hàm để hắn lại suy nghĩ một chút, dưới cái nhìn của nàng chẳng qua là một bức bản dập, cũng không phải muốn xương rồng, Loan Ngọc Xuyên rất ít cầu người, mà lại mở ra giá tiền không thấp.
Hứa Thuần Lương nhìn qua Mặc Hàm tràn ngập mong đợi hai con ngươi, lúc đầu cự tuyệt lại nuốt trở vào, biểu thị mình về đi suy tính một chút. Loan Ngọc Xuyên đứng tại trong sân, hai mắt lẳng lặng nhìn qua bầu trời đêm, trận này tuyết từ đầu đến cuối không có rơi xuống, mùa đông năm nay có chút đặc biệt. Mặc Hàm đi đến, Loan Ngọc Xuyên hướng nàng nghênh đón, như thế nào? Mặc Hàm không nói một lời hướng phòng khách đi đến, Loan Ngọc Xuyên đi theo phía sau của nàng. Đi vào trong phòng khách, Loan Ngọc Xuyên lại nhìn không được hỏi, hắn nói thế nào? Mặc Hàm bỗng nhiên xoay người lại, đôi mắt đẹp bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn hằm hằm Loan Ngọc Xuyên nói, xuẩn tài. Loan Ngọc Xuyên giật cả mình, dường như đối Mặc Hàm tràn đầy e ngại. Người biết rất rõ ràng hắn y thuật cao minh, vì sao muốn để hắn bắt mạch? Hắn đã đối ngươi sinh ra lòng nghi ngờ, ngươi có biết hay không? Loan Ngọc Xuyên vị này tại trên thương trường quát tháo phong vân đại lão thu hồi người trước bá khí, tại Mặc Hàm trước mặt cung kính như cùng một cái tôi tớ, chỉ từ mạch tượng bên trên hắn hẳn là nhìn không ra cái gì. Mặc Hàm lạnh lùng nói, không nên đem người khác nghĩ đến giống như ngươi ngu. Loan Ngọc Xuyên mặt mo đỏ bừng, nhưng là hắn không dám phản bác. Lúc này Mặc Hàm cao ngạo như là nữ vương, ánh mắt của nàng nhìn về phía trong phòng khách treo đến bức kia giáp cốt văn bản dập, lấy đầu óc của hắn, không dùng đến quá lâu thời gian liền sẽ hoài nghi đến trên người của ngươi. Loan Ngọc Xuyên nói, đã như vậy, không bằng thiên hạ thủ vi cường. Ngươi muốn như thế nào? Loan Ngọc Xuyên nói, việc này giao cho ta đến xử lý, ta tự có biện pháp tướng kia phiến xương rồng cầm vào tay. Mặc Hàm lắc đầu nói, việc này tạm thời thả một chút. Hắn sở dĩ chủ động bộc lộ ra khối kia xương rồng, chính là muốn dẫn dụ Bạch Mộ Sơn xuất thủ, người đi dò tra, hồi xuân đường đến cùng ném đi thứ gì. Kia vụ án đến tột cùng là ai làm được, hắn đã công bố bị mất 4 khối xương rồng, như vậy chúng ta không ngại trước tìm về kia mất đi 4 khối. Loan Ngọc Xuyên gật đầu nói, đúng, ta lập tức đi làm. Mặc Hàm nói, để Bạch Mộ Sơn tiêu hủy trên tay hết thảy chứng cứ, chỉ coi hết thảy chưa từng xảy ra. Đúng. Hai ngày sau, Hứa Thuần Lương từ Tiết An Lương cung cấp trong tư liệu tìm ra Thiên Dưỡng Thiên, hoàn chỉnh thông kinh sinh tủy bộ phận, thông kinh sinh tủy trị được càng kinh mạch cốt tủy tật bệnh. Dựa theo ở trong đó phương pháp tu luyện, hoàn toàn có thể đả thông kinh mạch bế tắc, tỉ như Loan Ngọc Xuyên bị ngăn chặn động mạch vành, cũng có xúc tiến cốt tủy tỏa sáng tân sinh tác dụng, cái này phương pháp tu luyện đối đông nhiễm sinh bệnh bạch huyết rất có ích lợi. Chỉ là còn thiếu sót một bộ phận, đó chính là dịch kinh tẩy tủy tái tạo tiên thiên. Vẹn vẹn dựa vào bộ phận này còn không cách nào làm cho người tu luyện trở về tiên thiên trạng thái, càng không cách nào làm được đền bù tiên thiên không đủ. Mặc dù như thế, cũng đã thu hoạch không nhỏ, lợi dụng thông kinh sinh tủy có thể chữa trị hậu thiên ảnh hưởng kinh mạch. Trong lúc đó Mặc Hàm cũng không liên lạc qua hắn, xem ra Loan Ngọc Xuyên đã tạm thời bỏ đi mua sắm xương rồng suy nghĩ, lấy Mặc Hàm thông minh tài trí không khó coi ra hắn căn bản sẽ không cân nhắc bán trao tay xương rồng. Lục Kỳ tại một lần nữa điều tra năm đó kia vụ án về sau phát hiện một chút chuyện kỳ quái, lúc ấy tham dự Đông Châu Viện Bảo tàng vụ trộm phần tử phạm tội tổng cộng có 7 cái, có 5 người đã tử vong, còn có 2 người chẳng biết đi đâu, nói cách khác dọc theo đường dây này đã tra không nổi nữa. Hứa Thuần Lương đã có thể kết luận Bạch Mộ Sơn cùng Lương Bách Hiền 2 người đều tham dự chuyện năm đó, hắn cũng không vội tại cùng bọn hắn ngả bài, Tiết An Lương đã là hắn chôn ở Bạch Mộ Sơn bên người cọc ngầm. Tin tưởng thông qua hắn hẳn là sẽ có thu hoạch. Hứa Thuần Lương không ngại Bạch Mộ Sơn nhiều tự tại mấy ngày, căn cứ Thiết An Lương cung cấp những tài liệu này, đủ để chứng minh năm đó ra ra quyên ra những cái kia xương rồng cũng không bị triệt để hủy đi, trước mắt đã tìm về Thiên Dưỡng Thượng Thiên, tin tưởng Hạ Thiên cũng rất nhanh có thể tìm được. Thông kinh sinh tủy chính là Thiên Dưỡng cơ sở, nhất định phải tu luyện hoàn thành, phương mới có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo, dịch kinh tẩy tủy, tái tạo tiên thiên. Lấy Hứa Thuần Lương tại võ tu bên trên tạo nghệ, tu luyện Thiên Dưỡng Thượng Thiên có thể được xưng là không hề khó khăn, ở đây trên cơ sở hắn tinh luyện tổng kết một bộ luyện khí phương pháp, dự định tướng phương pháp này đầu tiên dạy cho Đông Nghiễm Sinh, trợ giúp Đông Nghiễm Sinh cải thiện cơ sở tình trạng. Đông Nghiễm Sinh gần nhất đang tiếp thụ trị bệnh bằng hóa chất, mặc dù lạc quan, nhưng là tình trạng cơ thể rõ ràng so với quá khứ phải kém, tóc cũng rơi không ít. Hứa Thuần Lương liên hệ Đông Nghiễm Sinh thời điểm, hắn không tại bệnh viện. Chính bồi tiếp con dâu cùng cháu trai tại cực địa Hải Dương thế giới chơi, dù sao gần đây thân thể suy yếu, ở lại một hồi mà trước hết đi ra tới lui trong xe chờ lấy. Nghe nói Hứa Thuần Lương phải tới thăm mình, Đông Nghiễm Sinh cười nói, không cần, ngươi an tâm học tập chính là, đừng cả ngày hướng bệnh viện chạy, ta hiện tại rất tốt.
Hứa Thuần Lương nghe ra thanh âm của hắn có chút trung khí không đủ, nói cho Đông Nghiễm Sinh, hồi Xuân Đường có một bộ luyện khí kiện thân phương pháp, đối bệnh của hắn rất có ích lợi. Đông Nghiễm Sinh bởi vì Hứa Thuần Lương quan tâm cảm động, cảm thán nói, Thuần Lương, người phí tâm, ta hiện tại hoàn hảo, con dâu là huyết dịch bệnh chuyên gia, dựa theo nàng phương án trị liệu, ta khang phục cơ sẽ rất lớn. Hứa Thuần Lương hỏi hắn có hay không cùng Thư Viễn Hàng gặp mặt. Đông Nghiễm Sinh nói cho Hứa Thuần Lương, nhi tử tới một lần, bất quá bọn hắn hai người cũng không có lời nào dễ nói. Hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt rồi, nhi tử chính là cái này tính tình, ngoài miệng nói không quan tâm hắn, vẫn là đem bảo bối cháu trai đưa đến bên cạnh hắn. Đông Nghiễm Sinh phi thường thỏa mãn, bởi vì cháu trai đến, hắn tại trị liệu bên trên cũng biến thành tích cực phối hợp. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Đông Nghiễm Sinh nhìn thấy con dâu Nguyễn Tinh Mai tóc tai rối bởi hướng bên này chạy tới, bên người cũng không có bảo bối của hắn cháu trai. Đông Nghiễm Sinh là lính trinh sát xuất thân, đối trạng huống dị thường phá lệ nhạy cảm, hắn lập tức ý thức được có chút không ổn. Lúc này Nguyễn Tinh Mai lo lắng kêu gọi nhi tử danh tự, Đông Nghiễm Sinh vô ý thức bật thốt lên, hỏng. Không để ý tới cùng Hứa Thuần Lương giải thích liền đã cúp điện thoại. Ba chân bốn cẳng đi vào con dâu bên người, Nguyễn Tinh Mai hai mắt đỏ lên, trong mắt rưng rưng, bắt lấy cánh tay của hắn nói, cha, tiểu tổ có phải là đã trở lại hay không? Đông Nghiễm Sinh một trái tim lập tức chìm xuống dưới, bảo bối cháu trai ném đi. Hắn lắc đầu, quay người hướng lái xe tiểu lưu nói, ngoá nó, tranh thủ thời gian xuống tới tìm người. Đông Nghiễm Sinh cũng gấp để Nguyễn Tinh Mai nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Nguyễn Tinh Mai một bên rơi lệ một bên nói, vừa rồi tiểu niệm tổ đi xem chim cánh cụt, nàng đi tự động bán cơ cho hắn mua nước, để hắn ở nơi đó đừng đi ra, chỉ là xoay người công phu, hài tử liền không có. Đông Nghiễm Sinh phàn nàn nói, nhiều người như vậy, người ánh mắt liền không nên rời khỏi hắn, có hay không nói cho nhân viên công tác. Nguyễn Tinh Mai nhẹ gật đầu, công việc bây giờ nhân viên đang giúp bận bịu quảng bá tìm kiếm, để nàng ra đến xem hài tử có phải hay không về xe trước. Đông Nghiễm Sinh biết hiện tại tuyệt không phải phàn nàn thời điểm, hài tử mất đi, con dâu cũng gấp, cháu trai từ trước đến nay cơ linh, hẳn là sẽ không bị người lừa gạt đi, nhưng càng là như thế, càng là để cho người ta lo lắng. Đông Nghiễm Sinh cấp tốc làm ra quyết định, báo cảnh. Nhất định phải lập tức báo cảnh. Đang lúc hắn dự định báo cảnh thời điểm, Thư Viễn Hàng gọi điện thoại tới, ngữ khí khẩn trương nói, niệm tổ có hay không tại. Đông Nghiễm Sinh nói, hắn ở chỗ của ngươi. Thư Viễn Hàng thanh âm ngưng trọng nói, đừng báo cảnh sát, tuyệt đối đừng báo cảnh. Đông Nghiễm Sinh cả giận nói, vì cái gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thư Viễn Hàng nói, các ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta đến xử lý. Đông Nghiễm Sinh hét lớn, ta sao có thể không lo lắng? Niệm tổ là cháu của ta, ngươi nói cho ta xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta. Thư Viễn Hàng bất đắc dĩ chỉ có thể tướng mình tại Tân Thành tao ngộ phiền phức nói cho phụ thân. Vừa rồi hắn đã nhận được điện thoại, uy hiếp hắn không cho phép báo cảnh, niệm tổ không thể nghi ngờ để cho người ta cho buộc đi, đối phương còn không có nói ra điều kiện. Thư Viễn Hàng nhận định chuyện này khẳng định cùng Tân Thành sự tình có quan hệ, hẳn không phải là cùng một chỗ đơn thuần bắt cóc. Đông Nghiễm Sinh cả giận nói, ta thao hắn đại gia, dám buộc cháu của ta để nhóm này Tân Thành hầu tử có đi không về. Nếu như khả năng, hắn nguyện ý dốc hết gia tài, hắn có thể hy sinh sinh mệnh của mình. Chỉ cầu đổi lấy cháu trai bình an. Thư Viễn Hàng nói, người nhớ kỹ, nhất định không thể báo cảnh, bọn hắn sau một tiếng sẽ liên lạc lại ta, hẳn là sẽ nói ra điều kiện. Đông Nghiễm Sinh cúp điện thoại, đi trước Hải Dương Thế Giới phòng quan sát điều tra ngay lúc đó video theo dõi, căn cứ video chiếu lại, nhìn thấy cháu trai chính đang quan sát manh xuẩn chim cánh cụt, một vị tóc trắng xóa lão thái thái, đưa thay sờ sờ đỉnh đầu của hắn, cháu trai liền ngoan ngoãn đi theo nàng đi. Đông Nghiễm Sinh yêu cầu theo dõi video hình ảnh, video đến gấu Bắc Cực quán liền lại cũng không nhìn thấy kia một già một trẻ thân ảnh. Lúc này Hứa Thuần Lương gọi điện thoại tới, bởi vì vừa rồi Đông Nghiễm Sinh cú điện thoại kia treo đến đột nhiên, cho nên hắn cũng có chút bận tâm. Đông Nghiễm Sinh đi vào phòng quan sát bên ngoài, nói cho Hứa Thuần Lương mình bảo bối cháu trai bị người cho cướp đi. Hứa Thuần Lương phản ứng đầu tiên cũng là báo cảnh, nhưng là Đông Nghiễm Sinh không dám báo cảnh. Hắn để con dâu tiếp tục lưu lại phòng quan sát cha tìm hài tử video, hắn chuẩn bị đi cùng nhi tử trước hội hợp. Hứa Thuần Lương để Đông Nghiễm Sinh đem video screenshot phát cho hắn, tự nghĩ biện pháp tìm xem. Đông Nghiễm Sinh lặp đi lặp lại căn dặn Hứa Thuần Lương, ngàn vạn không thể lấy báo cảnh, nếu như đánh cỏ động rắn,
bảo bối của mình cháu trai sinh mệnh sẽ gặp nguy hiểm. Hứa Thuần Lương biết Thư Viễn Hàng tại Tân Thành tao ngộ sự tình, hắn cũng hoài nghi chuyện này cùng Tân Thành vị đại nhân vật kia có quan hệ, nếu như quả nhiên là người này gây nên, cái này đại nhân vật lá gan không nhỏ, lại dám vượt cảnh gây án, chẳng lẽ người này không rõ ràng, phạm ta Trung Hoa người xa đâu cũng giết. Hứa Thuần Lương đầu tiên nghĩ đến chính là Hoa Trục Nguyệt, Hoa Trục Nguyệt là người trong giang hồ, trước đây hồi Xuân Đường mất trộm, liền cảnh sát cũng không tìm tới manh mối nàng đều có thể giải quyết, Nam Giang lại là căn cứ địa của nàng, tin tưởng nàng hẳn là có biện pháp. Hứa Thuần Lương đem ảnh chụp phát cho Hoa Trục Nguyệt, hỏi nàng có biết hay không trên tấm ảnh Lão Thái Thái. Hoa Trục Nguyệt rất nhanh liền gọi điện thoại tới hỏi hắn có ý tứ gì. Hứa Thuần Lương nói cho Hoa Trục Nguyệt, trên tấm ảnh Lão Thái Thái vừa mới đem bằng hữu của mình nhi tử cho ngoặt chạy. Hoa Trục Nguyệt nghe nói chuyện này cũng là phi thường phẫn nộ, thật sự là lẽ nào lại như vậy, hoàng tứ bà thật sự là càng ngày càng bị ổi, thế mà làm lên lừa bán nhân khẩu hoạt động. Hứa Thuần Lương nghe nàng một ngụm liền gọi ra Lão Thái bà danh tự, ý thức được tìm đúng người, Hoa tỷ, có thể hay không giúp ta tìm tới người này. Hoa Trục Nguyệt nói, được, ta lập tức để cho người ta hỏi thăm một chút, làm sao? Các ngươi không có báo cảnh. Hứa Thuần Lương thở dài nói, cái này hẳn không phải là cùng một chỗ đơn thuần bắt cóc, đối phương muốn đến cũng không chỉ là tiền chuộc. Hắn đơn giản đem Thư Viễn Hàng sự tình nói cho Hoa Trục Nguyệt. Hoa Trục Nguyệt cũng cho rằng chuyện này vô cùng phiền phức, nếu như là vì tiền chuộc, bọn cướp cầm tới tiền trước đó, tiểu niệm tổ đại khái suất là an toàn, nhưng nếu như là có ý định trả thù, nhất là người vạch ra là cái kia Tân Thành đại nhân vật, chỉ sợ hắn mục đích chính là muốn để Thư Viễn Hàng nếm đến mất con thống khổ, tiểu niệm tổ rất có thể giữ nhiều lành ít. Hoa Trục Nguyệt ngựa lên liên hệ nàng quan hệ, hoàng tứ bà chính là thiên môn bên trong người, thiên môn nghe nói là Phục Hy thị sáng tạo. Tương truyền. Nữ oa bổ thiên sau khi rời đi, Phục Hy thị cảm giác sâu sắc thế gian lê dân khổ ách, bởi vậy thiết lập kiền môn, lưu lại kiền môn ba kỹ, dùng cái này rèn đúc nhân gian tín ngưỡng. Kiền môn ba kỹ, vốn định lấy cứu khổ độ thế làm mục đích, nhưng lại bị mọi người biến thành ngươi lừa ta gạt thủ đoạn, kiền môn cũng tại một đám âm hiểm dối trá kẻ lừa gạt trong tay biến thành thiên môn. Lấy độ người làm mục đích kiền môn ba kỹ, cũng theo lòng người hiểm ác cải biến tính chất, thành kính biến thành lừa gạt. Thiên môn cùng đi lừa gạt vẽ lên ngang bằng. Cướp đi tiểu niệm tổ hoàng tứ bà tại thiên môn bên trong coi là một vị nổi tiếng nhân vật, thiên môn có tứ thiên vương bát tướng quân xưng hào, hoàng tứ bà đã từng là bát tướng quân một trong, 15 năm trước hoàng tứ bà cũng từng phong quang nhất thời, con của nàng hoàng cửu thành lập bên trong nhỏ xí nghiệp đầu tư đảm bảo công ty, góp vốn cho vay tiền, cao phong thời kỳ hấp thu tài chính vượt qua 1 tỷ. 8 năm trước vụ án phát sinh, bởi vì dính líu phi pháp hấp thu công chúng tiền tiết kiệm án bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoàng cửu thành lang đang vào tù, hoàng tứ bà nhiều mặt kiếm tài chính là con trai của nàng giảm bớt chịu tội, kỳ thật công ty chân chính lão bản chính là hoàng tứ bà, công ty bạo lôi, nhi tử vào tù về sau, thiên môn lo lắng bị nàng liên lụy, cũng cùng với nàng phân rõ giới hạn, đưa nàng trục xuất thiên môn. Hoàng tứ bà về sau liền làm lên nghề cũ, nghe nói ở giữa còn bị bắt một lần, giang hồ có giang hồ quy củ. Cho dù là thiên môn, giống hoàng tứ bà loại này chọn lựa trẻ vị thành niên hạ thủ cách làm cũng vì đồng môn khinh thường. Hứa Thuần Lương thông qua Hoa Trục Nguyệt tìm kiếm đầu mối đồng thời, Đông Nghiễm Sinh phụ tử tại cực địa Hải Dương thế giới phía ngoài bãi đỗ xe cũng gặp mặt, Thư Viễn Hàng đem chuyện này tiền căn hậu quả nói cho phụ thân, Đông Nghiễm Sinh ảo não không thôi, hắn hôm nay liền không nên sớm rời đi, nhưng vấn đề là hắn gần nhất thể chất quá yếu, vừa rồi hoàn toàn chính xác không chịu đựng nổi. Viễn Hàng, người sớm nên nói cho ta nếu là biết chuyện này, vô luận như thế nào cũng sẽ không để niệm tổ rời đi ánh mắt. Thư Viễn Hàng cũng là cảm xúc xa xút, hắn làm sao không muốn nói, chỉ là hắn cùng phụ thân từ đầu đến cuối tồn tại ngăn cách, nếu như không phải nhi tử bị người bắt đi, hắn còn sẽ không đem chuyện này nói ra. Đông Nghiễm Sinh nhìn thấy bộ dáng của con trai cũng không đành lòng phàn nàn, thở dài nói, nếu như bọn hắn muốn tiền dễ làm, nhưng nếu như bọn hắn chỉ muốn báo thù, chuyện này liền phiền toái. Thư Viễn Hàng nói, ta cũng không nghĩ tới tay của hắn kéo dài dài như vậy, ở trong nước còn có thế lực của hắn tồn tại. Đông Nghiễm Sinh lắc đầu nói, một cái Tân Thành đại nhân vật tại chúng ta nơi này không phải là bất cứ cái gì, nếu như hắn dám đến ta vài phút dậy hắn làm người. Hắn bất an đi vài bước. Lúc này một chiếc xe taxi chạy đến bọn hắn bên cạnh, Hứa Thuần Lương từ trên xe bước xuống. Thư Viễn Hàng nói cho phụ thân, là hắn đem gặp mặt địa điểm nói cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, bọn cướp gọi điện thoại sao?
Thư Viễn Hàng lắc đầu, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, khoảng cách vừa rồi cú điện thoại kia nói đến 1 giờ còn kém 5 phút đồng hồ. Đông Nghiễm Sinh nói, quay lại điện thoại ta tới đón. Thư Viễn Hàng nói, bọn hắn là hướng ta tới. Đông Nghiễm Sinh nói, người có hay không đi lên chiến trường? Thư Viễn Hàng lắc đầu. Đông Nghiễm Sinh nói, ta cái gì chàng diện đều gặp, cùng loại người này liên hệ, ta am hiểu. Lúc này Thư Viễn Hàng điện thoại di động vang lên, Đông Nghiễm Sinh ra hiệu hắn đưa điện thoại cho chính mình. Thư Viễn Hàng do dự một chút mở ra miễn đề. Thư Viễn Hàng, con của ngươi trong tay ta. Thư Viễn Hàng chính muốn nói chuyện, Đông Nghiễm Sinh ngăn lại hắn, 1.000 vạn. Ta cho ngươi 1.000 vạn. Thư Viễn Hàng âm thầm kêu khổ, người ta căn bản không phải hướng về phía tiền tới. Hứa Thuần Lương lại ngầm thầm bội phục, gừng càng già càng cay, mặc dù lần này bắt cóc là vì trả thù Thư Viễn Hàng, nhưng là cụ thể người chấp hành 89 phần 10 không phải vị kia Tân Thành đại nhân vật thủ hạ, nghĩ ở trong nước làm loại sự tình này, hẳn là dùng tiền tìm bản địa phạm tội đội, trước mắt có thể khẳng định phải là Hoàng tứ bà tham dự cái này khởi bắt cóc. Đông Nghiễm Sinh ra giá hiển nhiên khiếp sợ đến đối phương, vừa lên đến liền đưa ra 1.000 vạn bảng giá, Đông Nghiễm Sinh cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, những người này không thể là vì một điểm nhỏ tiền liền bí quá hóa liều, Đông Nghiễm Sinh ra giá nhất định phải lớn tiếng dọa người, ngay từ đầu liền đả động đối phương, chỉ có để bọn cướp trên tâm lý sinh ra lắc lư, kích thích bọn hắn tham lam, mới có thể thành công. Ngươi là ai? Để Thư Viễn Hàng nói chuyện. Đông Nghiễm Sinh nói, ta là Thư Viễn Hàng phụ thân. Các người bắt cóc hài tử là cháu của ta, ta gọi Đông Nghiễm Sinh, các người có thể tra một chút ta xí nghiệp, ta danh nghĩa có Hiển Hồng mới nông nghiệp tập đoàn, ta không biết đối phương cho các người bao nhiêu tiền, có một chút ta có thể cam đoan, ta cho các người giá tiền khẳng định phải so với hắn cho các người hơn rất nhiều. Chúng ta không phải là vì tiền. 1.500 vạn, chỉ cần cháu của ta bình an vô sự, ta cam đoan không báo cảnh, chỉ coi chuyện này chưa từng xảy ra. Đông Nghiễm Sinh, là ta. Tư liệu của ta rất dễ dàng tra được, ta cho các ngươi nửa giờ đi cân nhắc, ta cũng đem chuyện xấu nói trước, nếu như ta cháu trai có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ dùng số tiền này làm treo thưởng, ta muốn để các ngươi xâm cho bắt cóc sự kiện mỗi người tất cả đều nợ máu trả bằng máu. Đông Nghiễm Sinh nói xong liền đã cúp điện thoại. Thư Viễn Hàng bị phụ thân cử động giật nảy mình, tâm tình của hắn kích động lên, ngươi tại sao muốn tắt điện thoại? Hắn lo lắng phụ thân cử động chọc giận bọn cướp. Đông Nghiễm Sinh nói, lên xe, nhất định có người tại phụ cận quan sát đến chúng ta. Bọn hắn lên xe, Đông Nghiễm Sinh nói, nếu như là Tân Thành người kia tới, ta cho bao nhiêu tiền, hắn cũng sẽ không động tâm, hắn muốn được là ngươi cảm thụ giống như hắn thống khổ, nếu như bọn này bọn cướp chỉ là hắn dùng tiền thuê, như vậy 1.000 vạn đủ để cho bọn hắn động tâm, 2.000 vạn có thể để bọn hắn quên mất cái gọi là phẩm đức nghề nghiệp. Đông Nghiễm Sinh nói xong lời nói này đã thở hồng hộc. Thân thể của hắn vốn là suy yếu, lại thêm quan tâm cháu trai an nguy, nội tâm áp lực cực lớn, hiện tại cũng là cưỡng ép chèo chống. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Đông Nghiễm Sinh lôi lệ phong hành cách làm, trong lòng ngầm thầm bội phục, dù sao cũng là trải qua máu và lửa tẩy lễ người, Đông Nghiễm Sinh đối thế cục trước mắt có thanh tỉnh phán đoán, hắn tại dùng một loại đặc biệt cách thức khác cùng bọn cướp đàm phán, hắn đang đánh cược, cược phải là nhân tính, cược phải là lòng người chi tham lam. Vẻn vẹn qua 20 phút, bọn cướp gọi điện thoại tới, 3.000 vạn. Chúng ta muốn tiền mặt, cho ngươi 6 giờ. 6 giờ ta chỉ có thể gom góp đến 2.000 vạn. Đông Nghiễm Sinh thầm mắng những này bọn cướp quá tham lam, nhưng là chỉ cần đối phương ra giá liền mang ý nghĩa nội tâm của bọn hắn sinh ra buông lỏng, bọn hắn liền có phản bội khả năng. Thấp hơn 3.000 vạn ngươi liền đợi đến nhặt xác đi, tiền mặt, chúng ta muốn tiền mặt. Bọn cướp phi thường giàu hoạt, bọn hắn biết chuyển khoản tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Sở dĩ nói ra muốn tiền mặt, bọn hắn cũng điều tra Đông Nghiễm Sinh hoàn toàn chính xác có tiền dòng dõi của người này nói ít cũng có vài ức. 3.000 vạn tiền mặt, 6 giờ khẳng định không cách nào làm được, người muốn bao nhiêu cho ta một chút thời gian, còn có, chứng minh cháu của ta còn sống. Ra ra, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiểu Niệm Tổ tiếng khóc. Niệm Tổ, điện thoại một lần nữa về tới bọn cướp trong tay, 3.000 vạn tiền mặt, ta cho ngươi 8 giờ. Không cho phép báo cảnh, không cho phép lộ ra, cụ thể địa điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Lần này đến phiên bọn cướp đã cúp điện thoại. Trong một ngày gom góp 3.000 vạn tiền mặt gần như không có khả năng, nhất là đương kim cái này điện tử thanh toán đại hành kỳ đạo thời đại. Đông Nghiễm Sinh trên tay có 2.000 vạn tiền mặt, đến một lần cùng hắn không thích tồn ngân hàng có quan hệ, thứ hai tiền mặt có thể lẩn tránh rất nhiều phiền phức.
Đông Nghiễm Sinh cho Chiêm Ái Hoa gọi điện thoại, lão Chiêm, có thể giúp ta chuẩn bị nhiều ít tiền mặt. Chiêm Ái Hoa nói, 50 vạn đủ sao? Đông Nghiễm Sinh nói, nhiều nhất đâu? Phát động ngươi tất cả quan hệ. Chiêm Ái Hoa nghe xong liền biết Đông Nghiễm Sinh gặp được sự tình, không sai biệt lắm có thể gom góp đến 200 vạn. Được, ngươi lập tức chuẩn bị, ta để cho người ta đi lấy. Đông Nghiễm Sinh cúp điện thoại, lại gọi cho Vương Kim Vũ, hắn để Vương Kim Vũ lập tức chuẩn bị tiền mặt, có bao nhiêu chuẩn bị nhiều ít, chuẩn bị tốt tiền mặt về sau, lập tức lái xe đưa đến Nam Giang. Để Chiêm Ái Hoa hỗ trợ gom góp tiền mặt nguyên nhân chính là lo lắng số tiền kia không đủ. Vương Kim Vũ liền chuẩn bị tiền mặt lái xe nữa đuổi tới Nam Giang chỉ ít cần 5 tiếng, Đông Nghiễm Sinh coi như vận dụng hắn tất cả quan hệ, tối đa cũng chính là gom góp đến 23 triệu, khoảng cách Lưu Manh muốn 3.000 vạn còn có 700 vạn lỗ hồng. Hứa Thuần Lương cũng giúp đỡ nghĩ biện pháp, hắn tại Nam Giang bằng hữu không nhiều, nhưng là nhận biết kẻ có tiền không ít, đầu tiên nghĩ đến Hoa Trục Nguyệt, thân là Lam Tinh phó CEO, nàng hẳn là có thể nghĩ cách. Chỉ là cứu cấp, chậm nhất ngày mai Đông Nghiễm Sinh liền có thể tướng tiền trả lại cho nàng. Hoa Trục Nguyệt biểu thị có thể giúp một tay, nhưng là thời gian quá mức khẩn cấp, nàng đoán chừng chỉ có thể chuẩn bị 300 vạn. Còn lại 400 vạn lỗ hổng Hứa Thuần Lương tìm được Mặc Hàm. Mặc Hàm phản ứng đầu tiên chính là Hứa Thuần Lương nghĩ thông suốt, nhưng nghĩ lại không thể, nàng biểu thị có thể tìm Loan Ngọc Xuyên nghĩ biện pháp, nhưng là nàng cũng có một cái yêu cầu, hy vọng Hứa Thuần Lương nói cho nàng số tiền kia công dụng. Nếu như không có đầy đủ lý do, nàng cũng vô pháp thuyết phục Loan Ngọc Xuyên. Hứa Thuần Lương trưng cầu Đông Nghiễm Sinh đồng ý về sau, tướng chuyện này nói cho nàng, Mặc Hàm hỏi hắn vì sao không đi báo cảnh, Hứa Thuần Lương đem người nhà họ Đông lo lắng nói một lần, Mặc Hàm để hắn chờ một lát. Loan Ngọc Xuyên ngồi tại rộng rãi trong văn phòng quan sát Nam Giang cảnh sắc, cách đó không xa Trường Giang uốn lượn chảy qua, từ phong thủy đi lên nói, Sơn Nam nước Bắc mới là tuyệt hảo vị trí. Cho nên Mặc Hàm mới quyết định mua xuống Giang Bắc nhà này xích kim cao ốc. Loan Ngọc Xuyên trên bàn công tác trưng bày một con đại bàng dương cánh đồng điêu, người khác đều cho là hắn là cái này đại bàng, nhưng chỉ có Loan Ngọc Xuyên trong lòng minh bạch, hắn chẳng qua là cái để tuyến con rối thôi. Mặc Hàm gõ cửa một cái đi đến, Loan Tổng. Loan Ngọc Xuyên nhẹ gật đầu, mặc dù ngồi tại tổng giám đốc trên ghế ngồi, nhưng là hai mắt bên trong tràn đầy cung kính. Trước mắt vị này thiếu nữ mới là Mặc gia cự tử. Hắn chẳng qua là Mặc thị quản gia thôi. Tại trước mặt công chúng, hắn tận lực đóng vai tốt chính mình nhân vật. Mặc gia hưng tại Thiên Tần, suy tại Tây Hán, Hán Vũ Đế trục xuất Bách gia, độc tôn học thuật Nho gia, để Mặc gia không ngừng nhận chèn ép, từ đây không gượng dậy nổi. Nhưng là Mặc gia chưa hề mẫn diệt, Mặc thị truyền thừa không thôi, Mặc gia học thuật cũng lấy truyền thống cổ xưa phương thức kéo dài đến nay, nhưng là hiện tại Mặc gia cũng theo thời đại biến thiên không ngừng biến hóa. Đương đại Mặc gia phân hóa thành hai chi, một chi chú trọng nhận thức luật, logic học, hình học quang học, tính cơ học các loại ngành học nghiên cứu, là Mặc gia hậu học, một cái khác chi thì đi vào thương trường, kiêm yêu, phi công, còn hiền, còn cùng, thiên trí, minh quỷ. Cái này một loạt Mặc gia tư tưởng dùng tại trên thương trường không có gì bất lợi. Mặc Hàm nói, lập tức an bài tài vụ chuẩn bị 400 vạn tiền mặt, càng nhiều càng tốt. Mặc dù xích đạo vốn liếng cũng không thiếu tiền. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn xuất ra 400 vạn tiền mặt cũng là một kiện không tầm thường sự tình, Loan Ngọc Xuyên ngạc nhiên nói, xảy ra chuyện rồi. Mặc Hàm nói, người một mực chuẩn bị, còn có, giúp ta điều tra thêm Đông Nghiễm Sinh đấy, con của hắn tình huống như thế nào, đắc tội qua người nào. Đúng, Đông Nghiễm Sinh thiếu đến không phải tiền, chỉ là trong thời gian ngắn không cách nào gom góp đến 3.000 vạn tiền mặt, đối với chuyện này hắn không dám có chút mạo hiểm. Đáp ứng bọn cướp điều kiện cũng không phải ngộ biến tùng quyền, nếu như đối phương nguyện ý đem hắn bảo bối cháu trai bình an thả lại đến, đừng nói 3.000 vạn, coi như táng ra bại sản hắn cũng nguyện ý. Sau 6 tiếng, bọn cướp gọi điện thoại tới, hỏi Đông Nghiễm Sinh tập hợp tiến độ như thế nào, cách bọn họ ước định kỳ hạn chót còn kém 2 giờ. Đông Nghiễm Sinh biểu thị tuyệt không vấn đề, bọn cướp để hắn trước tồn một bút 500 vạn tiền đặt cọc đi cái nào đó hải ngoại tài khoản. Đông Nghiễm Sinh lập tức làm theo. Cháu trai tại tay của người ta bên trên, hắn hiện tại toàn bộ hành trình bị động, hắn cũng chế định sách lược, chờ tiếp vào bảo bối cháu trai, hắn sẽ triển khai toàn diện phản kích, đám này giặc cướp, còn có cái nào cái gì tân thành cầu thí đại nhân vật, lão tử một người là có thể đem các ngươi cho bưng. Đông Nghiễm Sinh lúc còn trẻ liền không sợ chết, xâm nhập hậu phương đánh chết kẻ thù ngoan cố, hiện tại hắn được bệnh bạch huyết, càng không sợ chết, trong lòng đã quyết định được chủ ý.
Các loại chuyện này kết thúc về sau, hắn tự mình tiến về Tân Thành, là nhi tử giải quyết chuyện này, tuyệt đối không thể lấy để nhi tử một nhà tại sợ hãi bên trong sinh hoạt. Đông Nghiễm Sinh ước định tại Chiêm Ái Hoa khách sạn hội hợp. Chiêm Ái Hoa cùng nhi tử Chiêm Thiên Hàng tại khách sạn chờ đợi, đồng thời hắn còn mang đến khách sạn mấy tên bảo an, biết được Đông Nghiễm Sinh gặp phải phiền toái, Chiêm Ái Hoa mang nhiều mấy tên hảo thủ tới mục đích là nhìn xem có thể không có thể giúp một tay. Đông Nghiễm Sinh đối chiến hữu cũ hết sức giúp đỡ biểu thị cảm tạ, Chiêm Ái Hoa bảo an đội trưởng Tống Kiến Thiết về hưu trước là một cảnh sát hình sự, hắn đối loại án này rất có kinh nghiệm, đề nghị Đông Nghiễm Sinh báo cảnh. Đông Nghiễm Sinh biểu thị không thể mạo hiểm, hắn nhất định phải cam đoan cháu trai bình an vô sự, tiền không có có thể lại dẫy, nhưng là người nếu là có không hay xảy ra liền phiền toái. Tống Kiến Thiết nhìn thấy hắn kiên trì như vậy, cũng không tiện nói gì, nếu như bọn cướp có thể một tay cầm tiền một tay thả người tốt nhất, có thể hắn qua đi xử lý loại án này kinh nghiệm tới nói, tốt nhất vẫn là cảnh sát tham gia, tiến hành toàn diện vải khống. Lúc này Mặc Hàm cùng Hoa Trục Nguyệt hỗ trợ gom góp tiền mặt tuần tự đúng chỗ. Các nàng đều tự mình đem tiền mang đi qua. Hoa Trục Nguyệt bên kia chuẩn bị 350 vạn, Mặc Hàm chuẩn bị 500 vạn, hai người đối với chuyện này đều phi thường hết sức, tất cả đều vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đông Nghiễm Sinh đối Hoa Trục Nguyệt cùng Mặc Hàm trưởng nghĩa tương trợ biểu thị ra cảm tạ, hắn đã an bài tài vụ, mau chóng tướng hai bút tiền trả lại cho các nàng. Hiện tại còn kém Vương Kim Vũ lần này mang tới 2.000 vạn cũng là lớn nhất một bút khoản tiền. Hoa Trục Nguyệt cùng Mặc Hàm còn là lần đầu tiên gặp mặt, Hứa Thuần Lương giúp các nàng giới thiệu lẫn nhau một chút, Mặc Hàm nói, ta nghe nói qua Hoa Tổng đại danh, Lam Tinh tập đoàn phó tổng giám đốc. Hoa Trục Nguyệt khiêm tốn nói, một cái cao cấp làm công người thôi, Mặc tiểu thư thật xinh đẹp a. Mặc Hàm nói, Hoa Tổng mới xinh đẹp đâu. Hứa Thuần Lương nói, bây giờ không phải là tương hỗ cung duy thời điểm, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ chuyện này kết thúc ta mời các ngươi đi trường đảng uống cà phê. Hoa Trục Nguyệt cùng Mặc Hàm đều uống qua trường đảng cà phê, hai người đồng thời rất khinh bỉ một chút Hứa Thuần Lương, cũng đều lưu ý đến lẫn nhau cơ hồ đồng bộ biểu lộ, hai người nhìn không được bật cười. Mặc Hàm nói, hắn vì cái gì không báo cảnh, loại tình huống này vẫn là cảnh sát tham gia càng tốt hơn, muốn theo bọn cướp bàn điều kiện, chỉ sợ đến cuối cùng sẽ cả người cả của đều không còn. Hứa Thuần Lương quay người hướng sau lưng khách sạn nhìn thoáng qua, may mắn lời nói này là cõng Đông Nghiễm Sinh nói. Hứa Thuần Lương thở dài, kỳ thật chuyện này phi thường khó giải quyết, coi như báo cảnh cũng không giải quyết được vấn đề, Đông Nghiễm Sinh tiền tài sách lược đã có hiệu quả, hắn hẳn là ôm của đi thay người ý nghĩ. Hứa Thuần Lương đem Đông Nghiễm Sinh phụ tử gặp phải khốn cảnh nói cho bọn hắn, Mặc Hàm cho rằng giải quyết mấu chốt của sự tình vẫn là phải từ căn nguyên nắm lên, đã những người này là vì trả thù Thư Viễn Hàng, như vậy bọn hắn đều là cùng hung cực ác lưu manh, nếu như không phải Đông Nghiễm Sinh dùng tiền kinh hãi bọn hắn. Chỉ sợ bọn họ đã đối tiểu hài tử hạ thủ. Không bài trừ bọn hắn cầm tới 3.000 vạn, lại đối tiểu niệm tổ áp dụng trả thù khả năng, muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề, liền nên kịp thời tìm tới Thư Viễn Hàng cửu nhân, vị kia Tân Thành đại nhân vật Lê Tông Nguyên, hướng hắn tạo áp lực, bức bách hắn từ bỏ trả thù hành vi. Hứa Thuần Lương nói, người nói dễ dàng, Lê Tông Nguyên người tại Tân Thành, vẫn là cái gì cầm đốc, chúng ta làm sao cho hắn tạo áp lực. Mặc Hàm nói, người không có cách nào, không có nghĩa là người khác không có cách nào, Loan Tổng tại Tân Thành đầu tư một cái Trung Hoa Thành, hắn cùng nơi đó quan viên chính phủ quan hệ rất tốt, ta có thể thử mời hắn ra mặt, bất quá. Hứa Thuần Lương nhìn qua Mặc Hàm, mặc dù nàng nói còn chưa dứt lời, hắn cũng minh bạch nói sau ý tứ, Mặc Hàm là muốn ra điều kiện, Loan Ngọc Xuyên chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ hỗ trợ, hắn khẳng định là muốn xương rồng. Bất quá cái gì? Mặc Hàm thở dài nói. Người thông minh như vậy, làm gì giả ngu? Hứa Thuần Lương nói, gặp được loại chuyện này, không phải hẳn là hào vô điều kiện hỗ trợ. Các ngươi có phải hay không có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Mặc Hàm nói, Loan Tổng người này đặc biệt sĩ diện, người lần trước cự tuyệt hắn, hắn liền rất không cao hứng, người yên tâm đi, Loan Tổng chỉ cần một bức bản dập. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, nếu như hắn có thể giúp một tay, ta có thể cho hắn một bức bản dập. Mặc Hàm nói, có một điều kiện, hắn muốn gặp được xương rồng nguyên kiện, tự mình thắc ấn. Hứa Thuần Lương nói, cùng các ngươi những người làm ăn này bàn điều kiện ta căn bản không chiếm được lợi lộc gì, đi. Mặc Hàm cáo từ rời đi, nàng đi tìm Loan Ngọc Xuyên hỗ trợ. Mặc Hàm sau khi đi, Hoa Trục Nguyệt nói, nàng tính với ngươi đến thật đúng là rõ ràng.
nàng cũng cảm thấy Mặc Hàm ngay tại lúc này ra điều kiện có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi ngại. Hứa Thuần Lương nói, nàng cũng là bị người ủy thác. Hoa Trục Nguyệt nói, Xích Đạo vốn liếng Loan Ngọc Xuyên đích thật là cái nhân vật, hắn nếu là đáp ứng hỗ trợ có lẽ có thể có chút tác dụng. Hứa Thuần Lương nhớ tới Hoàng Tứ Bà sự tình, hỏi thăm nàng có tìm được hay không manh mối. Hoa Trục Nguyệt liếc hắn một cái nói, ta đều không rõ ràng chính mình thiếu ngươi cái gì, mặc dù tìm không thấy Hoàng Tứ Bà, nhưng là tìm được con trai của nàng Hoàng Cửu Thành hạ lạc. Hứa Thuần Lương nói, Hoàng Cửu Thành không phải ngồi tù sao? Hoa Trục Nguyệt nói, đã xuất ngục, mắc phải quái bệnh, trước mắt là nữ nhi của hắn đang chiếu cố. Hứa Thuần Lương nói, Hoàng Cửu Thành nhất định biết Hoàng Tứ Bà hạ lạc. Hoa Trục Nguyệt nói, chưa hẳn, bất quá Hoàng Tứ Bà lần này bắt cóc tiểu hài tử kia có phải là vì cho Hoàng Cửu Thành chữa bệnh. Hứa Thuần Lương nói, đi, dẫn ta đi gặp hắn. Hoàng Cửu Thành hiện tại ở tại Nam Giang sân bay phụ cận, Hoàng Tứ Bà ở chỗ này nhận thầu một cái bãi đỗ xe, bởi vì sân bay phí đỗ xe hơi đắt, mỗi ngày 60. Cho nên phụ cận thôn trang người động đầu óc làm lên loại này sinh ý. Lữ khách đem xe dừng ở bọn hắn nơi này, mỗi ngày thu phí 15, còn cung cấp 24 giờ miễn phí đưa đón. Hoàng Cửu Thành thiếu đặt mông nợ, ngoại trừ lừa gạt hắn cũng không có sở trường gì, sau khi ra tù lại rơi xuống một thân bệnh, không cách nào xử lý nặng lao động chân tay, cái này bãi đỗ xe kỳ thật vẫn là Hoàng Tứ Bà đồ đệ chuyển bao cho nàng. Hoàng Tứ Bà đồ đệ Chu Thiệu Hùng là bản xứ người, cũng là nhìn bọn hắn một nhà quá đáng thương, đem cái này bãi đỗ xe giao cho Hoàng Tứ Bà quản lý. Hoàng Tứ Bà mang theo nàng tôn nữ Hoàng Tử Thuần ở chỗ này làm đã 5 năm, từ khi con trai của nàng công ty bạo lôi, nàng táng ra bại sản hoàn lại nợ bên ngoài, bị thiên môn xóa tên, nghe nói sớm đã chậu vàng rửa tay. Hoa Trục Nguyệt lái xe tiến về tuần thôn trên đường tướng Hoàng ra tình huống đơn giản nói một lần. Hứa Thuần Lương thật sự là không có thể hiểu được, một cái mình cũng có tôn nữ người thế mà đi bắt cóc người khác hài tử, Hoàng Tứ Bà làm loại chuyện này chẳng lẽ liền không tâm thua thiệt. Hoa Trục Nguyệt thăm dò được Hoàng Cửu Thành mắc phải quái bệnh, hiện tại sinh hoạt đã hoàn toàn không thể tự gánh vác, nữ nhi của hắn Hoàng Tử Thuần chỉ có 10 tuổi, trước mắt cũng không đi học, trong nhà chiếu cố ba ba của nàng. Hai người tới Hoàng Tứ Bà nhận thầu cái kia bãi đỗ xe ngoài cửa sắt lớn, đứng thẳng một tấm bảng hiệu, trên đó viết tạm dừng kinh doanh. Trên cửa sắt khóa, xem ra không ai, xuyên thấu qua cửa sắt khe hở, nhìn thấy bên trong trống rỗng, một chiếc xe đều không có. Nơi này cách tuần thôn có một khoảng cách, Hứa Thuần Lương đi vào ngoài cửa sắt, hướng về phía bên trong hô một tiếng, có ai không? Bên trong không người đáp lại, nhưng là vang lên chó sủa thanh âm. Hứa Thuần Lương lại nói, hướng dẫn tới, dừng xe. Các loại trong chốc lát, vẫn không có người đáp lại, Hoa Trục Nguyệt đề nghị, nếu không chúng ta đi trước tìm Chu Thiệu Hùng. Hứa Thuần Lương nói, ta đi trước bên trong nhìn xem. Hắn trèo tại cửa sắt cái khác trên tường rào bò lên. Hoa Trục Nguyệt chỉ trên cửa chính camera, ý là nhất cử nhất động của hắn hẳn là bị người ở bên trong toàn đều thấy được. Hứa Thuần Lương mới mặc kệ cái gì camera, giám sát nhưng không phải là vì bảo hộ tội phạm. Hứa Thuần Lương đang muốn vượt qua tường vây thời điểm, nhìn thấy một cái ghim bím tiểu nữ hài hướng bên này đi tới, trên tay nắm một con trâu độc lớn nhỏ chó săn, tiểu nữ hài ngóc đầu lên nhìn qua Hứa Thuần Lương, chó săn gầm thét, chuẩn bị xông đi lên giáo huấn cái này khách không mời mà đến. Hứa Thuần Lương tạm thời không thể không trở thành một cái lưng chừng phái, có chút xấu hổ, nhếch môi cười lên tiếng chào hỏi, này, ngươi là Tử Thuần à? Tiểu nữ hài tràn ngập cảnh giác nhìn qua hắn, ngươi là ai? Tại sao muốn bỏ nhà chúng ta đại môn? Nói. Hứa Thuần Lương nói, ta là cha ngươi bằng hữu. Nói láo, Hoàng Tử Thuần buông lỏng ra chó dây thừng, chó săn hướng tường vây phi nước đại, thẳng đến Hứa Thuần Lương. Đầu này nhận qua huấn luyện chó săn có thể nhẹ nhõm công kích đến trên tường rào Hứa Thuần Lương. Chó săn sắp làm ra nhảy lên động tác thời điểm, Hứa Thuần Lương ánh mắt đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí, cường đại uy áp từ bốn phương tám hướng nghiền ép lấy chó săn nội tâm. Hứa Thuần Lương nổi giận gầm lên một tiếng, đầu kia chó săn bị hắn uy thế hù sợ, bắn vọt quá trình bên trong tới cái rừng ngay, thân thể bởi vì quán tính nguyên địa lăn lộn. Hoàng Tử Thuần còn không có náo minh bạch chuyện gì xảy ra. Hứa Thuần Lương đã từ trên tường rào nhảy xuống tới, nhanh chân đi hướng đầu kia chó săn, từ dưới đất bò dậy chó săn, nhìn thấy hắn không ngừng tới gần, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, trong miệng ô ô không thôi, giống như là nhận lấy bao lớn ủy khuất. Hoàng Tử Thuần có chút sợ hãi, quát lớn, đại uy, bên trên.
đầu kia tên là Đại Uy Lang Khuyển, chẳng những không có xông đi lên công kích Hứa Thuần Lương, ngược lại dọa đến xoay người bỏ chạy. Hứa Thuần Lương hướng Hoàng tử Thuần cười nói, ngươi không cần sợ, ta là tới giúp cho ngươi. Lúc này viện lạc chỗ sâu truyền đến một trận tiếng cười. Ha ha ha, ha 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 ha. Hứa Thuần Lương nhíu mày, tiếng cười kia nghe liền không bình thường, hắn lần theo tiếng cười nhìn lại. Đã thấy một cái cao gầy nam tử khập khiễng hướng bên này đi tới, trong tay cầm một thanh dao phay, trên mặt hắn muốn làm ra biểu tình hung ác, nhưng lại khống chế không nổi cười. Vừa đi vừa cười. Hoa Trục Nguyệt nghe được động tĩnh bên trong, bởi vì lo lắng Hứa Thuần Lương xảy ra chuyện cũng bỏ lên trên đầu tường, nhìn thấy trước mắt một màn, lấy làm kinh hãi, tên kia cầm đao nam tử chính là Hoàng Cửu Thành. Hoàng Cửu Thành là nghĩ bảo hộ mình nữ nhi, một bên cười một bên uy hiếp nói, cút cho ta ra. Đi, ha ha ha, ha ha ha, không phải, ta, chém chết ngươi. Đều nói cười một cái trẻ 10 tuổi, nhưng mọi thứ đều muốn có cái độ, cười cũng là như thế, không phân trường hợp, vô duyên vô cớ cười to, mà lại mình không cách nào khống chế, đó chính là bệnh. Tại trung y bên trên, Hoàng Cửu Thành loại bệnh trạng này bị trở thành vui cười không ngớt. Linh khu bản thần thứ 8 có dạng này một đoạn văn. Lá gan giấu máu, máu bỏ hồn, bệnh can khí hư thì sợ, kỳ thực giận. Tỳ giấu doanh, doanh bỏ ý, tính tình hư thì tứ chi không cần, ngũ tạng bất an, kỳ thực bụng trướng trải qua sự bất lợi. Tâm giấu mạch, mạch bỏ thần, lòng dạ hư thì buồn, kỳ thực cười không ngớt. Phổi giấu khí, khí bỏ phách, phổi khí hư thì nghẹt mũi bất lợi ít khí, kỳ thực thở uống ngực doanh ngửa hơi thở. Thận giấu tinh, tinh xá trí. Thận khí hư thì quyết, kỳ thực chướng, ngũ tạng bất an. Tất thẩm ngũ tạng chi bệnh hình, lấy chi kỳ khí chi hư thực, cần mà điều chi. Tố vấn điều kinh luận thiên cũng có tương tự ghi chép. Ngũ tạng hư thực chứng bệnh, tại Trung Hoa Y Kinh bên trong ghi lại thanh thanh rõ ràng. Vui cười không ngớt chính là tâm chứng minh thực tế. Hứa Thuần Lương đánh giá cái này gầy giống như một trận gió liền có thể thổi ngã nam tử, kết luận hắn chính là Hoàng Cửu Thành không thể nghi ngờ, trong lòng thầm than. Cái này Hoàng Cửu Thành năm đó cũng là dân gian vay mượn nhân vật phong vân, nghĩ không ra luân lạc tới bây giờ tình trạng, có chút hít trào phúng nhìn qua Hoàng Cửu Thành nói, vậy ngươi tới chém ta à? Hoàng Cửu Thành thiên môn xuất thân, am hiểu nhất phô trương thanh thế, hãm hại lừa gạt, nhưng bây giờ thân thể của hắn điều kiện không cho phép, liền trước mắt hắn cái dạng này, đừng nói chém người, liền liền cầm một cây đao đều tốn sức, hắn căn bản khống chế không nổi tiếng cười. Người không biết nội tình. Có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái, người này có gì có thể chuyện vui, thời thời khắc khắc đều đang cười, nhưng Hứa Thuần Lương nghe ra hắn ngũ tạng lục phủ cơ năng đã hỗn loạn, Hoàng Cửu Thành lúc nói chuyện thanh âm khàn giọng, đây cũng là thời gian dài cười to dẫn đến cổ họng sung huyết bố trí. Hoàng Cửu Thành một bên hướng nữ nhi ngoắc, một bên đi thẳng về phía trước, đáng tiếc chi dưới bất lực, dưới chân mềm nhũn, bịch một tiếng té lăn trên đất, thái đao trong tay cũng bay ra ngoài. Dao phay vừa vặn rơi vào Hoàng Tử Thuần dưới chân. Nàng khom người nhặt lên trên đất dao phay. Hoàng Cửu Thành nhìn thấy nữ nhi nhặt lên dao phay, trong lòng lại là lo lắng lại là sợ hãi, ha ha ha. Không muốn, ha ha, a, a, ôi ôi, hắn rốt cục ngưng cười âm thanh, nhưng lúc này lại khóc lên, khóc đến không kềm chế được. Hoa Trục Nguyệt từ trên tường rào nhảy xuống tới, nhìn thấy Hoàng Cửu Thành vừa khóc lại cười, trong lòng thầm than, cái này Hoàng Cửu Thành hẳn là điên rồi đi. Hoàng Tử Thuần lo lắng cái này hai tên người xa lạ muốn thương tổn phụ thân của nàng, hai tay nắm dao phay cục dơ lên hướng về phía trước, hướng về phía Hứa Thuần Lương kêu lên, không được qua đây, các ngươi không được qua đây. Hứa Thuần Lương nhìn qua cái này dũng cảm tiểu nữ hài, sinh lòng thương yêu, cô gái nhỏ này vẫn chưa tới 10 tuổi, thế mà liền biết được bảo hộ phụ thân của nàng, đáng thương nàng sinh tại dạng này một gia đình bên trong, không cách nào giống hài tử của người khác một dạng không buồn không lo sinh hoạt. Quá sớm lưng đeo sinh hoạt trọng áp. Hoa Trục Nguyệt hoảng hốt vội nói, tiểu muội muội, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi, không có ác ý. Ngươi nói láo, không cho phép tổn thương cha ta, bệnh hắn, bệnh hắn. Chúng ta thực sự không có tiền. Hoàng Tử Thuần đứng tại phụ thân trước người, thanh tịnh trong hai con ngươi ngấn lệ đang nhấp nháy, nhưng là nàng cố nén không cho nước mắt đến rơi xuống, bởi vì nãi nãi nói qua, hiện tại chỉ có nàng mới có thể chiếu cố ba ba. Hoàng Cửu Thành muốn từ dưới đất bò dậy, đáng tiếc trên thân không có nửa điểm khí lực, nhìn thấy nữ nhi như thế, trong lòng của hắn áy náy, càng phát ra cam chịu, thân vì phụ thân thế mà muốn một cái vị thành niên nữ nhi bảo hộ, mình còn sống thì có ích lợi gì? Vẫn phải chết được rồi.
Hoàng Cửu Thành rất buồn, ô ô khóc lên, hắn khóc đến như thế thương tâm quanh thân đều co quắp, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt biến thành màu xanh tím, hô hấp cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng gấp rút. Hứa Thuần Lương vừa nhìn liền biết Hoàng Cửu Thành tại như thế khóc xuống dưới chỉ sợ xảy ra đại sự. Hoàng Cửu Thành không phải tinh thần rối loạn, hắn là ngũ tạng hư thực chứng bệnh, cười không phải là bởi vì hạnh phúc, khóc cũng không phải là bởi vì bi thương, bởi vì nội tạng cơ năng thác loạn, phương mới đưa đến hắn không cách nào chúa tể mình sướng vui giận buồn. Vô tội khóc lớn loại bệnh này sớm nhất ghi chép ở Kim Quý Yếu Lược người như bẩn nóng này, vui bi thương muốn khóc, tưởng như thần linh sở tác, đếm ngáp và vươn vai, cam mạch lớn táo canh chủ chi, bẩn nóng này là tâm chi hư chứng. Trên người một người đồng thời xuất hiện hai loại tâm chứng, coi như Hứa Thuần Lương đi qua cũng rất ít nhìn thấy, bất quá cái này không làm khó được hắn. Hứa Thuần Lương hướng Hoàng Cửu Thành đi đến. Đừng tới đây, Hoàng Tử Thuần vẫn bảo vệ lấy phụ thân. Hứa Thuần Lương nói, ta nếu là không quản hắn, chỉ sợ ngươi hôm nay liền muốn không có ba ba. Hắn nhanh chân trải qua Hoàng Tử Thuần bên người. Hoàng Tử Thuần giơ lên đao, làm cái chém vào động tác, nhưng là nửa đường vẫn là ngừng lại. Gấp nhắm chặt hai mắt, nước mắt sốt cục nhìn không được chảy xuống. Nàng ôm lấy Hứa Thuần Lương đùi, đừng đánh cha ta. Hắn ngã bệnh. Ha ha, ha ha ha, Hoàng Cửu Thành lại lần nữa cười ha hả. Hứa Thuần Lương duỗi tay vuốt ve một chút nàng rối tung tóc, ngoan, ta cam đoan sẽ không tổn thương ba ba của ngươi. Hoa Trục Nguyệt đi vào Hoàng Tử Thuần trước mặt, Tử Thuần, ngươi yên tâm đi, ca ca là bác sĩ, chúng ta chuyên môn đến cấp ngươi ba ba xem bệnh. Hoàng Tử Thuần nửa tin nửa ngờ nhìn qua Hoa Trục Nguyệt, Hoa Trục Nguyệt vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, Hoàng Tử Thuần cuối cùng buông lỏng ra hai tay. Hứa Thuần Lương tại Hoàng Cửu Thành trước mặt ngồi xổm xuống, đem hắn cổ tay trái nắm lên, ba ngón định vị tấc thước chuẩn, Hứa Thuần Lương bắt mạch thủ pháp cực kỳ chính xác, trung y bắt mạch sẽ sử dụng đến cử, án, tầm tam trung khác biệt thủ pháp. Cử pháp, ngón tay phát lực hơi nhẹ, ấn tại thốn khẩu mạch đập khiêu động bộ vị thể nghiệm và quan sát mạch tượng. Bình thường còn gọi là phù bắt trước. Án pháp, ngón tay phát lực nặng hơn, thậm chí có thể theo như ép đến gân cốt cấp độ đến thể nghiệm và quan sát mạch tượng, bình thường xưng là chìm bắt trước. Tâm pháp, tìm chính là tìm kiếm, thầy thuốc ngón tay dùng sức linh hoạt thích hợp, ấn đến cơ bắp, căn cứ tình huống cụ thể điều tiết chỉ lực, hoặc tả hữu đẩy tìm, cẩn thận thể nghiệm và quan sát mạch tượng. Mặt khác làm dùng ngón tay số lượng khác biệt còn chia tổng án cùng đan án. Tổng án là vì hiểu rõ mạch tượng hình thái, mạch vị cùng mạch lực. Đan án chính là chỉ dùng một ngón tay khám bệnh một bộ mạch tượng phương pháp, chủ yếu dùng cho phân biệt giải tắc, quan, thước các bộ mạch tượng vị, lần, hình, thế biến hóa. Bình thường bắt mạch không thua kém 50 động. Hoàng Cửu Thành mạch tượng đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động suy yếu, tắc thước chuẩn 3 bộ, phù bên trong chìm 3 đợi đều không lực, điển hình hư mạch chủ hết thảy chứng hư phân khí huyết âm dương. Khí là mạch đập khiêu động nguyên động lực, khí hư sẽ xuất hiện bác động lực yếu, máu hư thì không thể tràn đầy mạch quản, biểu hiện ra mạch mảnh bất lực, ở trong đó, trễ mà bất lực nhiều dương hư, đếm mà bất lực nhiều âm hư. Hoàng Cửu Thành vui cười không ngớt, tâm thực mà mạch hư, loại bệnh trạng này cũng không phổ biến. Hứa Thuần Lương vì hắn bắt mạch quá trình bên trong, Hoàng Cửu Thành vẫn là ôi ôi cười không ngừng, ánh mắt tan rã, sắc mặt xanh lét tử, đã bày biện ra thiếu dưỡng khí trạng thái. Hứa Thuần Lương hướng Hoàng Tử Thuần nói, hắn cái dạng này có thời gian dài bao lâu? Hoàng Tử Thuần dưng dưng nói, hơn 3 tháng. Hoàng Cửu Thành ra ngục về sau thân thể liền không tốt, ở giữa từng có một lần não tắc nghẽn, sau khi xuất viện, thân thể cơ năng từ đầu đến cuối chưa thể khôi phục bình thường. 3 tháng trước, hắn vô cớ bật cười, vừa mới bắt đầu chỉ là ngẫu nhiên, nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng tấp nập, từ 1 tháng trước bắt đầu, hắn cả ngày không phải cười chính là khóc. Căn bản là không có cách khống chế cảm xúc, cũng đi bệnh viện nhìn, bệnh viện đề nghị nằm viện, nhưng là cũng không bỏ ra nổi biện pháp tốt. Nằm viện trị liệu mấy ngày, chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tiền tốn không ít, hiệu quả hoàn toàn không có, bọn hắn quyết định xuất viện. Hoàng Cửu Thành kinh lịch lâu như vậy tra tấn, tinh thần nhiều lần sụp đổ, ở giữa tự sát một lần, bị phát hiện cứu trở về, trong nhà chỉ có mẹ già cùng nữ nhi. Mẫu thân muốn ra ngoài kiếm tiền chữa bệnh cho hắn, bên cạnh hắn lại không thể rời đi người, chỉ có thể để nữ nhi Hoàng Tử Thuần làm tạm nghỉ học, ở bên người một lát không cách mặt đất chờ đợi. Sợ vừa rời đi hắn, hắn liền sẽ lại tự sát, Hoàng Cửu Thành cũng từng phong quang nhất thời, hiện đang rơi xuống kết quả như vậy, phải nói là hắn gieo gió gặt bão, hắn sở dĩ lựa chọn tự sát,
là không muốn liên lụy mẫu thân cùng nữ nhi, từ một điểm này tới nói, hắn coi như có chút lương tâm. Vui cười không ngớt là tâm chứng minh thực tế, tâm ngũ hành thuộc hỏa, lửa sinh sĩ, tức thổ là hỏa chi tử, cho nên tâm kinh chứng minh thực tế ứng lựa chọn thần môn huyệt. Thần môn, thần, cùng quỷ tương đối, khí vậy cửa, xuất nhập môn hộ. Nên huyệt thuộc thủ thái âm tâm kinh, thần môn có ý tứ là chỉ tâm kinh thể nội kinh mạch khí huyết vật chất bởi vậy giao cho tâm kinh bên ngoài thân kinh mạch. Thần môn huyệt bởi vì có địa bộ lỗ hổng cùng tâm kinh thể nội kinh mạch tương thông, khí huyết vật chất là tâm kinh thể nội kinh mạch truyền ra ngoài chi khí, tính tình đồng tâm trải qua khí huyết chi bản tính, làm người chi thần khí, là tâm kinh khí huyết vật chất đối ngoại chuyển vận chỗ. Thần môn huyệt thuộc thổ, khí huyết vật chất vận hành biến hóa thành tại bản huyệt tụ tập sau lại không ngừng mà giải nhiệt bốc hơi, có thổ cố định không rời chi tính, cho nên bản huyệt thuộc thổ. Hứa Thuần Lương lấy ra mang theo người túi châm, lựa chọn cổ tay nếp nhăn thước bên cạnh bưng, thước bên cạnh cổ tay khuất gân bắp thịt nạo bên cạnh chỗ lõm xuống thần môn huyệt hạ châm, kỳ thực tả kỳ tử. Lấy tả pháp đến trị liệu hoàng cửu thành tâm chứng thực. Khó kinh căn cứ, linh khu bản thâu, đưa ra mẹ con bổ ô pháp, tức, tướng âm kinh giếng huỳnh thua trải qua hợp năm thua lấy mộc lửa sĩ kim thủy là thuộc tính, tướng dương kinh lấy kim thủy mộc lửa sĩ là thuộc tính, dùng ngũ hành tương sinh trình tự, cùng ngũ tạng ngũ hành sở thuộc tương hợp, người sống là mẫu, sở sinh người là tử, sắp xếp thành bổ mẫu tả tử bổ tả phương pháp. Khó trải qua 73 khó, đưa ra bổ tả yêu cầu, chư giếng người, mộc vậy. Huỳnh người, lửa, hỏa giả mộc chi tử, đương đâm giếng người, lấy huỳnh tả chi. Cho nên trải qua nói bổ người không thể là tả, tả người không thể là bổ, này vị. Hứa Thuần Lương lấy ra hai cây kim châm cứu, tuần tự đâm vào hoàng cửu thành tả hữu thần môn huyệt, lấy tả pháp tả đi thổ thuộc tính khí huyết vật chất, lấy cải thiện tâm thực chứng bệnh. Hoàng tử Thuần mặc dù tuổi tác không lớn, thế nhưng là kinh lịch cực khổ muốn so hài tử cùng lứa hơn rất nhiều, biết Hứa Thuần Lương là đang vi phụ thân châm cứu, lúc trước đối Hứa Thuần Lương cảnh giác cùng căm thù cũng dần dần biến mất. Chỉ là nàng đối bác sĩ cũng không tín nhiệm, từ từ phụ thân ra ngục, bồi tiếp hắn nhìn khắp nơi bệnh, chằn chọc nhiều nhà bệnh viện, nãi nãi tiêu hết không nhiều tích xúc, nhưng là bệnh của phụ thân chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng ngày càng nặng, bọn hắn bởi vì thiếu phí bị ngừng thuốc thời điểm, những nhân viên y tế kia lạnh lùng vô tình gương mặt đến bây giờ nàng đều nhớ, nàng ở trong lòng đối bệnh viện, đối bác sĩ đều không có có ấn tượng tốt gì. Hoa Trục Nguyệt nhìn Hứa Thuần Lương ra châm, liền cho rằng Hoàng Cửu Thành bệnh được cứu rồi. Nhớ ngày đó tại Đông Châu Seven Star, DJ bị hắc quả phụ cắn bị thương trúng độc, chính là Hứa Thuần Lương xuất thủ đem nàng cứu được trở về, một cái sắp chết người đều có thể cứu về, lại càng không cần phải nói một bệnh nhân. Kỳ thật đối Hứa Thuần Lương mà nói, giải độc so chữa bệnh càng thêm dễ dàng, hạ độc và giải độc mới là hắn nghề cũ, chữa bệnh chỉ là nghề phụ, nhưng là thời đại đã cải biến, đương kim thời đại giống như cho người ta chữa bệnh thời điểm càng nhiều. Ha ha, ôi! Hoàng Cửu Thành tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn há to miệng, bộ mặt cơ bắp cuối cùng có thể một lát nghỉ ngơi, cảm giác quai hàm khớp nối ẩn ẩn làm đau, đột nhiên sau khi dừng lại, tựa như có người dùng hai con lưỡi gai đâm vào tai của hắn đạo, đây hết thảy đều là khớp nối vị trí biến hóa sinh ra hậu quả, theo thời gian trôi qua, đau đớn cấp tốc hạ thấp. Hứa Thuần Lương ý vị thâm trường nói, người đời này cộng lại cũng không có cười qua lâu như vậy a. Hoàng Cửu Thành ngạc nhiên nhìn qua Hứa Thuần Lương. Hắn cười bao lâu? Hơn 3 tháng, một ngày đa số thời gian đều đang cười, coi như dừng lại, lập tức liền sẽ khóc, Hoàng Cửu Thành sớm đã sống không bằng chết. Mặc dù chỉ là một lát gián đoạn, hắn đã cảm giác được làm một cái không vui không buồn người là cỡ nào hạnh phúc, tâm nghĩ đến đây, một loại bi thương cảm giác tự nhiên sinh ra, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Hoàng tử Thuần nhìn thấy phụ thân đình chỉ cười quái dị, lúc đầu vừa mới thấy được hy vọng, nhưng trong nháy mắt phụ thân lại khóc lên. Một trái tim lập tức lại chìm xuống dưới. Hứa Thuần Lương nói, bẩn nóng nảy chứng bệnh, nếu như ngươi không phải gặp ta, không phải chết cười chính là khóc chết. Hoàng Cửu Thành dưng dưng nói, cứu ta. Hắn hiểu được, hôm nay là gặp được cao nhân. Hứa Thuần Lương lại tuyển khuỷu tay nếp nhăn thước bên cạnh văn đầu chỗ lõm xuống ít hải huyệt hạ châm, ít hải huyệt là thủ thiếu âm tâm kinh hợp huyệt. Biển là chư xuyên chi hợp thành, sâu rộng vô lượng. Tại thân người lấy thiếu âm là 6 trải qua số 1 bên trong. Lại bản huyệt trị chứng, cực kỳ phức tạp, dắt cùng nhiều trải qua chi bệnh, giống như chúng chứng quy thuận người, đồn rằng ít biển. Chỗ trị chứng vì biểu bên trong hư thực nóng lạnh cùng thất tình chí ý các loại bệnh, bao quát điên cuồng, nôn nước bọt, hạng mạnh, cánh tay đau nhức, răng đau nhức, hoa mắt, đầu gió, khí nghịch,
lỗi lịch các loại, cũng có hải nạp bách xuyên chi ý. Hứa Thuần Lương châm rơi không lâu về sau, Hoàng Cửu Thành liền ngừng tiếng khóc, hắn hiện tại đã không cười xúc động, cũng không khóc xúc động, có loại chạy cự ly dài marathon cuối cùng kết thúc cảm giác. Ba tháng, dòng dã ba tháng, hắn rốt cuộc dừng lại, không khóc cũng không nháo, cả người có loại mệt lạ cảm giác, mỏi mệt không chịu nổi, đi qua mỏi mệt, lại không dừng được khóc cười, hiện tại cuối cùng có thể dừng lại, hắn lại ngủ thiếp đi, quá mệt mỏi. Hoàng tử Thuần nhìn thấy phụ thân đột nhiên không nhúc nhích nằm ở nơi đó, không khỏi sinh lòng sợ hãi, ba ba nên không phải để bác sĩ này cho chữa chết à. Đứa nhỏ này hiện tại đối bác sĩ hoàn toàn không tín nhiệm. Chính muốn mở miệng hỏi thăm, liền nghe đến phụ thân thơm ngọt tiếng ngáy, thế mới biết phụ thân là ngủ thiếp đi, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Hoa Trục Nguyệt nói, không thể ngủ ở nơi này, bên ngoài quá lạnh. Hoàng tử Thuần đi qua muốn đem phụ thân dìu dắt đứng lên, có chút không đành lòng quấy rầy phụ thân mộng đẹp, phụ thân đã hơn 3 tháng không ngủ qua an giấc. Hứa Thuần Lương nói, gian phòng của hắn ở nơi nào? Hoàng tử Thuần chỉ bên trong. Hứa Thuần Lương tướng Hoàng Cửu Thành ôm lấy, Hoàng Cửu Thành bởi vì quá độ tiêu hao, thân thể gầy đến da bọc xương, thể trọng cùng một đứa bé con không sai biệt lắm, Hứa Thuần Lương nguyên bản liền lực lớn, ôm lấy hắn không tốn sức chút nào. Ba người cùng một chỗ tướng Hoàng Cửu Thành đưa vào giữa phòng, đầu kia lang khuyển tránh tại cửa ra vào, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới, dọa đến cụp đuôi hướng viện tử nơi hẻo lánh bỏ chạy. Hoàng tử Thuần có chút kỳ quái, đi qua đại uy vẫn luôn rất hung mãnh, gặp được người xa lạ réo lên không ngừng, hôm nay không biết là thế nào, vậy mà đối vị này ca ca sợ đến lợi hại như thế. Hứa Thuần Lương đem Hoàng Cửu Thành đặt lên giường, Hoàng tử Thuần giúp phụ thân đắp kín mền. Hoa Trục Nguyệt nhìn thấy nhỏ như vậy hài tử như thế hiểu chuyện, trong lòng đối nàng trìu mến không thôi, hoàng tứ bà mẹ con tạo ra nghiệt không nên đứa nhỏ này đến gánh chịu, mặc dù như thế, cũng không thể quên nhớ hôm nay tới đây mục đích. Bọn hắn chạy tới nơi này đã tốn mất không ít thời gian, Hứa Thuần Lương là Hoàng Cửu Thành trị liệu lại chậm trễ một đoạn, bây giờ cách bọn cướp tối hậu thư chỉ còn lại không tới 3 giờ. Hoa Trục Nguyệt nói, Tử Thuần, ta là nãi nãi người bằng hữu, ta có việc gấp tìm nàng, người có không có cách nào có thể liên hệ với nàng. Hoàng tử Thuần lắc đầu. Hoa Trục Nguyệt nói, thật phi thường trọng yếu, nếu như ngươi biết nãi nãi hạ lạc, nhất định muốn nói cho ta biết, chúng ta không có ác ý, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ba ba của ngươi bệnh là vị này ca ca chỉ tốt. Hoàng tử Thuần cắn môi một cái nói, nãi nãi nói nàng sẽ không trở về. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ánh mắt của nàng tràn đầy bất lực. Hoa Trục Nguyệt thầm than, đứa nhỏ này kinh lịch cái gì? Hoàng tứ bà trước khi rời đi hẳn là nói qua với nàng sẽ không trở về, nhưng hoàng tứ bà coi là thật như thế nhẫn tâm, bỏ xuống con ruột cùng vị thành niên tôn nữ liền đi thẳng một mạch như vậy sao? Hứa Thuần Lương nói, không bằng ta tỉnh lại hắn thử một chút. Tình huống khẩn cấp, chỉ có thể gửi hy vọng từ Hoàng Cửu Thành trên thân tìm tới một chút manh mối. Hoàng tử Thuần nói, không muốn đánh thức cha ta, hắn rất lâu không ngủ qua, hắn cái gì cũng không biết. Hoa Trục Nguyệt đưa cho nàng một tờ giấy. Hoàng tử Thuần xoa xoa nước mắt, bên ngoài nói. Hai người đi theo nàng đi ra phía ngoài, Hoàng tử Thuần đóng cửa phòng lại, nàng hít mũi một cái nói, nãi nãi ta đến bệnh nan y, nàng mặc dù không nói, nhưng là ta biết, ta nhìn lén bệnh của nàng lịch. Nói đến đây, nước mắt lã chã mà rơi. Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương nhìn nhau, hai người cũng không nghĩ tới chuyện này lại biến thành cái dạng này. Mặc dù không cách nào xác định Hoàng tử Thuần nói đến chính là chuyện thật. Nhưng là hoàng tứ bà lần này cách làm đích thật là được ăn cả ngã về không, hẳn là ôm định làm xong cái này một phiếu, kiếm bộn tiền lưu cho con cháu ý nghĩ. Hoàng tử Thuần trông mong nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, ca ca, ngài có thể trị hết cha ta bệnh sao? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hoàng tử Thuần nói, ngài có thể trị hết cha ta bệnh, kia cũng có thể trị tốt nãi nãi ta bệnh. Hứa Thuần Lương nói, Tử Thuần, bà ngươi trước khi rời đi có phải hay không cho ngươi lưu lại một khoản tiền? Hoàng tử Thuần sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ vị đại ca ca này làm sao biết. Hứa Thuần Lương nhìn ra đó là cái nhân tiểu quỷ đại hài tử, thời gian đã không cho phép bọn hắn làm tư tưởng công việc. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không gạt ngươi, ngươi xem một chút cái này. Hắn đem hoàng tứ bà mang đi Đông Niệm Tổ video thu hình lại cho hoàng tử Thuần nhìn. Hoàng tử Thuần liếc mắt một cái liền nhận ra nãi nãi, nàng cắn chặt môi, không biết nãi nãi tại sao muốn mang đi cái kia tiểu đệ đệ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thấy người tiểu đệ đệ này là cháu của ta, bà ngươi mang đi hắn, hiện tại người tiểu đệ đệ này tình cảnh rất nguy hiểm.
Hoàng tử Thuần nói, ngươi nói là nãi nãi ta mang đi người tiểu đệ đệ này. Hứa Thuần Lương nói, bà ngươi cùng người tiểu đệ đệ này không thân chẳng quen, bọn hắn đi qua chưa từng gặp mặt. Hắn nói đến đã phi thường hàm xúc. Hoàng tử Thuần nói, nãi nãi ta không phải bọn buôn người, nàng không phải, nàng thích nhất tiểu hài tử. Nước mắt lại lần nữa bừng lên, Hoa Trục Nguyệt ngồi xuống vì nàng lau nước mắt nói, Tử Thuần, chúng ta không nói bà ngươi là bọn buôn người, nhưng là bà ngươi vì ba ba của ngươi bệnh, có thể sẽ nhất thời hồ đồ làm không đúng sự tình, chúng ta có phải hay không hẳn là trợ giúp nàng sửa lại. Hoàng tử Thuần thút tha thút thít nói, ta đã biết, các ngươi là đến bắt ta. Nãi nãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Thuần Lương nói, Tử Thuần, chúng ta không phải đến bắt nàng, chúng ta muốn giúp nàng, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi bị người bắt đi, ba ba của ngươi có thể hay không khổ sở. Nhỏ vị tiểu đệ đệ này cũng giống như vậy à. Hoàng tử Thuần nói, nãi nãi ta không là người xấu. Ca ca, a di, ta không biết làm sao bây giờ. Hoa Trục Nguyệt nói, Tử Thuần, để chúng ta giúp ngươi có được hay không, trong lòng có chút phiền muộn, vì sao gọi Hứa Thuần Lương ca ca gọi a di của ta. Ta cứ như vậy hiển lớn sao? Hứa Thuần Lương nói, chỉ cần ngươi giúp ta tìm về người tiểu đệ đệ này, ta có thể cam đoan chữa khỏi ba ba của ngươi bệnh, ta còn sẽ giúp ngươi nãi nãi chữa bệnh. Hắn đã nhìn qua Hoàng Cửu Thành tình trạng, vững tin có thể chữa trị Hoàng Cửu Thành mới nói như vậy. Hoàng tử Thuần Dương Dương nói, ta thật không biết người tiểu đệ đệ này sự tình, cũng không biết hắn ở nơi nào. Nãi nãi đâu, có không có cách nào liên hệ với nãi nãi? Hoàng tử Thuần do dự. Hứa Thuần Lương kiên nhẫn chờ đợi, nhìn ra cô bé này giờ phút này nội tâm chính đang kịch liệt đấu tranh. Hoàng tử Thuần nói, các ngươi vân vân. Nàng trở lại trong phòng, không bao lâu cầm một vóc đồng điện thoại ra, nàng cho ta một cái mã số, để cho ta tùy tiện không muốn cho nàng đánh. Hứa Thuần Lương khích lệ nói, gọi cho bà ngươi, mau cứu cái kia tiểu đệ đệ. Hoàng tử Thuần rốt cục hạ quyết tâm, mã số là nàng một mực nhớ dưới đáy lòng, nãi nãi đi lúc đó, đã từng nói cho nàng. Muốn đi làm một chuyện rất trọng yếu, để nàng tùy tiện không muốn gọi cú điện thoại này, nhưng nàng vẫn là đánh, tiểu hài tử nội tâm là thiện lương, mà lại Hứa Thuần Lương để nàng nhìn thấy chữa trị phụ thân hy vọng. Điện thoại kết nối về sau, Hoàng tử Thuần đối điện thoại kêu một tiếng nãi nãi. Qua một hồi lâu, bên kia mới có người đáp lại nói, Thuần Thuần, sự tình gì? Nghe ra được ngữ khí của nàng vô cùng gấp gáp. Hoa Trục Nguyệt ra hiệu nàng đưa di động giao cho mình, nàng đi hướng nơi xa. Tiếp xuống đối thoại không muốn để cho tiểu hài tử nghe được. Hoàng tứ bà, ta là Hoa Trục Nguyệt. Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt rơi vào trong trầm mặc. Hoa Trục Nguyệt nghe được Hoàng tứ bà nặng nề tiếng hít thở, biết nàng đang nghe, quay người hướng xa xa Hoàng tử Thuần cười cười, sau đó nói, một cái cùng hai cái đơn giản như vậy chướng ngươi hẳn là tính được rõ ràng. Hoàng tứ bà đương nhiên tính được rõ ràng, nàng minh bạch đối phương thông qua Hoa Trục Nguyệt đã trải qua tìm tới chính mình nhi tử cùng tôn nữ. Hoa Trục Nguyệt là đang uy hiếp mình, hai cái mạng cùng một cái mạng cái nào càng nặng. Hoàng tứ bà dùng trầm mặc vừa đi vừa về ứng Hoa Trục Nguyệt, nhưng là nàng không dám cúp điện thoại, bởi vì cho dù là đồ đần cũng coi như đến thanh cái này sổ sách. Hoa Trục Nguyệt nói, ta không biết lần này bắt cóc có phải hay không là ngươi toàn bộ bày ra, cũng không biết ngươi đến cùng rõ ràng nhiều ít nội tình, ngươi bây giờ tốt nhất tử tế nghe lấy. Nàng đơn giản tướng lần này bắt cóc nguyên nhân gây ra nói cho Hoàng tứ bà. Có thật nhiều sự tình là Hoàng tứ bà không biết, nàng nhận vì lần này bắt cóc chỉ là vì đòi tiền, cũng không biết phía sau còn có nhiều chuyện như vậy, nhi tử mắc phải quái bệnh, chính nàng trước đây không lâu lại chẩn bệnh bị ung thư phổi. Hoàng tứ bà căn bản không nghĩ tới muốn đi chữa bệnh, nàng cũng không có tiền chữa bệnh, nhi tử bệnh đã hao hết nàng hiện tại không nhiều tích xúc, hơn nữa nhìn không đến chữa trị bất cứ hy vọng nào, nàng hiện tại chỉ muốn tại trước khi chết là tôn nữ kiếm nhiều tiền một chút, tham gia lần này bắt cóc. Người khác dự chi cho nàng 20 vạn, nàng đem 20 vạn tồn tại nhi tử kẹt bên trên để lại cho tôn nữ. Người ta còn đáp ứng sau khi chuyện thành công lại cho nàng 80 vạn, có cái này 100 vạn chí ít có thể cam đoan tôn nữ trưởng thành. Hoàng tứ bà nhận là sinh mệnh của mình đã không có bao lâu thời gian, có sinh ngày nàng muốn hết sức là tôn nữ nhiều làm chút chuyện, thậm chí không tiếc bí quá hóa liều. Nàng cũng không nghĩ tới muốn thương tổn đứa bé kia tính mệnh. Đây là nàng gia nhập hành động lần này điều kiện một trong, nếu như không phải Hoa Trục Nguyệt nói cho nàng, nàng còn không biết, kia tiểu nam hài gia gia cũng là một vị phú hào, nguyện ý xuất ra 3.000 vạn tiền mặt đổi lấy đứa bé này bình an. Kỳ thật Hoàng tứ bà tịnh không để ý người ta cuối cùng có thể kiếm nhiều ít,
nàng chỉ muốn lấy được mình 100 vạn. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi chỉ cần bảo trụ đứa bé kia bình an vô sự, tôn nữ của ngươi ta tới chiếu cố, con trai ngươi bệnh, ta phụ trách hỗ trợ tìm người trị liệu. Hoàng tứ bà vẫn là không nói một lời. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi hẳn là hiểu ta, ta Hoa Trục Nguyệt từ trước đến nay nói được thì làm được, nếu như đứa bé kia có chuyện bất trắc, ngươi cũng sẽ không có người tống chung. Hoàng tứ bà nói, ta không quan tâm, nàng nói xong liền đã cúp điện thoại. Hoa Trục Nguyệt trở lại Hứa Thuần Lương bên người, đưa điện thoại di động giao cho Hoàng tử Thuần. Nãi nãi ta nói thế nào? Hoa Trục Nguyệt nói, nàng không nói gì. Hoàng tứ bà nói nàng không quan tâm, nhưng là nàng không có khả năng không quan tâm, đã nàng nguyện ý vì con cháu bí quá hóa liều, liền sẽ không bỏ mặc an toàn của bọn hắn mặc kệ. Hoàng tử Thuần lại đánh qua, điện thoại lại không gọi được. Hoa Trục Nguyệt cõng Hoàng tử Thuần tướng mình cùng Hoàng tứ bà trò chuyện nội dung nói cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương đối Hoa Trục Nguyệt cách làm biểu thị tán đồng, nhất định phải để Hoàng tứ bà sợ ném chuột vỡ mình, cũng chỉ có để nàng từ đáy lòng sợ hãi, mới có thể bảo chứng Đông Nghiễm tổ an toàn. Đông Nghiễm sinh lòng nóng như lửa đốt, Vương Kim Vũ cuối cùng tại quy định thời gian chạy tới, dọc theo con đường này kẹt xe không ngừng, Đông Nghiễm sinh hối hận đến hận không thể để hắn thuê cái máy bay trực thăng bay tới. 3.000 vạn tiền mặt chia 20 cái dương cất giữ, mỗi dương tiếp cận 50 cân, bên trong có 150 vạn, Đông Nghiễm sinh đã điều dụng hết thảy có thể dùng tài chính, may mắn có Hứa Thuần Lương tương trợ, chỉ cần có thể cam đoan cháu trai bình an trở về, đừng nói 3.000 vạn, liền xem như 3 ức lại có thể thế nào. 7 giờ rưỡi tối, Lưu Manh liên hệ Thư Viễn Hàng, biết được bọn hắn đã đem tất cả tiền mặt đều chuẩn bị xong, lúc này mới nói cho bọn hắn giao dịch địa điểm. Để bọn hắn trong nửa giờ đuổi tới trường giang hội triển trung tâm, vẫn cảnh cáo một phen, không cho phép bọn hắn báo cảnh, ngoại trừ Đông Nghiễm sinh một nhà cùng một lái xe bên ngoài, những người khác không từng chiếm được tới. Đông Nghiễm sinh biểu thị sẽ đáp ứng bọn hắn tất cả điều kiện, chỉ cần bọn hắn cam đoan cháu trai bình an là được. Đối phương hỏi thăm xe cộ của bọn họ loại hình cùng bảng số xe. Kết thúc trò chuyện về sau, Đông Nghiễm sinh làm cho tất cả mọi người tận mau lên xe. Hắn cùng con trai con dâu bên trên chiếc kia đổ đầy tiền dương lao vụt thương vụ, những người khác phân biệt bên trên mặt khác hai chiếc xe, một cỗ từ Chiêm Ái Hoa phụ trách, một cỗ từ Vương Kim Vũ quản lý, tách ra tiến về giao dịch địa điểm. Đông Nghiễm sinh cùng Chiêm Ái Hoa đều trải qua máu và lửa chiến tranh lịch luyện, cũng đều là siêu quần bạt tụy chiến đấu anh hùng, lại thêm còn có từ hệ thống cảnh vụ lui ra tới Tống Kiến Thiết, ứng đối loại cục diện này vẫn là có nhất định kinh nghiệm. Tống Kiến Thiết cho rằng bọn cướp không có khả năng tại hội triển trung tâm giao dịch, có khả năng nhất hẳn là tại tới gần bến tàu, bởi vì bọn cướp nhất định phải cân nhắc tốt đường lui. Hắn vẫn là cho rằng Đông Nghiễm sinh hẳn là báo cảnh, chỉ bằng bọn hắn lực lượng bây giờ rất khó bắt lấy bọn cướp. Đông Nghiễm sinh biểu thị sẽ báo cảnh, nhưng không phải hiện tại, nếu như hắn quá sớm báo cảnh, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, hắn chỉ có một cái bảo bối cháu trai, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Cúp điện thoại. Đông Nghiễm sinh có chút mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm, kinh lịch cái này hơn nửa ngày điều hành bôn ba, hắn đã tâm lực lao lực quá độ, nếu như không phải dựa vào ý chí kiên cường chèo chống, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Ngồi tại đối diện Thư Viễn Hàng đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hắn vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phụ thân đầu gối, ngươi không sao chứ? Có thể có chuyện gì, năm đó ta tại người âm sơn đánh trận thời điểm, so cái này muốn vất vả được nhiều. Đông Nghiễm sinh mặt ngoài trấn định vẫn như cũ. Hắn không thể hoảng, hiện tại hắn là tất cả mọi người chủ tâm cốt, nếu như hắn luống cuống, như vậy những người khác càng không biết làm sao bây giờ. Hắn không thể đổ dưới, hắn nhất định phải tận mắt chứng kiến cháu trai bình an trở về. Con dâu Nguyễn Tinh Mai đỏ hồng mắt nhắc nhở, cha, ngài tới giờ uống thuốc rồi. Đông Nghiễm sinh lắc đầu nói, không ăn, nếu như hôm nay bảo bối cháu trai có cái gì không hay xảy ra, hắn còn sống cũng không có ý gì. Thư Viễn Hàng nói. Bác sĩ không thể không nghe, hắn tướng thuốc cầm tới đưa cho phụ thân. Đông Nghiễm sinh mím môi, bác sĩ có thể không nghe, con dâu có thể không nghe, nhưng là lời của con không thể không nghe, tiếp nhận kia một thanh thuốc ăn vào, sau đó lại từ nhi tử trong tay tiếp nhận chén nước, uống một hớp nước lớn, tràn đầy đều là đắng chát. Vừa mới đem thuốc ăn vào, bọn cướp lại gọi điện thoại tới, để bọn hắn đi trước mặt thanh niên cầu dừng lại. Đông Nghiễm sinh để lái xe Tiểu Lưu đi thanh niên dưới cầu dừng xe. Nơi này cũng không phải là bình thường dừng xe khu, Tiểu Lưu dừng xe sau. Đông Nghiễm sinh dựa theo bọn cướp yêu cầu mang theo làm tiền đặt cọc một dương tiền, bò lên trên cầu vượt, hắn chỉ có thể làm theo, mang theo một dương tiền cố hết sức vượt qua hàng rào,
trải qua tàu chậm nói thời điểm còn suýt nữa bị chạy nhanh đến xe điện đụng vào. Xe điện chủ hung tợn chửi mắng hắn không có mắt, Đông Nghiễm Sinh không có thời gian cùng loại người này so đo, mang theo Dương lảo đảo bò lên trên cầu vượt, leo đến nửa đường, hắn mới tận thoát lực, đem cái Dương để dưới đất, thở dốc một chút, lại tiếp tục leo lên trên đi. Thư Viễn Hàng ngồi ở trong xe, nhìn qua phụ thân run rẩy bóng lưng, thất tha thất thểu bộ pháp, vành mắt đỏ lên, cái mũi chua chua, nước mắt suýt nữa đến rơi xuống, lúc này hắn phương mới cảm nhận được tình thương của cha như núi hàm nghĩa chân chính. Đông Nghiễm Sinh mang theo cái Dương đi vào trên thiên kiều, bọn cướp để hắn tiếp tục hướng phía trước, đi vào đối bên cạnh làn xe, lúc này một cỗ màu lam xe hàng chậm rãi từ phía dưới chạy qua, bọn cướp nói cho hắn biết tướng cái Dương ném xuống. Đông Nghiễm Sinh không chút do dự, tướng chứa 150 vạn tiền mặt cái Dương, từ trên thiên kiều ném xuống dưới. Xe hàng xe kéo bên trong đựng có không ít không thùng giấy làm giảm sóc, tiền Dương rơi vào trong đó, khách xe hàng cấp tốc hướng phương xa chạy tới, tụ hợp vào trong dòng xe cộ. Đông Nghiễm Sinh lại thở hồng hộc chạy về trong xe của mình, dựa theo bọn cướp phân phó tiếp tục xuất phát. Nguyễn Tinh Mai đưa cho Đông Nghiễm Sinh một cái khăn lông, Đông Nghiễm Sinh một bên lau mồ hôi một bên thở không ra hơi nói, nhanh đi hội triển trung tâm, bọn hắn yêu cầu chúng ta 20 phút đuổi tới chỗ. Lúc này điện thoại di động của hắn lại vang lên, lần này là Hứa Thuần Lương gọi điện thoại tới. Đông Nghiễm Sinh nói, tiểu Hứa, có chuyện gì? Hứa Thuần Lương nói cho Đông Nghiễm Sinh, hắn tìm được một chút manh mối, hài tử khả năng bị giấu ở Pháo Lâu Sơn. Đông Nghiễm Sinh nghe vậy về sau sửng sốt một chút, hiện tại bọn hắn chính trước khi đến giao dịch trên đường, hắn để nhi tử Thư Viễn Hàng tìm tòi một chút địa điểm, Pháo Lâu Sơn ở vào Nam Giang thành Nam tiếp cận Nam Giang sân bay địa phương, mà bọn hắn ước định giao dịch địa điểm lại tại Nam Giang thành Bắc, tới gần bờ sông, cái này một Nam một Bắc chênh lệch tốt mấy chục cây số. Đông Nghiễm Sinh không biết Hứa Thuần Lương tin tức phải chăng nhưng dựa vào, tình trạng trước mắt hạ chỉ có thể chia binh hai đường. Bọn hắn tiếp tục tiến về mục đích giao dịch, Pháo Lâu Sơn đường tuyến kia chỉ có thể từ Hứa Thuần Lương đi theo vào, vô luận là thật là giả, hắn đều phi thường cảm kích Hứa Thuần Lương, căn dặn Hứa Thuần Lương nhất định phải chú ý an toàn, dù sao hiện tại bọn hắn là tại không có báo cảnh tình huống dưới tự mình hành động, không bài trừ cùng bọn cướp phát sinh xung đột khả năng. Hoàng tứ bà mặc dù không có trả lời điện thoại, nhưng là nàng hướng tôn nữ trên điện thoại di động phát một cái tin, Pháo Lâu Sơn giả pháo đài. Hoàng tử Thuần nhận được tin tức về sau, trước tiên nói cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt đều cho rằng Hoàng tứ bà hẳn là sẽ không nói láo, mặc dù Hoàng tứ bà làm việc không từ thủ đoạn, nhưng là nàng không có khả năng cầm nhi tử cùng tôn nữ mệnh mạo hiểm. Nếu như Đông Niệm Tổ bị cầm tù tại Pháo Lâu Sơn, như vậy bọn cướp hướng Đông Nghiễm Sinh phụ tử cung cấp giao dịch địa điểm chính là âm mưu, thay lời khác tới nói bọn hắn hai người tình cảnh liền sẽ trở nên nguy hiểm. Hứa Thuần Lương để điện thoại xuống. Hoa Trục Nguyệt nói thế nào? Hứa Thuần Lương nói cho nàng Đông Nghiễm Sinh phụ tử đã khởi hành tiến về hội triển trung tâm phụ cận giao dịch địa điểm, vừa rồi đã đưa ra 150 vạn. Hoa Trục Nguyệt nói, nếu như người tại Pháo Lâu Sơn, như vậy Đông Nghiễm Sinh phụ tử có thể muốn nguy hiểm. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tình thế trở nên càng phát ra gấp gáp, Đông Niệm Tổ mới là phá cục mấu chốt, chỉ cần tìm về hắn, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Hứa Thuần Lương người cho rằng Đông Niệm Tổ tại Pháo Lâu Sơn khả năng lớn hơn một chút, Đông Nghiễm Sinh bên kia giao dịch, rất có thể là bọn cướp bị hắn nói lên kim ngạch khơi dậy tham lam, bọn hắn muốn lợi dụng cơ hội này nuốt vào Đông Nghiễm Sinh tiền chuộc, lại diệt trừ Đông Nghiễm Sinh phụ tử, dạng này liền có thể lấy đối tân thành vị đại nhân vật kia có chỗ bàn giao. Lại có thể đạt được 3.000 vạn tiền chuộc, có thể nói là cả người cả của hai. Hiện tại giang hồ sớm đã không có tới tín nghĩa, không bài trừ những này bọn cướp tiền cũng muốn mệnh cũng muốn khả năng. Hứa Thuần Lương trưng cầu Hoa Trục Nguyệt ý kiến, Hoa Trục Nguyệt lặng lẽ hỏi Hoàng tử Thuần muốn hay không cùng bọn hắn cùng đi tìm nãi nãi, Hoàng tử Thuần thống khoái mà đáp ứng. Bọn hắn cũng không có thương tổn Hoàng tử Thuần ý tứ, nhưng là có nàng ở bên người, Đông Niệm Tổ an toàn liền nhiều hơn một phần bảo hộ. Hứa Thuần Lương đặc địa bàn giao, chờ đến lúc đó, Hoa Trục Nguyệt chủ yếu phụ trách bảo hộ tiểu hài, một mình hắn xuất thủ là được. Hoàng Cửu Thành ngủ được nhẹ nhàng vui vẻ, đoán chừng nếu như không có người tỉnh lại hắn chỉ sợ có thể ngủ trước 3 ngày 3 đêm. Hoàng Tử Thuần nhìn thấy phụ thân ngủ được an ổn cũng yên lòng, tướng cha hôn một cái người khóa trái trong nhà, để lang khuyển đại uy lưu lại giữ nhà. Hoa Trục Nguyệt nhìn thấy cô bé này như thế hiểu chuyện càng phát ra thích. Nàng vừa rồi cũng không phải thuận miệng đáp ứng Hoàng tứ bà, nếu như Hoàng tứ bà nói lời nói thật, nàng khẳng định sẽ làm tròn lời hứa,
chiều cô đứa nhỏ này sinh hoạt, kỳ thật nàng hàng năm đều sẽ làm từ thiện, lấy nàng trước mắt thực lực kinh tế, chiếu cố một cái tiểu nữ hài căn bản không tồn tại vấn đề gì. Về phần Hoàng Cửu Thành, nếu như Hứa Thuần Lương chữa khỏi bệnh của hắn, cho hắn tìm phần công việc nghiêm túc, để hắn tay làm hàm nhai. Pháo Lâu Sơn khoảng cách Hoàng Tứ Bà nhận thầu bãi đỗ xe chỉ có 5 cây số đường xá, Hoàng Tứ Bà lựa chọn nơi này cũng là bởi vì nàng đối với địa hình hết sức quen thuộc. 7 giờ rưỡi tối, khoảng cách giao dịch chỉ còn lại nửa giờ. Bầu trời hạ xuống tuyết tới. Pháo Lâu Sơn cũng không cao, độ cao so với mặt biển chỉ có hơn 100 mét, trên núi có một tòa đông doanh người tu kiến pháo đài, thời năm 1970 lọt vào hủy hoại, nhưng là chủ thể vẫn còn, pháo đài phế tích, ẩn ẩn truyền đến hài tử đè nén tiếng khóc, hắn không dám khóc đến quá lớn tiếng, bởi vì người xấu uy hiếp hắn, nếu là dám hô liền chắn miệng của hắn. Cắm trại dã ngoại đèn tái nhiệt quang mang dưới, Hoàng Tứ Bà nhìn qua đứa bé kia, thở dài, cởi mình áo lông cho hắn phủ thêm. Đứa bé trai này chính là Đông Niệm Tổ cóng đến nhỏ mặt đều xanh, nhưng là hắn phi thường có cốt khí, tướng Hoàng Tứ Bà áo lông ném đi trở về, hắn nhận định vị này lão nãi nãi là người xấu, hôm nay hắn tại cực địa Hải Dương thế giới đang xem chim cánh cụt, không biết làm sao lại chóng mặt theo sát nàng đi, chờ hắn tỉnh táo lại, đã được đưa tới một nơi xa lạ, không gặp được mụ mụ cùng ra ra. Một bên hai tên đại hán nở nụ cười, trong đó một tên dâu quai nón đại hán nói, chó chết bầm này không lĩnh tình a. Hoàng Tứ Bà nói, ngược lại là có chút quật cường. Lúc này tên kia dâu quai nón điện thoại di động vang lên, hắn hướng ra phía ngoài đi vài bước đi nghe, sau khi trở về, hướng hai người khác nói, thu thập một chút, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Hoàng Tứ Bà một nghe bọn hắn muốn đi, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nàng cố ý nói, đi chỗ nào. Dâu quai nón nói, ngươi không cần đi, hài tử giao cho chúng ta chính là. Dâu quai nón đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trong đó một tên đồng bọn tiến lên muốn bắt Tiểu Niệm Tổ, muốn đem hắn cưỡng ép mang rời khỏi. Đông Niệm Tổ liều mạng giãy giụa, ta không đi, ta không đi. Hoảng sợ bên trong, hắn trốn đến Hoàng Tứ Bà sau lưng, so sánh ba tên đại hán hung thần ác sát, vẫn là vị lão bà này bà tương đối hòa ái một chút, chỉ ít Hoàng Tứ Bà nhìn không có như vậy hung, cũng không có mắng qua hắn. Hoàng Tứ Bà nói, các ngươi không muốn đả thương hắn, còn trông cậy vào hắn đổi tiền đâu. Ba tên lưu manh cười lên ha hả. Hoàng Tứ Bà trong lòng cảm giác nặng nề, thật chẳng lẽ bị Hoa Trục Nguyệt nói chuẩn, từ vừa mới bắt đầu những người này không có ý định cho đứa nhỏ này lưu một đầu sinh lộ. Hoàng Tứ Bà mặc dù đi lừa gạt cả đời, nhưng là nàng mưu tài cũng không sát hại tính mệnh, nhất là đối nhỏ như vậy hài tử ra tay, tác nghiệt a. Nhìn thấy bọn hắn lại hướng tiểu hài tử tới gần, Hoàng Tứ Bà ngăn tại Đông Niệm Tổ trước người nói, chậm đã. Dâu quai nón nhìn qua hắn nói, ngươi muốn làm gì? Hoàng Tứ Bà nghiêm nghị nói, ta ngược lại muốn hỏi các ngươi muốn làm gì? Đáp ứng tiền của ta đâu? Tiền không đưa xong, vừa muốn đem người mang đi, không có cửa đâu. Dâu quai nón nói, tiền sẽ chuyển cho ngươi, chúng ta làm việc từ trước đến nay nói được thì làm được. Hoàng Tứ Bà nói, tiền không có đụng tới ta chương mục, các ngươi tuyệt không thể đi. Một lưu manh hướng Hoàng Tứ Bà tới gần một bước. Hoàng Tứ Bà nói, làm sao? Nghĩ giết người diệt khẩu, ta cảnh cáo các ngươi, ta đã dám tiếp cái này đơn xin ý liền nghĩ kỹ đường lui, nếu như lão bà tử của ta đêm nay có cái gì không hay xảy ra, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Dâu quai nón đưa tay ngăn trở đồng bạn, Hoàng Tứ Bà mặc dù bị thiên môn khu trục, nhưng dù sao đã từng là thiên môn bát tướng một trong, huống hồ chuyện lần này Hoàng Tứ Bà cho bọn hắn giúp đại ân. Dâu quai nón cười lạnh nói, mọi người hợp tác một trận, làm gì cuối cùng huyên náo không nhanh. 30 vạn chúng ta đã trả tiền rồi, tiền còn lại không thể chờ đến ngày mai. Không thể, Hoàng Tứ Bà một bước cũng không nhường. Dâu quai nón nhẹ gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Hoàng Tứ Bà trong lòng âm thầm nôn nóng, người làm sao còn chưa tới. Mình kéo dài không được bao lâu, những người này tất cả đều là giết người không chớp mắt hung phạm, bọn hắn hẳn là kiêng kỵ mình lưu có hậu thủ, không phải chỉ sợ ngay cả mình đều cùng một chỗ giết. Dâu quai nón để điện thoại xuống, hướng Hoàng Tứ Bà nói, đại ca nói, ngày mai, nếu như ngươi dám làm yêu, vậy trước tiên đưa con của ngươi cùng tôn nữ lên đường. Hoàng Tứ Bà nội tâm mát lạnh, đám người này căn bản không nói đạo nghĩa giang hồ, bọn hắn từ đầu tới đuôi cũng không nghĩ tới giao cho mình tiền đặt cọc, càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được phải là, bọn hắn muốn đối một đứa bé ra tay. Hoàng Tứ Bà đột nhiên rút ra chủy thủ nằm ngang ở Tiểu Niệm Tổ cái cổ trước, nghiêm nghị nói.
hôm nay, các ngươi không cho ta tiền, ai cũng đừng nghĩ đem hắn mang đi. Ba tên lưu manh liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời cười ha hả, dâu quai nón cười gần nói, tốt, người động thủ a, chúng ta vừa vặn bớt đi khí lực. Đông Nghiễm Sinh bọn hắn đuổi tới hội triển trung tâm thời điểm, lại tiếp vào điện thoại, để bọn hắn đi xuồng miệng ở vào bờ sông, là một cái đã vứt bỏ bến đò. Đừng nói Đông Nghiễm Sinh kéo lấy bệnh thể đã tình trạng kiệt sức, liền liền thư viễn hàng đều đã bị những này bọn cướp chơi đùa tâm lực lao lực quá độ, nội tâm của hắn bên trong tràn đầy bi quan cảm xúc, hắn cũng không cho rằng 3.000 vạn có thể đổi được nhi tử bình an, phía sau người vạch ra nếu như là Lê Tông Nguyên, hắn quan tâm đến căn bản không phải tiền, mà là muốn trả thù, hắn muốn để cho mình nếm đến mất đi nhi tử tư vị. Gió sông gào thét, bay tuyết phiêu phiêu. Bọn hắn tướng xe ngừng đến đối phương chỉ định bờ sông, nhưng là cũng không nhìn thấy bất kỳ cỗ xe, bên bờ cũng không có thuyền đỗ. Đông Nghiễm Sinh đứng trong gió, cóng đến thân thể run lẩy bẩy, thư viễn hàng từ phía sau đi tới, vì hắn phủ thêm một cái áo choàng dài, Đông Nghiễm Sinh xoay người, nhìn qua nhi tử con mắt, hai cha con đồng thời nói một câu, yên tâm, không có việc gì. Bọn hắn đều đang an ủi đối phương, nhưng ai cũng an ủi không được mình, hai cha con những năm gần đây, nội tâm chưa hề thiếp đến gần như thế qua. Hiện tại còn lại đến chỉ có chờ đợi, cũng chỉ có chờ đợi. Thư viễn hàng lúc này nhận được điện thoại, để hắn đem xe bên trong tiền dương tất cả đều vận đến bờ sông. Lái xe, Đông Nghiễm Sinh, thư viễn hàng vợ chồng cùng một chỗ động thủ, tướng 19 cái đổ đầy tiền mặt cái dương đưa đến bên bờ. Đông Nghiễm Sinh vẫn là động một chút tâm tư, tướng số tiền này chia làm hai bộ phận bày ra. Bọn hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chỉ cầu bọn cướp cũng tuân thủ hứa hẹn tướng hài tử bình an trả lại. Càng là tới gần giao dịch một khắc này, nội tâm càng là thấp thỏm. Đen nhánh trên mặt sông ba chiếc cano chính đang nhanh chóng hướng bên này tới gần, khoảng cách bên bờ còn có chừng 100 mét thời điểm, một chiếc cano hãm lại tốc độ, mặt khác hai chiếc cano hướng bên bờ tới gần. Chiếc này cano bên trên phân biệt cưỡi 4 tên che mặt đại hán, bọn hắn xuống thuyền về sau trực tiếp hướng Tiền Dương đi đến, Đông Nghiễm Sinh phẫn nộ quát, cháu của ta đâu? Cầm đầu mang theo lão đầu mũ chỉ lộ ra một đôi mắt khôi ngô đại hán nhìn qua Đông Nghiễm Sinh nói, đằng sau chiếc thuyền kia bên trên, chúng ta cầm tiền, tự nhiên thả người. Đông Nghiễm Sinh nói, không có đạo lý như vậy, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sau lưng xe thương vụ khởi động, hai con đèn lớn chiếu hiện trường lưu manh. Cầm đầu tên kia đại hán nhìn qua Đông Nghiễm Sinh nói, ngươi không có lựa chọn, chúng ta lấy trước tiền, không phải chúng ta cái này liền mang theo người đi. Hắn huy vũ cánh tay một cái, rời xa bờ sông cano bắt đầu quay đầu. Đông Nghiễm Sinh bờ môi co quắp một chút, cháu trai hẳn là ngay tại kia chiếc cano bên trên, hắn không dám đánh cược, hắn có thể liều mạng già không muốn, nhưng là hắn không thể không bận tâm cháu mình tính mệnh. Thư viễn hàng nói, các ngươi lấy trước chín dương, đưa người đi tới lấy thêm còn lại. Những này bọn cướp liền vị thành niên hài tử đều buộc, hiển nhiên là không giảng cứu tín nghĩa, nếu như đem tiền đều giao cho bọn hắn. Phe mình liền hoàn toàn lâm vào bị động. Đại hán rốt cục nhẹ gật đầu, hắn ra hiệu bọn thủ hạ tướng 9 dương tiền mang lên cano. Đông Nghiễm Sinh nhìn thấy bọn hắn tướng một dương tiền hướng cano bên trên chuyển, lớn tiếng nói, đem người cho ta đưa tới. Đại hán phất phất tay, chiếc kia rời xa bờ sông cano rốt cục chậm rãi hướng bên bờ tới gần. Hoàng tứ bà một tay nắm lấy tiểu niệm tổ liên tiếp lui về phía sau, thối lui ra khỏi pháo đài. Bỗng nhiên nàng hô lớn một tiếng, mau trốn. Liền đẩy ra tiểu niệm tổ, vung vẩy chủy thủ phóng tới kia ba tên lưu manh. Tiểu niệm tổ phi thường cơ linh, hắn lấy được tự do về sau, không cần suy nghĩ, liều mạng hướng dưới núi chạy tới. Ba tên lưu manh vốn cho rằng hoàng tứ bà là phải dùng tiểu hài tử áp chế bọn hắn đưa tiền, lại không nghĩ tới tình thế đột nhiên phát sinh biến hóa, hoàng tứ bà vậy mà thả đứa nhỏ này đào tẩu. Không những như thế, hoàng tứ bà giơ chủy thủ lên chiếu vào dâu quai nón ngay ngực đâm tới. Hoàng tứ bà chủy thủ vừa tới nửa đường, dâu quai nón liền bắt lại nàng tay khô héo cổ tay, dùng sức vặn một cái, ngạnh sinh sinh tướng hoàng tứ bà ra bọc xương cổ tay bẻ gãy. Hoàng tứ bà phát ra một tiếng đau thấu tim gan kêu thảm, dâu quai nón từ bên hông rút ra dao quân dụng, một đao đâm vào hoàng tứ bà phần bụng. Hoàng tứ bà lần này không có cảm giác được đau đớn, chẳng qua là cảm thấy tay chân tê liệt. Nàng dùng hết lực lượng toàn thân gào thét lấy, mau trốn. Sau đó liều lĩnh nhào về phía dâu quai nón, mặc cho dâu quai nón một đao kia đâm xuyên qua nàng đơn bạc thân thể. Hoàng tứ bà tựa như tóc trắng lệ quỷ ôm lấy dâu quai nón, cắn một cái tại lỗ tai hắn bên trên, dâu quai nón kêu thảm thiết,
hắn vậy mà không cách nào tướng hoàng tứ bà đẩy ra, một đồng bọn mau tới đây giúp một tay, một tên khác người thấp nhỏ đồng bọn nhanh đi truy đuổi chạy trốn tiểu nam hài. Đông Niệm Tổ mặc dù bỏ mạng chạy, thế nhưng là hắn dù sao niên kỷ còn nhỏ, tăng thêm đường núi khó đi căn bản chạy không nhanh, vừa chạy ra mấy bước dưới chân bị tảng đá đẩy ta một chút, trùng điệp ngã sấp xuống tại vũng bùn trên mặt tuyết. Đông Niệm Tổ nhịn đau từ dưới đất bò dậy chuẩn bị lại chạy, kia thấp bé lưu manh đã đi tới phụ cận, hắn quơ một cây đao hung thần ác sát hướng Đông Niệm Tổ đánh tới, bọn hắn căn bản không muốn cho đứa nhỏ này lưu đường sống. Đông Niệm Tổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi, hắn hô lớn, Gia Gia. Trong lòng hắn, Gia Gia là chiến đấu anh hùng, Gia Gia có thể đối phó những người xấu này, hy vọng Gia Gia có thể xuất hiện bảo hộ hắn, cứu vớt hắn. Một khối núi đá cấp tốc bay tới, chính giữa tên kia lưu manh mặt. Lưu manh đầu tiên là nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm, sau đó mới ý thức tới thanh âm này đến từ mặt của mình, máu bắn tung tóe, hắn như bị người đối diện trọng kích một quyền, tứ ngưỡng bát xoa nằm ngã trên mặt đất. Trong tay khai sơn đao tại nham thạch bên trên va chạm ra bang lang tiếng vang, hắn kiên trì nắm chặt đao, cố gắng từ dưới đất bò dậy, vừa mới ngồi dậy, liền bị người một cước đá trúng cằm. Một cước này cực nặng, tại xương gò má gãy xương về sau, hắn cằm xương cũng bởi vì cái này va chạm mạnh mẽ mà phát sinh bị vỡ nát gãy xương, hắn cảm giác trong miệng có không ít vỡ vụn chóc ra răng, máu từ trong miệng của hắn điên cuồng ra bên ngoài thuôn, hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Đông Niệm Tổ chưa tỉnh hồn nhìn qua uyển như thiên thần hạ phàm xuất hiện tại trước mắt cao lớn thân ảnh. Hứa Thuần Lương mỉm cười đem hắn từ dưới đất đỡ lên, không sao. Hai thân ảnh đang đội phong tuyết hướng bọn hắn vị trí băng băng mà tới. Hoa Trục Nguyệt lôi kéo Hoàng tử Thuần cũng đi tới gần, Hứa Thuần Lương tướng hai đứa bé đều giao cho nàng chiếu cố, từ dưới đất nhặt lên cái kia thanh khai sơn đao, ánh mắt dò xét định hai tên lưu manh, tựa như hai đạo tên bắn lén xuyên thấu bông tuyết bay tán loạn. Hắn đã thật lâu không có sinh ra qua mãnh liệt như thế sát ý, trên đời này không đơn giản có người tốt cùng người xấu, còn có thật nhiều không thể xưng là người. Hứa Thuần Lương sải bước hướng hai người phóng đi, bởi vì là xuống dốc, hắn vọt tới trước tình thế cũng không tính nhanh, nhưng khi khoảng cách của song phương còn lại 2 mét thời điểm, Hứa Thuần Lương trong nháy mắt liền đã vượt qua đoạn này khoảng cách, thân thể của hắn từ hai đạo ánh đao khe hở bên trong xuyên qua mà ra. Hoa Trục Nguyệt bịt kín hai đứa bé con mắt. Bay múa bông tuyết cũng không che nổi kia truy hồn đoạt phách đao quang, Hoa Trục Nguyệt ánh mắt tràn đầy thưởng thức, giang hồ vẫn có hào hùng tại. Song phương trong nháy mắt đổi vị, Hứa Thuần Lương hoàn hảo không việc gì đứng tại chỗ cao, dâu quai nón chân phải tựa hồ uy một chút, hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện chân phải của mình tận gốc đứt gãy, chỉ còn lại trụi lùi bắp chân phải đã chẳng biết đi đâu, máu từ gãy chi bộ phận hướng ra phía ngoài điên cuồng phun ra. Một tên khác lưu manh đã mất đi chân trái. Chân của hai người đều lưu tại sau lưng chừng 1 mét địa phương, Hứa Thuần Lương cái này hai đao quá nhanh, nhanh đến chặt đứt bọn hắn mắt cá chân đều không để cho bọn hắn cảm giác được đau đớn. Đau đớn chỉ là đến chậm, nhưng là tuyệt sẽ không vắng mặt, hai tên lưu manh ý thức được phát sinh cái gì về sau, thân thể đã mất đi cân bằng ngã sấp xuống tại trên sườn núi, bọn hắn ôm máu tươi phun ra ngoài mắt cá chân lớn tiếng kêu rên lên. Hứa Thuần Lương không có ra tay giết người, một là không nghĩ gánh chịu phòng vệ quá pháp luật trách nhiệm. Thứ hai hắn không muốn tại hai đứa bé này tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại một cái kẻ giết người hình tượng. Hứa Thuần Lương không có phát hiện Hoàng tứ bà, Hoa Trục Nguyệt tại Đông Niệm Tổ bình an về sau, trước tiên liên hệ Đông Nghiễm Sinh, hai tử ở chỗ này, xuồng miệng giao dịch chính là vừa ra âm mưu. Đông Nghiễm Sinh điện thoại chấn động lên, hắn cầm điện thoại di động lên, nghe tới điện thoại di động bên trong thanh âm, trên mặt kích động hơi tránh tức thì, hắn hướng nhi tử nói, trong xe còn có 2 dương tiền, người đi lấy ra. Thư Viễn Hàng sửng sốt một chút, chợt liền hiểu ý của phụ thân, hắn quay người lên xe. Đông Nghiễm Sinh nhìn qua vẫn đang thong thả đến gần cano, hướng cầm đầu tên kia bọn cướp nói, ngươi để thuyền nhanh một chút. Bọn cướp nhiều hứng thú nhìn qua Đông Nghiễm Sinh, ngươi tại ra lệnh cho ta. Đông Nghiễm Sinh nói, để cháu của ta nói chuyện với ta. Bọn cướp rút ra một thanh sắc bén khuếch người rắc loan đao khinh miệt vỗ Đông Nghiễm Sinh khuôn mặt, lão già, hiện ở chỗ này ta quyết định. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Đông Nghiễm Sinh đã như ra áp mãnh hổ động thủ, Đông Nghiễm Sinh một cái xảo diệu cầm nã, bắt lấy bọn cướp cổ tay, trận này bệnh mặc dù để thân thể của hắn trở nên suy yếu, nhưng là cho dù là một đầu già nua bệnh hổ, cuối cùng vẫn là một đầu lão hổ. Đường lão hổ quyết định đi săn thời điểm, mới có thể biểu hiện ra làm cho người ta nhìn mà sợ lực sát thương. Đông Nghiễm Sinh giành lại loan đao,
Dễ Bản không có chút nào do dự, một đao hung hăng chém vào bọn cướp trên cổ. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, Đông Nghiễm Sinh mặc dù xuất ngũ nhiều năm, nhưng là hắn không có quên chiến trường giết địch bản lĩnh, đối mặt địch nhân, hắn không có một tơ một hào nhân từ, chỉ có triệt để diệt trừ những này lưu manh, mới có thể bảo vệ người nhà của hắn. Màu đỏ máu tươi như suối phun nở rộ, cùng tung bay bông tuyết tôn nhau lên thành thú, đỏ trắng tôn lên lẫn nhau, càng có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Đông Nghiễm Sinh biểu lộ khinh miệt mà lạnh lùng, phảng phất một lần nữa về tới những năm 80 cái kia để quân địch nghe tin đã sợ mất mật can đảm anh hùng, đám này tội phạm thêm đã dậy chưa bị giết nhiều người, mà lại bị giết đến độ là người xấu. Thư Viễn Hàng cùng lái xe Tiểu Lưu đồng thời từ trên xe vọt xuống tới, bọn hắn mở ra trong tay bình chữa lửa, phun ra hai đoàn xương trắng, hiện trường bông tuyết bồng bềnh, xương trắng tràn ngập. Đông Nghiễm Sinh tại xương trắng yểm hộ dưới, phóng tới một tên khác lưu manh, mặc dù khập khiếng, nhưng là không có ảnh hưởng đến hắn tập kích tốc độ, tại đối phương còn không có từ trong xương khói phân biệt phương hướng thời điểm, đột nhiên phóng tới sau lưng của hắn, khuếch người giác loan đao như thiểm điện cắt cổ họng của hắn. Thư Viễn Hàng dùng bình chữa lửa ngăn trở một lưu manh đao, sau đó giơ lên bình chữa lửa trọng kích ở tên này lưu manh đầu. Hiện trường lâm vào một mảnh hỗn chiến bên trong, những cái kia lưu manh hiển nhiên không có ham chiến chi tâm, còn lại lưu manh một nhao nhao hướng cano bỏ chạy. Nguyễn Tinh Mai thúc đẩy lao vụt xe thương vụ hướng chạy trốn lưu manh phóng đi, hai tên không kịp đào tẩu lưu manh bị xe từ phía sau đụng ngã xuống đất, chớ chọc nữ nhân, nhất là một cái vừa mới bị đoạt đi hài tử nữ nhân. Đông Nghiễm Sinh khập khiếng đuổi theo, hắn dù sao thân thể suy yếu, bản thân lại có chân tật, bị trói phỉ càng rơi càng xa, Đông Nghiễm Sinh huy động cánh tay, khuếch người giác loan đao rời tay bay ra, trên không trung như trong chóng xoay tròn. Phốc, lưỡi đao bắn vào một bọn cướp phía sau lưng. Xuyên suốt lồng ngực của hắn, tên kia bọn cướp cúi đầu nhìn một chút sáng như tuyết lưỡi đao từ trước ngực của hắn lộ ra một đoạn nhỏ, hắn xoay người, hai mắt bên trong tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị, cái này vừa già lại què lão ra hỏa làm sao lại hung hãn như vậy. Hắn đã tới không kịp tìm tới đáp án. Nguyên bản chậm chạp hướng bên bờ đến gần cano ra tốc hướng bờ sông bên cạnh tới gần, cano bên trên, một nam tử giơ lên quân dụng nỏ nhắm ngay Thư Viễn Hàng, Thư Viễn Hàng không hề hay biết. Còn đang đuổi giết đám kia chạy trốn bọn cướp. Một mũi tên phá không bắn về phía Thư Viễn Hàng ngực, trong lúc nguy cấp một thân ảnh tướng Thư Viễn Hàng đụng vào một bên, lại là Đông Nghiễm Sinh kịp thời phát hiện nguy hiểm, dùng nhục thể làm tấm chắn là nhi tử chặn kia đoạt mệnh một tiễn. Thư Viễn Hàng muốn rách cả mí mắt, cha. Lúc này làm hậu viện ba chiếc xe tuần tự đuổi tới, bọn cướp nhìn thấy loại tình huống này đã không dám lưu lại, lái hai chiếc cano hướng bờ sông bên kia bỏ chạy. Mọi người đã không để ý tới đuổi theo lưu manh, tất cả mọi người vây đến Đông Nghiễm Sinh bên người, Thư Viễn Hàng nắm chặt phụ thân tay, hai mắt bên trong nhiệt lệ cuồn cuộn chảy xuống, cha. Ngài chống đỡ, ngài chống đỡ. Đông Nghiễm Sinh bởi vì đau đớn toàn thân đều đang run rẩy lấy, niệm tổ. Không có việc gì, Thuần Lương, cứu, cứu ra hắn. Đừng nói nữa, nhanh đưa cha ta đi bệnh viện, gần nhất bệnh viện. Ta muốn cứu hắn, ta muốn cứu hắn. Thư Viễn Hàng tê tâm liệt phế gầm rú nói. Nãi nãi, hoàng tử Thuần thấy được ngã trong vũng máu nãi nãi, nàng nhào về phía nãi nãi, lại bị Hoa Trục Nguyệt ôm chặt lấy. Hứa Thuần Lương thăm dò hoàng tứ bà mạch đập, quá muộn, hoàng tứ bà vì cho tiểu niệm tổ thắng được chạy trốn thời gian, gắt gao ôm lấy dâu quai nón, nàng bị dâu quai nón liền thọc bảy đao, tất cả đều trúng vào chỗ yếu, mất máu quá nhiều, hấp hối, đã thần tiên khó cứu. Hoàng tứ bà nhìn qua hai đứa bé, nhúm máu tay run rẩy vươn hướng tiểu niệm tổ, đúng. Đôi, không, lên. Nãi nãi, tiểu niệm tổ cùng hoàng tử Thuần đồng thời kêu lên. Hoàng tứ bà hướng Hoa Trục Nguyệt nhìn lại, miệng ngập ngừng, lại nói không ra lời. Hoa Trục Nguyệt biết nàng muốn nói cái gì, bà, ngài yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Hoàng tứ bà hoa dâm đầu lâu bất lực rủ xuống rơi xuống. Nãi nãi, trống trải sơn dã bên trong vang dội hoàng tử Thuần non nớt tiếng la khóc. Hứa Thuần Lương quay người đi xuống dốc núi, ba tên lưu manh vẫn tại trên sườn núi giãy giụa, nhìn thấy trong gió tuyết đi tới Hứa Thuần Lương, trong mắt của bọn hắn đều toát ra sợ hãi quang mang. Hứa Thuần Lương đi vào kia dâu quai nón trước mặt, ai là kẻ chủ mưu? Dâu quai nón ha ha nở nụ cười, tiểu tử, ngươi hội. Chết không có chỗ chôn. Hắn nghe được mình xương cốt vỡ vụn thanh âm, kịch liệt đau nhức để hắn phát ra thảm không người âm thanh kêu rên. Hứa Thuần Lương tướng tứ chi của hắn khớp nối ngạnh sinh sinh bẻ gãy.
Giết chết một cái người rất dễ dàng, nhưng là đối đám người cặn bã này tới nói, chết quá đơn giản cũng quá tiện nghi, Hứa Thuần Lương muốn để bọn hắn quãng đời còn lại đều tại tra tấn cùng trong thống khổ vượt qua, ngoại trừ trên nhục thể tra tấn, chờ đợi bọn hắn còn có luật pháp nghiêm trị. Đông Nghiễm Sinh bị Lân Cận đưa đến Lâm Giang khu bệnh viện, giống hắn tình trạng như vậy, đừng nói khu bệnh viện, coi như tỉnh bệnh viện khoa tim mạch chuyên gia cũng vô pháp cam đoan đem hắn cứu trở về, bệnh viện phản ứng đầu tiên chính là mời ngoại viện chuyên gia. Thư Viễn Hàng đưa ra tự thân vì phụ thân khai đao, hắn chính là chuyên gia, tại Đông Nam Á cấp cao nhất khoa tim mạch chuyên gia một trong. Viện Phương trong thời gian ngắn nhất nghiệm chứng Thư Viễn Hàng tư liệu, căn cứ cứu người làm chủ nguyên tắc, cho Thư Viễn Hàng vị này chuyên gia mở đèn xanh. Đối Nam Giang hệ thống công an tới nói, đây là một đêm không ngủ. Lâm Giang khu phân cục tại tiếp vào báo cảnh sau khẩn cấp xuất động, cục thành phố nước cảnh chi đội cũng đối hai chiếc cano triển khai đuổi bắt. Xuồng miệng tội án hiện trường, lưu lại ba bộ bọn cướp thi thể, ba người này tất cả đều chết tại Đông Nghiễm Sinh đao hạ. Cùng lúc đó, sân bay phân cục tiếp vào báo án, pháo Lâu Sơn phát sinh án mạng, hiện trường chết một người, tổn thương ba người, cứu ra một người. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt tiếp nhận xong điều tra đã là trời vừa rạng sáng, tuyết một mực chưa ngừng, mặt đất đã trắng bệch. Nguyễn Tinh Mai tiếp vào thông chi sau chạy tới sân bay phân cục, nhìn thấy nhi tử bình an được giải cứu ra, nàng xông đi lên ôm lấy mất mà được lại nhi tử khóc không thành tiếng. Cảnh sát cũng cần tìm nàng ghi khẩu cung. Hoa Trục Nguyệt đi vào Hoàng Tử Thuần trước mặt ngồi xổm xuống, vì nàng cả sửa lại một chút quần áo, ôn nhu nói, ta mang ngươi về nhà có được hay không? Hoàng Tử Thuần hét lên miệng nhỏ, muốn khóc lại nhịn được nước mắt, nãi nãi. Nàng. Hoa Trục Nguyệt nói, bà ngươi nàng là người tốt, là nàng bảo vệ đệ đệ. Hoàng Tử Thuần nhẹ gật đầu, Hoa Trục Nguyệt câu nói này đối nàng cực kỳ trọng yếu, vừa rồi cảnh sát hỏi nàng nói thời điểm, nàng cảm giác nãi nãi bị cảnh sát trở thành một cái tội phạm, nàng không tin nãi nãi là người xấu, mặc dù khả năng nãi nãi đã làm sai chuyện, nhưng là nàng dùng sinh mệnh sửa lại. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt nói một tiếng, hắn dự định cùng đi Nguyễn Tinh Mai mẹ con tiến về Lâm Giang khu bệnh viện, Đông Nghiễm Sinh trước mắt còn ở thủ thuật, có thể hay không thoát khỏi nguy hiểm còn không rõ ràng lắm. Hoa Trục Nguyệt để hắn một mực đi, nàng sẽ chiếu cố Hoàng Tử Thuần, cũng sẽ đem Hoàng Tứ Bà hậu sự xử lý tốt. Hứa Thuần Lương các loại Nguyễn Tinh Mai tiếp nhận xong điều tra, cùng mẹ con bọn hắn hai người cùng nhau lên xe. Tiểu Niệm Tổ cảm xúc đã khôi phục, vừa lên xe liền hỏi, thúc thúc, tiểu tỷ tỷ đâu? Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết Hoàng Tử Thuần về nhà trước, đêm nay hắn lấy thủ pháp nặng bẻ gãy ba tên lưu manh tứ chi khớp nối. Chỉ là hắn cũng không thể từ ba tên lưu manh trong miệng hỏi ra quá nhiều tin tức, ba người này đều là thụ người khác thuê, cũng không phải là cái này khởi bắt cóc kế hoạch người vạch ra. Ngoài cửa sổ xe tuyết lớn bay múa, trận này mưu đồ đã lâu tuyết lớn rốt cục thống trị Nam Giang bầu trời đêm. Hứa Thuần Lương một nhóm đi vào Lâm Giang khu bệnh viện nhân dân phòng giải phẫu thời điểm, Thư Viễn Hàng vừa mới vì phụ thân làm xong giải phẫu, tên nỏ bắn trúng Đông Nghiễm Sinh ngực trái, quán xuyên bộ ngực của hắn, dán chặt lấy trái tim. Nếu như lại hướng phải một điểm, Đông Nghiễm Sinh trái tim liền sẽ bị bắn thủng, coi như Thư Viễn Hàng y thuật lại cao hơn cũng khó có thể tướng phụ thân cứu trở về. Bởi vì Đông Nghiễm Sinh bản thân hoạn có bệnh bạch huyết, cầm máu thời gian muốn so với người bình thường dài, thân thể của hắn phi thường suy yếu. Thư Viễn Hàng tự mình tướng phụ thân đưa đến ICU, lúc này mới đi bên ngoài hướng thân hữu nhóm nói rõ tình huống. Vương Kim Vũ cùng Nguyễn Tinh Mai đồng thời nghênh đón tiếp lấy. Như thế nào? Vương Kim Vũ lòng như lửa đốt mà hỏi thăm. Thư Viễn Hàng nói, người trước mắt là cứu về rồi, bất quá kỳ nguy hiểm còn không có vượt qua, bản thân hắn có cơ sở tật bệnh, còn tại trị bệnh bằng hóa chất kỳ, tình trạng cơ thể tương đối kém. Vương Kim Vũ nhẹ gật đầu, Nguyễn Tinh Mai lưu ý đến trượng phu sắc mặt tái nhợt, biết hắn kinh lịch một ngày mệt mỏi, lại vừa làm xong đài này sự giải phẫu, khẳng định thể xác tinh thần mỏi mệt, ôn nhu nói, ta ở chỗ này nhìn xem, người đi trước ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút. Niệm Tổ đâu? Nguyễn Tinh Mai nói, trong xe ngủ, Chiêm Thúc ở phía dưới bồi tiếp. Thư Viễn Hàng hướng phía sau Hứa Thuần Lương cùng Chiêm Thiên Hàng lên tiếng chào hỏi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chuyện lần này nếu không phải mọi người trợ giúp, hậu quả khó mà lường được, nhất là Hứa Thuần Lương, là hắn lẻ loi một mình tướng nhi tử từ bọn cướp trong tay doanh cứu ra. Tống Kiến Thiết bồi tiếp hai tên cảnh sát nói chuyện phiếm, cái này hai tên cảnh sát là chờ lấy tìm hiểu tình huống. Thư Viễn Hàng biểu thị trước xuống lầu nhìn xem nhi tử, sau đó tới phối hợp cảnh sát điều tra. Cảnh sát cũng tỏ ra là đã hiểu,
dù sao vụ án này chính là từ Đông Niệm Tổ bị bắt cóc bắt đầu, thân vì phụ thân, không tận mắt thấy nhi tử người ta cũng không an lòng. Hứa Thuần Lương bồi tiếp Thư Viễn Hàng đi bãi đỗ xe, trên đường thấp giọng nói, xuồng miệng hiện trường chết ba cái, Đông Thúc còn như thế mãnh. Thư Viễn Hàng gật đầu nói, dưới tình huống đó không có lựa chọn, là ta có lỗi với hắn. Nhớ tới phụ thân vì chính mình ngăn trở tên nỏ một màn kia, Thư Viễn Hàng trong lòng ở giữa day dứt không thôi, mấy năm này mình đối hiểu lầm của hắn quá sâu. Hứa Thuần Lương nói, chờ Đông Thúc tốt, người chính miệng đối với hắn nói. Thư Viễn Hàng có chút gánh thầm nghĩ, cha ta sẽ có hay không có phiền phức. Hứa Thuần Lương nói, phòng vệ chính đáng, có gì có thể phiền phức, nhất định phải tin tưởng quốc gia chúng ta pháp luật. Hai người tới trước xe, Thư Viễn Hàng không có lên xe, cách cửa sổ xe nhìn một chút ngủ say nhi tử, khóe môi lộ ra một tia hiểu ý ý cười, nhìn rất lâu, mới xoay người lại. Chiêm Thiên Hàng cũng đến đây, biểu thị muốn dẫn Hứa Thuần Lương đi về nghỉ, đã trễ thế như vậy đề nghị Hứa Thuần Lương đi cảm thụ một chút nhà bọn hắn khách sạn, bệnh viện sát vách liền có nhà bọn hắn Văn Uyển khách sạn. Hứa Thuần Lương còn có một chuyện chưa hết, hắn liên hệ một chút Hoa Trục Nguyệt, biết được Hoa Trục Nguyệt đã mang theo Hoàng Cửu Thành cha con rời đi bọn hắn ở tạm bãi đỗ xe, đây cũng là vì phòng ngừa có người trả thù. Hứa Thuần Lương để nàng trực tiếp tới Lâm Giang khu Văn Uyển khách sạn, Hoàng Cửu Thành bệnh muốn triệt để chữa trị còn phải dùng thuốc. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt đều là người nói là làm, đáp ứng chuyện của người ta liền nhất định sẽ làm được. Vương Kim Vũ bồi tiếp Nguyễn Tinh Mai cùng một chỗ xuống tới. Thư Viễn Hàng kiên trì đêm nay hầu ở phụ thân bên người, khiến người khác tất cả đều đi nghỉ ngơi. Chiêm Ái Hoa phụ tử tại Văn Uyển khách sạn cho mọi người an bài gian phòng, bọn hắn đến thời điểm, vừa vặn Hoa Trục Nguyệt cũng tướng Hoàng Cửu Thành cha con đưa tới. Đông Niệm Tổ lúc này tỉnh lại nhìn thấy tiểu tỷ tỷ, xông đi lên nắm Hoàng Tử Thuần tay, cũng không buồn ngủ, miệng nhỏ a a nói không ngừng, Hoàng Tử Thuần vẫn đắm chìm trong mất đi nãi nãi trong bi thương, có tiểu đệ đệ theo nàng nói chuyện. Tâm tình mới hơi khá hơn một chút. Hoàng Cửu Thành hiện tại còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, Hoa Trục Nguyệt đặc địa bàn giao Hoàng Tử Thuần không nên đem nãi nãi qua đời tin tức nói ra, đây cũng là Hứa Thuần Lương ý tứ, Hoàng Cửu Thành hiện tại tình huống thân thể không thể lạc quan, nếu như nghe được mẫu thân qua đời tin tức, chỉ sợ sẽ chịu không nổi kích thích, bệnh cũ tái phát. Chỉ là như vậy vừa đến, Hoàng Tử Thuần tiểu nha đầu này chịu đựng được áp lực tâm lý càng lớn hơn. Hoa Trục Nguyệt vốn đang lo lắng đứa nhỏ này không chịu nổi, để nàng ngoài ý muốn chính là, tiểu nha đầu thế mà rất tốt khống chế được cảm xúc. Thu xếp tốt Hoàng Cửu Thành cha con về sau, Hoa Trục Nguyệt chuẩn bị rời đi, Hứa Thuần Lương giữ lại nói, bên ngoài tuyết như thế lớn, ngươi có thể không đi. Hoa Trục Nguyệt không chịu được nở nụ cười, ngươi câu nói này có chút không có hảo ý. Hứa Thuần Lương cũng nở nụ cười, ngươi thật giống như rất chờ mong dáng vẻ. Hoa Trục Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, Hứa Thuần Lương, đừng được đà lấn tới a. Hứa Thuần Lương nói, ta đưa ngươi. Ra khách sạn Đại Môn, một cỗ lạnh thấu xương hàn phong kẹp lấy bông tuyết đập vào mặt, Hoa Trục Nguyệt tóc bị thổi hướng sau đầu, lọn tóc quất vào Hứa Thuần Lương trên mặt, có chút nóng bỏng. Hoa Trục Nguyệt cũng ý thức được, che miệng nở nụ cười, bả vai run lên một cái. Hứa Thuần Lương liếc mắt nhìn một chút nàng, cái góc độ này, nhìn thấy bộ ngực cũng run lên một cái. Có phải hay không tuyết phản xạ ánh sáng nguyên nhân, sống động mạnh phi thường. Hứa Thuần Lương không khỏi nhớ tới Thượng Lệ Quân, đi qua cảm thấy Hoa Trục Nguyệt phương diện này không thế nào đột xuất, đó là bởi vì cùng Thượng Lệ Quân so sánh nguyên nhân, đơn độc xem xét, thật đúng là không nhỏ, mà lại có nhiều thứ cũng không phải là càng lớn càng tốt. Hoa Trục Nguyệt lưu ý đến người này ánh mắt góc độ không đúng lắm, tức giận nói, ngươi nhìn cái gì đấy. Hứa Thuần Lương nói, tuyết quá lớn. Ta đề nghị ngươi vẫn là ngày mai lại đi. Hoa Trục Nguyệt có chút do dự, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, một mảnh trắng xóa, đối diện cảnh vật đều mông lung, quán đồ nướng màu quýt ánh đèn lộ ra phá lệ ấm áp bắt mắt. Sau lưng lại có người ra, lại là Vương Kim Vũ, Vương Kim Vũ cho tới bây giờ đều đói bụng đâu, hắn là cái ăn hàng, muốn ra ngoài tìm một chút ăn, lúc đầu nghĩ hô Hứa Thuần Lương, nhưng là cân nhắc đến quá muộn, cũng không có có ý tốt quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Tại cửa ra vào gặp được Hứa Thuần Lương thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, Vương Kim Vũ hét lên, hai người các ngươi cũng ra tìm ăn, ta đều chết đói, đối diện có cái quán đổ nướng, đi ăn chút, ta mời khách. Hoa Trục Nguyệt nhìn Hứa Thuần Lương một chút, Hứa Thuần Lương nói, đi thôi. Hoa Trục Nguyệt thế là nhẹ gật đầu. Nam Giang đổ nướng thiếu khuyết Đông Châu thô kệch, nhiều hơn mấy phần tinh xảo. Vương Kim Vũ điểm không ít thứ,
nhưng bưng lên về sau trợn tròn mắt, đồng dạng một chuỗi muốn so Đông Giang nhỏ một nửa không ngừng, rau trộn cũng đều là đĩa nhỏ chén nhỏ, giá tiền lại so Đông Châu đắt đến nhiều. Vương Kim Vũ cảm thán nói, nhắc tới ăn đồ nướng, còn phải là chúng ta Đông Châu. Hoa Trục Nguyệt trên một điểm này biểu thị tán đồng, chợt nhớ tới trong xe còn có hai bình rượu ngon, đứng dậy đi lấy. Vương Kim Vũ nhìn qua bóng lưng của nàng, thấp giọng hướng Hứa Thuần Lương nói, huynh đệ, cái này cũng xinh đẹp, mai trấn trưởng thanh tú, cái này càng có nữ nhân vị. Hứa Thuần Lương nói, Kim Vũ ca, người đừng nghĩ sai, đây là bạn thân ta. Vương Kim Vũ cảm thán nói, mới quen ngươi thời điểm, ta cảm thấy ngươi chính là cọng lông đều không có đâm đủ tiểu hòa tử, hiện tại ta mới biết được ngươi mới là cao nhân A, hảo bằng hữu, người ta xứng sở đều không đánh liền lấy ra hơn 300 vạn tiền mặt hỗ trợ. Ngươi lợi hại A, ca ca xem như phục. Hắn biết là Hứa Thuần Lương vận dụng quan hệ, hỗ trợ gom góp đến 850 vạn, trong đó 350 vạn là Hoa Trục Nguyệt hỗ trợ giải quyết. Vương Kim Vũ cũng không biết, đêm nay sở dĩ có thể thuận lợi tướng tiểu niệm tổ doanh cứu ra, may mắn mà có Hoa Trục Nguyệt nghe được tin tức. Hứa Thuần Lương cho rằng lần này nghĩ cách cứu viện quá trình bên trong, Hoa Trục Nguyệt công lao lớn nhất. Vương Kim Vũ khiêm tốn thỉnh giáo nói cho ca ca nói, vì cái gì nhiều mỹ nữ như vậy đều móc tim móc phổi đối ngươi tốt. Hứa Thuần Lương nói, lấy chân thành đối người, suy bụng ta ra bụng người. Vương Kim Vũ gãi đầu một cái, nói đến dễ dàng, nhưng làm giống như không dễ dàng như vậy, mà lại Hứa Thuần Lương bên người mỹ nữ như mây, bên cạnh mình giống như không có mấy cái, cho dù có mấy cái, người ta cũng là vây quanh Hứa Thuần Lương chuyển. Vương Kim Vũ cảm thán nói, còn tốt hiện tại một chồng một vợ, không phải trên đời này mỹ nữ cũng phải bị ngươi cho hắc hắc. Hứa Thuần Lương cười ha ha. Lúc này Hoa Trục Nguyệt mang theo hai bình ngũ lương dịch giao bôi trở về, một chốc lát này trên thân đã rơi không ít bông tuyết. Vương Kim Vũ đứng dậy tiếp nhận hai bình rượu, Hứa Thuần Lương thì ân cần giúp Hoa Trục Nguyệt cởi áo khoác xuống, máng lên móc áo, Vương Kim Vũ trong lòng tự nhủ đây chính là chênh lệch, ta nhìn thấy chính là rượu, người ta Hứa Thuần Lương nhìn thấy phải là người. Hứa Thuần Lương mở ra bình rượu, giúp hai người rót, nâng chén nói, chén rượu này chúng ta chúc đông thúc biến nguy thành an. Ba người cùng một chỗ cạn ly rượu này. Vương Kim Vũ nói, Đông Tổng năm nay cũng thật sự là nhiều tai nạn, các người nói cha con bọn họ có phải hay không bát tự không hợp a? À, mỗi lần gặp gỡ cũng nên xảy ra chuyện. Hoa Trục Nguyệt nói, nào có như vậy tà môn, đoán chừng là đúng dịp, ta nghe nói Đông Tổng là vì cứu Thư Viễn Hàng mới thụ thương. Vương Kim Vũ gật đầu nói, kia mũi tên lúc đầu mục tiêu là Thư Viễn Hàng, trong lúc nguy cấp, Đông Tổng đem Thư Viễn Hàng đẩy qua một bên. Dùng thân thể ngăn cản mũi tên kia. Hoa Trục Nguyệt nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nàng nhớ tới Hoàng Tứ Bà, mặc dù Hoàng Tứ Bà cùng Đông Nghiễm Sinh lập trường khác biệt, một cái mặt trái một cái chính diện, nhưng là hai người có cái điểm giống nhau, cũng là vì con cháu của mình đang liều mạng. Đối đa số người tới nói Hoàng Tứ Bà là cái người xấu, nhưng là đối Hoàng Cửu Thành cùng Hoàng Tử Thuần tới nói, nàng dùng hết một cái mẫu thân cùng nãi nãi trách nhiệm. Vương Kim Vũ nói, cái kia Hoàng Tứ Bà thật sự là ghê tởm, ta thật không rõ, các ngươi tại sao muốn đối người nhà của nàng tốt như vậy. Hứa Thuần Lương tướng chuyện này nguyên nhân nói một lần, Vương Kim Vũ nghe xong cũng trầm mặc xuống, như thế nói đến, nếu như không phải Hoàng Tứ Bà lương tâm phát hiện, liều mình cùng bọn cướp dây dưa, chỉ sợ Đông Niệm Tổ cũng khó thoát khỏi cái chết, vô luận Hoàng Tứ Bà lúc trước động cơ là cái gì, nàng trước khi chết đã hoàn thành cứu rỗi. Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương uống một chén. Nói khẽ, người thật có nắm chắc chữa khỏi Hoàng Cửu Thành bệnh. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, chúng ta hồi xuân đường lợi hại ngươi hẳn là biết đến. Hoa Trục Nguyệt gương mặt xinh đẹp bay lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, hồi xuân đường lợi hại hay không nàng không biết, dù sao Hứa Thuần Lương lợi hại nàng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nàng đối Hứa Thuần Lương càng ngày càng cảm thấy hứng thú, liền xem như mình, cũng không thể nào làm được liền tổn thương ba người tâm không gợn sóng, Hứa Thuần Lương chặt đứt hai người một chân. Lại bẻ gãy ba người kia tứ chi khớp nối, bây giờ còn chưa sự tình một dạng cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ uống rượu. Chuyện trò vui vẻ, lòng người này tố chất cực kỳ cường đại, mà lại cũng phi thường lãnh khốc. Hoa Trục Nguyệt trong lòng lại phủ định lãnh khốc cái từ này, bởi vì Hứa Thuần Lương chỉ là đối với địch nhân lãnh khốc, hắn đối thân nhân cùng bằng hữu tuyệt đối là cởi mở. Hoa Trục Nguyệt sống lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua nam nhân như vậy. Vương Kim Vũ nói. Hoa Tổng coi là thật muốn chiếu cố Hoàng Cửu Thành cha con. Hoa Trục Nguyệt nói, ta chiếu cố Hoàng Tử Thuần, Hoàng Cửu Thành tự nhiên là Hứa Thuần Lương chiếu cố.
Nàng nhưng không hứng thú chiếu cố một cái lão già lừa đảo, Hoàng Cửu Thành đến bây giờ còn thiếu không ít nợ đâu. Vương Kim Vũ nói, ta ngược lại thật ra có thể tại Hiển Hồng nông trường cho hắn tìm việc để hoạt động. Hứa Thuần Lương bưng ly rượu lên nói, kéo xa, tuyết rơi trời uống rượu trời, ba người chúng ta gặp được cùng một chỗ không dễ dàng, cạn một chén. Hoa Trục Nguyệt uống xong chén rượu này nói, hy vọng chuyện này có thể có một kết thúc, về sau không có phiền toái nữa. Vương Kim Vũ nói, ta thật không rõ, những cái kia bọn cướp vì sao sẽ để mắt tới Đông Tổng cháu trai. Chẳng lẽ bọn hắn cùng Đông Tổng có thù, cho tới bây giờ, hắn còn không biết lần này bắt cóc phía sau tầng sâu nguyên nhân. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt giao đưa một ánh mắt, Hoa Trục Nguyệt lập tức minh bạch, lạnh nhạt nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, từ xưa đến nay đều là đạo lý này. Hứa Thuần Lương hỏi hôm nay tổn thất nhiều ít, Vương Kim Vũ nói cho Hứa Thuần Lương, bọn cướp mang đi 1.500 vạn, tại Lưu Manh thoát đi về sau, bọn hắn trước tiên báo cảnh, cục thành phố nước cảnh chi đội triển khai kéo lưới hành động, hy vọng có thể bắt lấy đám kia Lưu Manh. Hoa Trục Nguyệt lại cho rằng chuyện này khả năng không lớn. Những cái kia bọn cướp chưa chắc sẽ lao tới dải bờ sông bên kia, bọn hắn có thể thừa cano tiến về lòng sông đi thuyền bất luận cái gì một chiếc thuyền, đi thuyền rời đi Nam Giang. Hứa Thuần Lương để ly rượu xuống nói, trọng yếu nhất là người không có việc gì. Đông Nghiễm Sinh mặc dù không phải cái gì siêu cấp phú thương, nhưng là vài ước thân gia vẫn phải có, chỉ cần cháu trai bình an, coi như số tiền kia tất cả đều bị bọn cướp mang đi cũng không có gì. Hứa Thuần Lương hiện đang lo lắng đến là chuyện này có thể hay không như vậy kết thúc, đã vị kia tân thành đại nhân vật có thể xuất thủ một lần, liền không bài trừ hắn xuất thủ lần thứ hai. Nghĩ phải giải quyết vấn đề này, vẫn là phải từ căn nguyên bên trên làm lên. Mặc Hàm ngược lại là chủ động đưa ra mời Loan Ngọc Xuyên ra mặt giải quyết vấn đề này, nếu như Loan Ngọc Xuyên thật có thể giúp đỡ tiêu trừ cái này tai họa ngầm, mới mang ý nghĩa thư viễn hàng phiền phức như vậy kết thúc. Vương Kim Vũ nói. Xem ra sau này muốn bao nhiêu mời mấy cái hộ vệ. Hoa Trục Nguyệt mỉm cười, trong nước chỉ an không có như vậy không chịu nổi, nếu như người khác một lòng nghĩ muốn đối phó ngươi, mời lại nhiều bảo tiêu cũng là vô dụng, muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết chuyện này, liền muốn tìm ra căn nguyên chỗ. Nàng cùng Hứa Thuần Lương ý nghĩ là giống nhau. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, thời gian này có rất ít người gọi điện thoại cho hắn, nhìn thoáng qua, lại là Mai Như Tuyết. Hứa Thuần Lương đứng dậy đi bên ngoài nghe, hắn vừa đi ra, Vương Kim Vũ cười nói, gọi điện thoại thế mà đi xa như vậy. Hoa Trục Nguyệt nói, nhất định là có không muốn để cho chúng ta nghe đến bí mật. Vương Kim Vũ bưng rượu mời nàng. Hứa Thuần Lương đến đi ra bên ngoài, tiếp thông điện thoại, uy. Mai Như Tuyết giọng quan thiết vang lên, người có phải hay không lại gây chuyện rồi. Hứa Thuần Lương cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đi. Trong lòng âm thầm cảm thán, Mai Như Tuyết thật sự là thần thông quảng đại, chuyện này nhanh như vậy liền truyền đến nàng trong lỗ tai, kỳ thật nguyên nhân chân chính là vụ án này huyên náo rất lớn, nhất là người trong cuộc Đông Nghiễm Sinh, chính tay đâm ba tên bọn cướp, Nam Giang phương diện đã liên hệ Hồ Sơn Trấn nơi đó đồn công an, hiểu rõ Đông Nghiễm Sinh tài liệu cá nhân. Nơi đó đồn công an cũng ý thức được chuyện này không thể coi thường, kịp thời hướng lãnh đạo cấp trên làm báo cáo, Mai Như Tuyết mặc dù người ở Kinh Thành. Nhưng dù sao cũng là Hồ Sơn Trấn trưởng trấn, đoạn thời gian gần nhất cơ hồ mỗi ngày đều muốn điện thoại làm việc công. Mai Như Tuyết nói, ta ngược lại thật ra muốn quên, nhưng có người luôn luôn thỉnh thoảng ra tú tồn tại cảm. Hứa Thuần Lương cười ha ha, nhìn qua đầy trời tuyết bay nói, Nam Giang tuyết rơi. Mai Như Tuyết ôn nhu nói, Kinh Thành tuyết lớn hơn. Hứa Thuần Lương mím môi, có chút ngại ngùng nói ra một câu, nhớ ngươi. Mai Như Tuyết ừ một tiếng. Thanh âm trở nên càng mềm mại, trong trí nhớ còn giống như là hắn lần đầu đối với mình như thế biểu lộ. Hứa Thuần Lương nói, ta không sao, đừng lo lắng cho ta. Mai Như Tuyết nói, ta cũng không muốn. Bình thản bên trong lại toát ra đối Hứa Thuần Lương tưởng niệm cùng quyến luyến. Hứa Thuần Lương nói, lúc nào về đi làm a? Mai Như Tuyết trầm mặc xuống, qua một hồi lâu mới nói, sự tình trong nhà còn không có xử lý xong, chỉ sợ muốn tháng sau. Tháng sau. Hứa Thuần Lương không nghĩ tới Mai Như Tuyết lần này Kinh Thành hành trình sẽ như vậy lâu, tháng sau chẳng phải là sang năm. Bất quá còn tốt, sang năm hắn liền muốn bắt đầu học đại học, tiến về Kinh Thành học tập, nói không chừng khi đó Mai Như Tuyết còn ở Kinh Thành, vừa vặn cho nàng một kinh hỉ. Không muốn chờ rồi, vẫn là đã đợi không kịp. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ngươi đoán. Mai Như Tuyết ngáp một cái nói, buồn ngủ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Hai người nói chuyện ngủ ngon.
Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, nhìn thấy ngoài cửa sổ tuyết còn tại dưới, chỉ là so vừa rồi rõ ràng ôn nhu rất nhiều. Mai Như Tuyết mặc dù người không tại bên cạnh hắn, lại thời khắc đang chú ý hắn, so sánh với mà nói, mình đối sự quan tâm của nàng tựa hồ không đủ, nàng đi kinh thành làm gì? Trong nhà đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâu như vậy còn không có xử lý xong, sự tình nhất định không nhỏ, có cần hay không giúp mình? Hứa Thuần Lương lâm vào trong trầm tư, rất nhanh liền bị cái thứ hai điện thoại đánh gãy. Có thể tại thời gian này gọi điện thoại tới không phải người của mình chính là có việc gấp, lần này là Mặc Hàm. Người đem xương rồng chuẩn bị kỹ càng. Hứa Thuần Lương nghe nàng nói như vậy, ý thức được Mặc Hàm đã thuyết phục Loan Ngọc Xuyên, Loan Ngọc Xuyên nên xuất thủ giải quyết cái phiền toái này. Quả nhiên, Loan Ngọc Xuyên thông qua hắn tại Tân Thành quan hệ tìm được Lê Tông Nguyên, Lê Tông Nguyên phủ nhận hắn cùng sự kiện lần này có quan hệ, bất quá hắn đáp ứng chỉ cần Thư Viễn Hàng người tại Đại Lục, liền sẽ không động đến hắn. Mặc dù không có triệt để tướng vấn đề giải quyết, nhưng là có thể làm đến bước này đã tương đương khó được. Mặc Hàm cũng nghe nói đêm nay phát sinh sự tình, vô luận quá trình như thế nào, chỉ cần bình an cứu trở về hài tử liền tốt. Mà lại Lê Tông Nguyên quyết định này đối Đông gia cũng là chuyện tốt, tương đương với gián tiếp thôi động Thư Viễn Hàng một nhà về nước. Hứa Thuần Lương đối Mặc Hàm biểu đạt lòng biết ơn, đáp ứng trong vòng 3 ngày mang theo xương rồng đến nhà cho Loan Ngọc Xuyên tự tay thác ấn. Hứa Thuần Lương liên tiếp hai điện thoại đánh tiếp cận 15 phút, lúc trở về, Hoa Trục Nguyệt cùng Vương Kim Vũ đã đem hai bình rượu uống xong. Vương Kim Vũ còn muốn uống, Hoa Trục Nguyệt biểu thị mình mệt mỏi, đề nghị mọi người về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn có thật nhiều đến tiếp sau công việc phải xử lý. Vương Kim Vũ muốn trông giữ Đông Nghiễm Sinh, Hoa Trục Nguyệt muốn giúp đỡ xử lý Hoàng Tứ Bà hậu sự, về phần Hứa Thuần Lương, hắn còn phải tiếp nhận cảnh sát điều tra, Hoa Trục Nguyệt cùng hắn thống nhất tốt đường kính, cũng sắp xếp xong xuôi luật sư, bảo đảm Pháo Lâu Sơn Ngược Phỉ một chuyện không dễ chọc cho bên trên phiền phức. Tôn trọng luật pháp đồng thời cũng phải hiểu được lợi dụng pháp luật, người thông minh đều phải hiểu được, pháp luật có thể trở thành ngươi bảo hộ tự thân tấm chắn, cũng có thể trở thành ngươi giết địch lợi khí. Đông Nghiễm Sinh làm một cái vô cùng dài mộng, trong mộng hắn về tới người âm sơn, mắt thấy chiến hữu quên mình lội xuống đất lôi trận, Đông Nghiễm Sinh huyết mạch sôi sục, hắn giống giận xông đi lên, cùng địch nhân binh khí ngắn giao tiếp, dùng sắc bén lưỡi lê đâm xuyên trái tim của địch nhân. Trên người hắn nhuộm đầy huyết tinh, địch nhân từng bước ở trước mặt của hắn ngã xuống, bỗng nhiên ở giữa, chung quanh tất cả mọi người không thấy, đầy khắp núi đồi trong nháy mắt nở đầy hoa tươi xinh đẹp. Một cái mỹ lệ nữ nhân nắm một đứa bé trai đi hướng dốc núi, nữ nhân kia rõ ràng là thê tử của hắn, nam hài là tuổi thơ Viễn Hàng. Đông Nghiễm Sinh vô cùng kích động, la lên thê tử cùng nhi tử danh tự, nhưng là bọn hắn nghe không được, vẫn hướng trên sườn núi đi đến, đi vào hoa tươi chen chúc bên trong một cái lẻ loi trơ trọi mồ trước, thê tử ngay tại đối với nhi tử nói gì đó, hắn nghe không được. Đông Nghiễm Sinh đi qua, tại trước mặt bọn hắn quơ mình tay, bọn hắn cũng không nhìn thấy. Nhi tử cầm lấy một cái vừa mới biên tốt còn mang theo xương sớm vòng hoa đặt ở trước mộ bia, Đông Nghiễm Sinh lúc này mới nhớ tới đi xem mộ bia, trên bia mộ khắc lấy đến lại là tên của hắn. Ta chết đi, ta đã sớm chết, Đông Nghiễm Sinh giãy giụa lấy, hô to, nhưng thê tử cùng nhi tử nghe không được. Dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ, trở nên như là đầm lầy, hắn một chút xíu chìm xuống phía dưới không, Đông Nghiễm Sinh quơ hai tay không ngừng giãy giụa lấy. Rất nhanh thân thể của hắn đại bộ phận đã chạm vào mồ bên trong, chỉ còn lại một đôi tay còn ở bên ngoài. Chết rồi, ta đã sớm chết. Ta quá mệt mỏi, ta nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc, Đông Nghiễm Sinh yên lặng nói với mình. Coi như hắn nghĩ như vậy ngủ say thời điểm, có người bắt hắn lại tay, đem hắn một chút xíu kéo tới, ánh mắt của hắn một lần nữa lộ ra mặt đất, quang mang đau nhói hai mắt của hắn, trước mắt một mảnh trắng xóa. Cha! Đông Nghiễm Sinh giãy giụa lấy. Nhi tử tuổi thơ thanh âm cùng sau khi thành niên thanh âm đan xen xuất hiện tại trong tai của mình. Cha, thanh âm từ hư ảo trở nên chân thực, Đông Nghiễm Sinh cố gắng mở to mắt, một mảnh trắng xóa bắt đầu có hình dáng, từng chút trở tối, con mắt lần nữa khôi phục đối sắc thái phân biệt năng lực. Không có hoa tươi, không có mồ, chỗ hắn tại một gian sạch sẽ trong phòng bệnh. Cha, ngài tỉnh, Thư Viễn Hàng nắm chắc phụ thân tay, sợ vừa buông lỏng hắn liền từ thế giới của mình bên trong thoát đi. Đông Nghiễm Sinh chưa hề nghĩ tới hiện thực cùng mộng cảnh khoảng cách vậy mà như thế tiếp cận, hắn dùng sức bắt lấy nhi tử tay, không phải là mộng, nhi tử đang gọi hắn cha, thanh thanh sở sở gọi hắn cha, còn không chỉ một tiếng, Đông Nghiễm Sinh nghĩ đáp lại, thế nhưng là cổ họng giật giật vẫn là nói không ra lời.
Thư Viễn Hàng nói, cái gì đều không cần nói, Niệm Tổ rất tốt, chúng ta tất cả đều rất tốt, đi qua, hết thảy đều đi qua. Đông Nghiễm Sinh mím môi, một viên đục ngầu nước mắt từ mắt phải của hắn chậm rãi chảy ra. Thư Viễn Hàng cứ như vậy cầm phụ thân lạnh buốt tay, lẳng lặng nhìn qua phụ thân, trong lòng tràn đầy đối thế giới cảm ơn, may mắn đem phụ thân cứu về rồi, chẳng những cho cha hôn một cái sinh cơ hội, cũng cho hắn đền bù sai lầm cơ hội, bằng không hắn nhất định sẽ cả đời tiếc nuối, sau đó quãng đời còn lại đều sống ở hối hận bên trong. Hoàng Cửu Thành trải qua một đêm nghỉ ngơi, cảm giác trạng thái thân thể tốt đẹp, nhớ tới trước đây bị bệnh ma giày vò đến mấy tháng, quả thực là từ địa ngục đi tới thiên đường. Hoàng Cửu Thành bản thân là một cái cực kỳ nhân vật khôn khéo, trước đây góp vốn lừa gạt vào tù, để nhân sinh của hắn té ngã đáy cốc, ra ngục về sau lại không may mắn được bệnh, trận này bệnh đem hắn giày vò đến đánh mất sống tiếp dũng khí, đương một người đã mất đi hy vọng, đâu còn có tinh lực đi cân nhắc cái khác. Thời gian qua đi hơn 3 tháng, Hoàng Cửu Thành rốt cục ngủ cái an giấc, cũng rốt cục có thể giống người bình thường một dạng hô hấp, không có trước đây thống khổ kinh lịch, căn bản sẽ không minh bạch đơn giản còn sống đều là hạnh phúc như thế. Tựa như tân sinh Hoàng Cửu Thành ý thức được phát sinh sự tình, mẫu thân đã biến mất mấy ngày, nữ nhi mặc dù ở trước mặt mình che giấu, thế nhưng là nàng sưng đỏ con mắt hiển nhiên khóc qua, Hoàng Cửu Thành chuẩn bị hỏi thăm nữ nhi thời điểm. Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương cùng đi, đến nói cho Hoàng Cửu Thành chân tướng thời điểm. Hoa Trục Nguyệt đem chọn một chuyện tiền căn hậu quả đơn giản nói một lần, Hoàng Cửu Thành trong lòng bi thương không thôi, hắn muốn khóc, lúc này lại hết lần này tới lần khác khóc không được. Mẫu thân chết hoàn toàn là mình tạo thành, nếu như không phải hắn liên lụy cái nhà này, mẫu thân cũng sẽ không ở tuổi lục tuần bí quá hóa liều, cuối cùng chết bởi bọn cướp loạn dưới đao. Hứa Thuần Lương nhắc nhở Hoàng Cửu Thành không nên kích động, sự tình như là đã phát sinh, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, bớt đau buồn đi. Hắn dùng châm cứu chữa khỏi Hoàng Cửu Thành vui cười không ngớt cùng bẩn nóng nảy chứng bệnh, nhưng là muốn từ trên căn bản giải quyết hắn vấn đề, còn muốn dựa vào dược vật trị liệu. Cái này quá trình trị liệu đoán chừng muốn tại chừng 2 tháng. Hoàng Cửu Thành thở dài nói, ta bên trên không thể hiếu kính lão mẫu, hạ không thể chiếu cố nữ nhi, còn làm hại mẹ ta là ta chết thảm, nữ nhi của ta bởi vì ta bỏ học, ta. Dạng này người còn có cái gì mặt mũi còn sống? Hắn trung khí không đủ, một câu chưa nói xong cũng bắt đầu thở hổn hển. Hứa Thuần Lương mặc dù đối loại người này cũng không đồng tình, nhưng là cân nhắc đến hắn có cái đáng yêu hiểu chuyện khuê nữ. Cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết, hắn như là chết, Hoàng Tử Thuần chẳng phải là liền phụ thân cũng không có. Hứa Thuần Lương cho Hoàng Cửu Thành mở một tờ đơn thuốc. Hoàng Cửu Thành thận khí hư suy, tám mạch mất nuôi, trùng mạch không thể hạ thủ, chìm lạnh cố lạnh đạt, năm dịch hao tổn, âm hư ở dưới, cho nên hiện lên hóa nhiệt chi thế. Trùng mạch là bệnh, lúc này lấy quế nhánh thêm quế canh biến báo, tá lấy bổ khuyết nhâm đốc. Hứa Thuần Lương mở cho hắn một tờ đơn thuốc. Quế nhánh, dầu quế, bạch thược các 10 khắc, thiêu đốt cam thảo 6 khắc, đương quy, thủ chim, nhục thung rong, hắc hạt vừng, tử thạch anh, sống nam châm, sinh rồng tiến, biết mẫu các 30 khắc điện tấm trước hạ 45 khắc, sừng hươu nhựa cây, hóa nhập. Hai sắc hỗn vân, chuẩn giờ sử sơ khắc bỗng nhiên phục. Hoa Trục Nguyệt cho Hoàng Cửu Thành tại suối nước nóng trại an dưỡng an bài một cái phòng, mấy tháng này hắn có thể ở nơi đó điều dưỡng thân thể, sẽ có chuyên môn hộ công phụ trách chiếu cố. Về phần Hoàng Tử Thuần, nàng đã hỗ trợ tìm xong ký túc trường học, lấy đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, đi học chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Về phần học phí cùng tiền sinh hoạt cũng không cần Hoàng Cửu Thành lo lắng, nàng đã đáp ứng Hoàng Tứ Bà, liền sẽ phụ trách tới cùng. Hoàng Cửu Thành mặc dù không có mở miệng nói một cái tạ chữ, nhưng là Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương đối ân tình của hắn đã ghi nhớ trong lòng. Lúc này cảnh sát tới điều tra tình huống, Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt rời khỏi phòng, đến đi ra bên ngoài. Khi thấy Nguyễn Tinh Mai mang theo hai đứa bé đi ra ngoài, Đông Niệm Tổ cùng Hoàng Tử Thuần tay trong tay cùng một chỗ đi, hai đứa bé tương đương hợp ý. Nguyễn Tinh Mai còn đặc địa cho Hoàng Tử Thuần mua quần áo mới, chải bím tóc, tiểu cô nương trải qua nàng bộ trang phục càng phát ra xinh đẹp đáng yêu. Hứa Thuần Lương cười nói, tẩu tử, dẫn bọn hắn đi chơi sao? Nguyễn Tinh Mai nói, mang hai người bọn họ đi phòng ăn ăn một chút gì. Hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ hướng thang máy chạy tới. Nguyễn Tinh Mai đuổi theo sát, từ từ chuyện ngày hôm qua về sau, Nguyễn Tinh Mai cũng thành chim sợ cành cong, mọi thứ phá lệ cẩn thận, các ngươi chờ một chút. Hứa Thuần Lương an ủi nàng nói, yên tâm đi, không có việc gì. Ba người bọn họ cùng theo vào thang máy, Hoa Trục Nguyệt đưa thay sờ sờ Hoàng Tử Thuần đỉnh đầu nói,
Tử Thuần, hai ngày nữa tỷ tỷ dẫn ngươi đi trường học phỏng vấn có được hay không? Hoàng Tử Thuần nhìn qua Hoa Trục Nguyệt, lắc đầu nói, ta không lên học, ta muốn chiếu cố ba ba. Trong lòng ba người đồng thời cảm khái, đứa nhỏ này hiểu chuyện đến làm cho đau lòng người. Đông Niệm Tổ nắm lấy Hoàng Tử Thuần tay nói, không nha, ta không muốn tiểu tỷ tỷ đi học, ta muốn cùng tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ. Thang máy mở cửa, hai đứa bé chạy trước đi phòng ăn, Nguyễn Tinh Mai hướng hai người cười khổ lắc đầu nói, hai đứa bé quan hệ quá tốt rồi, phân đều không thể tách rời. Nàng nói xong lại vội vàng đi theo. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, Hoa Trục Nguyệt nói, ta đã giúp nàng tìm xong ký túc trường học, rất tốt trường học. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là trưng cầu một chút Hoàng Cửu Thành ý kiến. Hoa Trục Nguyệt nói, hắn có thể có ý kiến gì? Bệnh mình thành cái dạng kia, nói chuyện gì chiếu cố hài tử. Ta đáp ứng Hoàng Tứ Bà, đương nhiên muốn làm đến. Hứa Thuần Lương nói, Tử Thuần chưa hẳn thích ngươi an bài. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi biết cái gì, tiểu hài tử không lên học sao được. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi hiểu, ngươi sinh qua hài tử sao. Hoa Trục Nguyệt nghĩ khởi chính mình lúc trước bị hắn trêu đùa sự tình, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, ta sớm tối tìm ngươi tính sổ sách. Nàng đi ra ngoài bên trên sớm đã chờ ở nơi đó xe thương vụ. Hứa Thuần Lương dự định đi bệnh viện thăm viếng Đông Nghiễm Sinh về sau lại đi, chuẩn bị khi xuất phát, bị phía sau Thư Viễn Hàng gọi lại. Đông Nghiễm Sinh hôm nay đã vượt qua kỳ nguy hiểm, chuyển đến phòng bệnh bình thường, Vương Kim Vũ chủ động đưa ra thay thế Thư Viễn Hàng, để hắn trở về nghỉ ngơi. Thư Viễn Hàng về khách sạn ngủ 3 giờ, bởi vì lo lắng phụ thân, cái này lại chuẩn bị đi qua. Hứa Thuần Lương cùng Thư Viễn Hàng cùng một chỗ hướng Lâm Giang khu bệnh viện đi đến, khách sạn cách bệnh viện rất gần, qua đường cái chính là. Thư Viễn Hàng còn chưa kịp hướng hắn nói lời cảm tạ, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, huynh đệ, cảm ơn a. Hứa Thuần Lương cười nói, huynh đệ đều kêu lên, còn cần đến nói lời cảm tạ. Thư Viễn Hàng nói, lần này nếu là không có ngươi cùng Hoa Tổng, nhà chúng ta trời liền sập. Hứa Thuần Lương nói cho Thư Viễn Hàng, Loan Ngọc Xuyên đã ra mặt hỗ trợ giải quyết chuyện của hắn, chỉ cần Thư Viễn Hàng không rời đi trong nước, Lê Tông Nguyên liền sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Thư Viễn Hàng nghe được tin tức này như chút được gánh nặng, mặc dù cái này lần thành công tướng nhi tử Doanh cứu ra, nhưng là Thư Viễn Hàng không cách nào an tâm, Lê Tông Nguyên tâm ngoan thủ lạt, lần này âm mưu bị thất bại, về sau sẽ còn ngóc đầu trở lại. Đông Nghiễm Sinh đã rời đi cu, Vương Kim Vũ ở một bên bồi tiếp hắn, nhìn thấy Hứa Thuần Lương bọn hắn tiến đến, ngón tay dọc tại bờ môi trước, làm cái im lặng thủ thế. Ba người cùng rời đi phòng bệnh, Vương Kim Vũ nói, vừa mới tỉnh lại trong chốc lát, muốn nhìn một chút tiểu niệm tổ, ta mở cái video, hắn nhìn hơn một phút đồng hồ ngủ thiếp đi. Thư Viễn Hàng để bọn hắn nói chuyện phiếm, hắn đi phòng thầy thuốc làm việc nhìn một chút mới nhất mấy hạng kết quả kiểm tra, dù sao phụ thân còn có bệnh bạch huyết. Vương Kim Vũ nhìn hắn đi xa, cười nói, cảm giác bọn hắn hai người trải qua lần này giống như hòa hảo rồi. Hứa Thuần Lương nói, nhất định a, đông thúc cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, ý chí sắt đá cũng phải mềm hóa. Vương Kim Vũ nói, nông trường bên kia có rất nhiều chuyện chờ lấy xử lý, ta giữa trưa liền đi, hắn ngược lại là nghĩ bồi tiếp Đông Nghiễm Sinh, nhưng là nông trường bên kia cũng không thể rời đi người. Còn nữa nói, hiện tại Đông Nghiễm Sinh hai cha con đã cùng tốt, có nhiều người như vậy chiếu cố, hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhắc nhở hắn trên đường lái xe cẩn thận một chút, lúc này Mạc Hàm phát tới tin tức, Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, không khỏi nở nụ cười, Mạc Hàm rõ ràng là lo lắng cho mình không nhận nợ. Hắn cho Mạc Hàm gọi điện thoại, để Mạc Hàm đến bệnh viện đón hắn, khối kia xương rồng hắn một mực đeo ở trên người, một cái nước bọt một cái hố, hắn Hứa Thuần Lương tuyệt sẽ không lật lọng. Sau 20 phút, Mạc Hàm xe đã đi tới bệnh viện bãi đỗ xe. Hứa Thuần Lương cố ý để nàng đợi hơn 10 phút, mới san san tới chậm. Các loại Hứa Thuần Lương lên xe, Mạc Hàm lạnh lùng nhìn qua hắn, tiền đồ, sự tình xong xuôi, liền không nóng không vội. Hứa Thuần Lương cười nói, không có ý tứ, đông thúc không phải phải nói với ta, ta cùng hắn nhiều hàn huyên vài câu. Mạc Hàm liếc mắt đeo lên kính râm, có quỷ mới tin, Đông Nghiễm Sinh vừa mới làm xong sự giải phẫu, loại tình huống này còn có sức lực cùng hắn nói chuyện phiếm. Đưa tay hướng Hứa Thuần Lương nói, xương rồng đâu? Hứa Thuần Lương nói, chúng ta lúc trước cũng không phải nói như vậy. Mạc Hàm nói, sợ hãi ta không cho ngươi. Ngươi người này nhưng thật là cẩn thận mắt, giữa người và người liền không thể nhiều một chút tín nhiệm. Hứa Thuần Lương nói,
Lê Tông Nguyên chuyện bên kia thật giải quyết. Mặc Hàm nhẹ gật đầu. Ta chứng minh như thế nào a? Mặc Hàm nói, muốn chứng minh rất đơn giản a, chỉ cần ngươi đổi ý, không ra 3 ngày liền có sát thủ tìm tới Đông gia. Hứa Thuần Lương nói, ta còn là lựa chọn tin tưởng ngươi. Mặc Hàm nói, đồ đâu? Hứa Thuần Lương nói, liên hệ Loan Tổng ở trước mặt Thác Ấn, xương rồng ta không thể cho hắn. Hẹp hòi. Mặc Hàm lái xe thẳng đến Long Cổ nhà bảo tàng, nàng cũng không cần thiết giấu giếm, chân chính muốn lấy được xương rồng người là Bạch Mộ Sơn. Trước khi tới đây, nàng đã liên hệ Loan Ngọc Xuyên, Loan Ngọc Xuyên để bọn hắn trực tiếp tiến về Long Cổ nhà bảo tàng. Hứa Thuần Lương một đoán liền hiểu Loan Ngọc Xuyên chút mưu kế, đoán chừng Loan Ngọc Xuyên cũng là ngoài nghề, hắn hẳn là nghĩ Bạch Mộ Sơn hỗ trợ giám định trong tay mình khối này xương rồng thật giả. Hứa Thuần Lương nói, người cùng Bạch Mộ Sơn rất quen sao? Mặc Hàm lắc đầu nói, Loan Tổng bằng hữu, ta bắt người ta tiền lương đương nhiên muốn nghe từ người ta phân công. Hứa Thuần Lương nói, chờ ta có tiền, ta cho ngươi mở tiền lương. Mặc Hàm trong lòng tự nhủ người này nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, ngươi mở cho ta tiền lương. Ai cho ngươi lớn như vậy mặt? Hứa Thuần Lương tựa hồ đoán được ý nghĩ của nàng, cười tủm tỉm nói, ta chỉ là đối kiếm tiền không hứng thú, nếu như ta muốn kiếm tiền, các ngươi cái gì xích đạo vốn liếng cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, liền nói ta khối này xương rồng, ta bán 1.000 vạn các ngươi có mua hay không? Mặc Hàm khóe mắt quét nhìn nhìn lướt qua, nhìn thấy Hứa Thuần Lương quả thật lấy ra một khối xương rồng. Kia xương rồng cũng chính là nửa cái bàn tay kích cỡ tương đương, so với bình thường xương rồng mỏng rất nhiều, phía trên khắc có thật nhiều văn tự. Mặc Hàm nói, thật không biết Loan Tổng nghĩ như thế nào, vì như thế một khối nát xương cốt nỗ lực lớn như vậy đại giới. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không rõ ràng phía trên này đến cùng viết cái gì, gặp lại sau đến Bạch giáo sư, phải hảo hảo thỉnh giáo một phen. Bạch Mộ Sơn cùng Loan Ngọc Xuyên ván thứ 3 cờ đã xuống đến nửa đường. Quân cờ là Hòa Điền Ngọc cùng Mặc Ngọc chế thành, xúc cảm ôn nhuận, Bạch Mộ Sơn đã thua 2 ván. Loan Ngọc Xuyên ý vị thâm trường nói, Bạch giáo sư hôm nay lớn mất tiêu chuẩn a. Bạch Mộ Sơn nói, đánh cờ liền muốn tâm vô bàng vụ, ta hôm nay tạp niệm quá nhiều, tâm thần có chút không tập trung, Loan Tổng chê cười. Loan Ngọc Xuyên nói, vì khối này xương rồng, ta thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Bạch Mộ Sơn rơi xuống một con, đánh giá đối diện Loan Ngọc Xuyên. Ta dám cam đoan, Loan Tổng tiêu đến số tiền kia, vật siêu chỗ giá trị. Loan Ngọc Xuyên lại rơi xuống một con nói, gần nhất tâm ta trước khu lại bắt đầu đau đớn, ta dự định ngày mai lại đi làm tạo ảnh. Bạch Mộ Sơn nói, có lẽ là tâm lý tác dụng, thượng cổ luyện khí chi thuật, huyền ảo kỳ diệu, ta lá gan phải lá dành chỗ chính là cái này phương pháp cho tiêu trừ. Loan Ngọc Xuyên nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà nói, đi qua ta đối thu chân luyện khí cũng nửa tin nửa ngờ. Thẳng đến ngươi phát hiện cái này huyền bí trong đó, ta chỉ luyện hơn 1 tháng, song bên cạnh động mạch cổ bên trong lốm đốm liền biến mất. Bạch Mộ Sơn nói, bộ này tiên thiên kinh, hẳn là thuộc về, Hoàng đế nội kinh, một bộ phận. Loan Ngọc Xuyên nói, Hoàng đế nội kinh, đầy đường, ta cũng nhìn qua quyển sách này, bên trong không có cái gì tiên thiên kinh. Bạch Mộ Sơn nói, trung y truyền thừa môn phái quan niệm rất nặng, lại thêm đa số trung y thế gia đều tuân theo truyền tử không truyền nữ nguyên tắc. Khiến cho rất nhiều trung y bí tịch đều đã thất truyền, liền lấy Hoàng đế nội kinh tới nói, kỳ thật còn có một bộ cùng nó tương đối, Hoàng đế ngoại kinh cái sau sớm đã thất truyền, cho dù là truyền thừa đến bây giờ, Hoàng đế nội kinh cũng đã hoàn toàn thay đổi, độ dài không được đầy đủ, cho nên bộ này xương rồng giá trị không thể đo lường. Loan Ngọc Xuyên lại rơi xuống một con, người nghiên cứu nhiều năm như vậy, đều không có phát hiện kém mấy khối xương rồng. Bạch Mộ Sơn nói, Loan Tổng, trong tay hắn xương rồng là thật là giả còn không rõ ràng lắm. Cao mày nhìn qua thế cuộc, cẩn thận rơi xuống một tử. Loan Ngọc Xuyên nhìn một lúc lâu, thở dài nói, ván này là ta thua rồi. Hắn đứng lên nói, hẳn là đến đây. Lúc này Thiết An Lương tới thông báo, Hứa Thuần Lương cùng Mặc Hàm cùng nhau tới. Lần nữa nhìn thấy Hứa Thuần Lương, Thiết An Lương bên trong tâm lo lắng bất an, cố giả bộ trấn định cùng hắn lên tiếng chào, Hứa tiên sinh tới. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, Tiết đại tiến sĩ không đi học trường học, mỗi ngày đều tại nhà bảo tàng canh cổng sao. Tiết An Lương nói, nghiên cứu của ta đầu đề chính là giáp cốt văn, đạo sư là Bạch giáo sư, đương nhiên hắn ở đâu ta liền ở nơi nào. Hắn làm một cái mời giấu tay xin mời. Mặc Hàm nói, Loan Tổng tới rồi sao? Tiết An Lương nói, đã đến đã lâu, đang cùng Bạch giáo sư đánh cờ đâu. Đi vào phòng khách,
Bạch Mộ Sơn cùng Loan Ngọc Xuyên đã đem bàn cờ triệt hồi, đi vào trà biển bên cạnh pha trà. Mặc Hàm nói, Loan Tổng, người ta cho ngài mang đến, ta còn có việc, đi trước một bước. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không đưa ta. Loan Ngọc Xuyên cười nói, quay lại ta để lái xe đưa ngươi. Mặc Hàm quay người rời đi, lúc này bước ra rời đi, càng là muốn cho thấy một loại nàng đối xương rồng không có chút nào hứng thú thái độ. Tiết An Lương cũng không thích hợp ở lâu, hộ tống Mặc Hàm cùng rời đi. Hứa Thuần Lương tướng xương rồng lấy ra ngoài, Bạch Mộ Sơn không kịp chờ đợi đưa tay tiếp tới, tỉ mỉ nhìn một lần, cái này xương rồng đích thật là Hứa Thuần Lương lúc trước cho hắn nhìn ảnh chụp khối kia, hắn có thể kết luận cái này xương rồng là thật, nhưng là phía trên văn tự hắn liền 1/3 cũng không nhận ra, đạt được xương rồng là một chuyện, muốn đem đọc hiểu, lại cùng trước đó đạt được nội dung dung hội quán thông, lại là một chuyện khác. Loan Ngọc Xuyên nhìn thấy Bạch Mộ Sơn cầm tới xương rồng về sau, toàn vẹn quên đi chung quanh còn có người tại, đã triệt để tiến vào quên tình trạng của ta bên trong, trong lòng thầm than, người này cũng là si nhân, hắn chào hỏi Hứa Thuần Lương ngồi xuống, rót cho hắn chén trà. Hứa Thuần Lương uống chén trà nói, Bạch giáo sư nhìn cho kỹ, khối này xương rồng có phải thật vậy hay không? Bạch Mộ Sơn nghe hắn nói mới như ở trong mộng mới tỉnh nói, là thật, đích đích xác xác là thật, đáng tiếc là, cái này xương rồng bị đánh mài qua, mà lại chỗ mấu chốt bị đánh cái động. Hứa Thuần Lương cố nín cười, không rèn luyện làm sao đương phiếu tên sách dùng. Đánh cái động cũng là vì làm phiếu tên sách thuận tiện. Đám này lão già nghĩ chiếm tiện nghi của mình nào có dễ dàng như vậy. Coi như tăng thêm Loan Ngọc Xuyên cũng không được. Bạch Mộ Sơn ngay trước Hứa Thuần Lương bột tướng khối này xương rồng thác ấn 3 phần. Hứa Thuần Lương không quan trọng, người Bạch Mộ Sơn yêu thác ấn mấy phần đều được, dù sao ngươi cũng nhận không được đầy đủ phía trên chữ, coi như ngươi có thể nhận toàn. Cái kia cái chốt dây thường dùng động vừa vặn đánh vào vị trí then chốt, Bạch Mộ Sơn cho dù có thông thiên chi năng, cũng đoán không ra kia chữ là cái gì. Hứa Thuần Lương chờ hắn hoàn thành thác ấn, muốn về xương rồng, đứng dậy cáo từ. Bạch Mộ Sơn giả mù sa mưa lưu hắn ăn cơm, Hứa Thuần Lương lấy cớ còn muốn đi trường đảng lên lớp, ngày khác trở lại bái phòng. Bạch Mộ Sơn để Tiết An Lương đem hắn đưa về trường đảng, lần này chính làm thỏa mãn Hứa Thuần Lương tâm ý. Tiết An Lương âm thầm kêu khổ, hắn cũng không muốn cùng tên ma đầu này đơn độc ở chung, trong lòng cũng rõ ràng không cách nào tránh khỏi, đã như vậy chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Hứa Thuần Lương bên trên hắn nhỏ bay độ, rời đi nhà bảo tàng về sau, đưa cho hắn một cái lớn viên thuốc, bên trong là xích diễm đan. Hạnh phúc lai quá mức đột nhiên, Tiết An Lương có chút không dám tiếp. Không muốn, Hứa Thuần Lương làm bộ muốn thu trở về. Tiết An Lương tranh thủ thời gian nhận lấy. Trên tay hắn làn da đã khôi phục tới trắng nõn bóng loáng. Hứa Thuần Lương cười nói, khôi phục không tệ, liền sẹo đều không có lưu lại một viên. Tiết An Lương nghe ra hắn đang nhắc nhở mình đừng tốt vết sẹo quên đau, trộm nhìn lén Hứa Thuần Lương một cái nói, ngươi vừa mới thật đem khối kia xương rồng cho hắn rồi. Hứa Thuần Lương nói, con người của ta nhất ngôn cửu đỉnh nói là làm, đáp ứng chuyện của người ta đương nhiên muốn thực hiện. Tiết An Lương nói, giáo sư gần nhất không có gì cử động khác thường. Chính là cùng Loan Ngọc Xuyên liên hệ đến nhiều một ít. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, hai người bọn họ liên hệ mật thiết là có nguyên nhân, Bạch Mộ Sơn muốn lấy được khối kia xương rồng, hắn chỉ là một cái gọi là học thuật tinh anh, đã không tài lực cũng không có quyền lực, muốn đạt thành tâm nguyện liền phải tìm người hỗ trợ, cho nên hắn mới hướng Loan Ngọc Xuyên xin giúp đỡ. Bạch giáo sư cùng Loan Ngọc Xuyên quan hệ rất tốt sao? Tiết An Lương nói, không rõ lắm, bình thường vãng lai không tính là nhiều. Nhưng là Loan Ngọc Xuyên lâu dài tài trợ giáo sư nghiên cứu, bọn hắn hẳn là bạn rất thân. Bọn hắn là thế nào nhận thức? Tiết An Lương lại lắc đầu, hắn nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, ta nghe nói đầu thập niên 90 thời điểm, giáo sư đã từng ngừng củi giữ chức mấy năm, gia nhập Liên minh Châu Giang Đường một nhà khoa học kỹ thuật công ty, Loan Ngọc Xuyên chính là từ nơi đó làm giàu, ta xem chừng bọn hắn hẳn là vào lúc đó nhận biết. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ. Bạch Mộ Sơn cùng Loan Ngọc Xuyên hai người tuyệt không chỉ là bằng hữu bình thường, Loan Ngọc Xuyên sở dĩ có thể chữa trị ngăn chặn động mạch vành, hẳn là tu luyện thiên dưỡng thiên nguyên nhân, hắn có thể tiếp xúc đến thiên dưỡng thiên, đường tắt duy nhất liền là thông qua Bạch Mộ Sơn. Bạch Mộ Sơn hiểu được giáp cốt văn, năm đó nhất định là hắn liên thủ Lương Bách Hiền biển thủ. Cũng may bộ này thiên dưỡng thiên là lấy giáp cốt văn hình thức khắc vào xương rồng phía trên, liền xem như Bạch Mộ Sơn dạng này văn tự cổ đại chuyên gia. Cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem thông thiên phiên dịch tới,
Đoán chừng Bạch Mộ Sơn dùng hơn 20 năm thời gian mới tướng thiên dưỡng thiên, giải mã ra đại bộ phận. Có thể phá dịch giáp cốt văn là một chuyện, dựa theo giải mã văn tự tu luyện lại là một chuyện khác, nếu như không phải một vị nội công tu vi tạo nghệ rất sâu võ giả, cũng rất khó lý giải những văn tự này chân chính áo nghĩa, chẳng lẽ Bạch Mộ Sơn bản thân liền là một cái luyện khí cao thủ. Hứa Thuần Lương cùng Bạch Mộ Sơn đã không chỉ một lần gặp mặt, Bạch Mộ Sơn không hề giống người mang võ công bộ dáng. Nếu như Bạch Mộ Sơn không hiểu võ học, như vậy hắn nhất định phải tìm tới một cái người hợp tác cộng đồng tham tường nghiên cứu, chẳng lẽ là Loan Ngọc Xuyên. Nhưng là Hứa Thuần Lương đã từng cứu giúp qua Loan Ngọc Xuyên, cũng hai độ vì hắn bắt mạch, Loan Ngọc Xuyên cũng không nội lực, chẳng lẽ còn có người thứ ba. Hứa Thuần Lương nhìn về phía Tiết An Lương bởi vì ánh mắt của hắn mà sợ hãi, run giọng nói, người đừng nhìn ta như vậy, ta đang lái xe. Ta làm phiền ngươi lái xe rồi. Ta sợ hãi trong lòng. Hứa Thuần Lương bị cái này tư chọc cho nở nụ cười, Tiết An Lương điểm đều không muốn cười, vừa nghĩ tới tính mạng của mình bị bên người người này nắm ở trong tay, hắn đơn giản muốn khóc. Hứa Thuần Lương nói, Bạch Mộ Sơn bình thường còn cùng ai kết giao nhiều một ít. Tiết An Lương lắc đầu nói, hắn cái kia người luôn luôn tự cao tự đại, bằng hữu thật không có mấy cái, coi như Lương Bách Hiền hắn cũng không để vào mắt. Bạch Mộ Sơn những năm này giải mã giáp cốt văn tư liệu, người có hay không giúp ta thống kê ra? Tiết An Lương liên tục gật đầu nói, thống kê, chỉ là Bạch giáo sư nghiên cứu mấy chục năm, nghĩ phải hoàn thành cái này thống kê công việc cần thời gian, còn có thật nhiều tư liệu đều tại Long Cổ Văn Hóa không có lấy ra, ta gần nhất sẽ đi qua sửa sang một chút. Hứa Thuần Lương nói, ngươi chỉ cần đem hắn gần 25 năm giải mã qua văn tự cho ta thống kê ra chính là. Tại Hứa Thuần Lương xem ra, gần 25 năm Bạch Mộ Sơn giải mã văn tự xuất từ Hứa gia hiến cho xương rồng khả năng lớn nhất, sưu tập phương diện này tư liệu, một là thẩm tra chân tướng tăng thêm bằng chứng, hai là vì nhìn xem Bạch Mộ Sơn giải mã xác suất chúng đến tột cùng như thế nào, Hứa Thuần Lương cũng không tin Bạch Mộ Sơn có thể đem ra gia hiến cho xương rồng bên trên văn tự tất cả đều phá giải. Tiết An Lương nói, cái kia đã thống kê xong, hắn đưa cho Hứa Thuần Lương một cái yêu bàn. Hứa Thuần Lương tiếp nhận. Cười tủm tỉm nói, ngươi là người biết chuyện. Tiết An Lương dở khóc dở cười, không phải hắn hiểu được, mà là có chút bất đắc dĩ. Hắn giới thiệu sơ lược một chút, Bạch Mộ Sơn là trước mắt trong nước giải mã giáp cốt văn nhiều nhất người, hết thảy giải mã 372 cái giáp cốt văn chữ. Thế nào nhìn cái số này chẳng có gì lạ, nhưng là trong nước bị giải mã giáp cốt văn chữ hết thảy cũng liền hơn 1.000 cái. Cầm đại học giả Quách Mạt Nhược tới nói, hắn cả đời cũng vẻn vẹn giải mã hơn 100 cái giáp cốt văn. Xác suất chúng cũng chỉ đạt tới 30%. Giáp cốt văn giải mã đã trở thành văn tự cổ đại nghiên cứu điểm nóng. Năm 2016, Trung Hoa Văn tự nhà bảo tàng ban bố một thì giáp cốt văn khảo chứng và chú thích ưu tú thành quả ban thưởng kế hoạch thông cáo. Hứa hẹn giải mã ra một cái chưa giải giáp cốt văn chữ, ban thưởng 10 vạn nguyên nhân dân tệ, đối còn có tranh cãi giáp cốt văn làm ra mới giải, một chữ độc nhất ban thưởng 5 vạn nguyên. Bạch Mộ Sơn nhưng dựa vào mấy năm này học thuật bên trên thành quả liền lấy được hơn 300 vạn tiền thưởng, nói cách khác, hắn từ năm 2016 đến nay đã giải mã hơn 30 giáp cốt văn. Hứa Thuần Lương để Tiết An Lương dẫn hắn đi Long Cổ Văn Hóa nhìn xem, hắn muốn tận mắt nhìn xem Bạch Mộ Sơn công việc hoàn cảnh. Tiết An Lương không dám phản bác chỉ có thể làm theo. Tối hôm qua trận kia tuyết lớn để Nam Vịnh Hồ Văn Sang Viên lại tăng thêm mấy phần lịch sự tao nhã. Văn Sang Viên bên trong suối nước tại tuyết trắng làm nổi bật hạ biến thành tươi sáng màu xanh lam sẫm. Tiết An Lương lái xe tiến vào ga ra tầng ngầm, hắn trước xuống xe tướng phòng làm việc giám sát cho quan, sau đó mới đem Hứa Thuần Lương cho mời đi vào. Tiết An Lương làm việc cẩn thận, cân nhắc sự tình phi thường chu đáo, mà lại người này thân thủ không tệ, Hứa Thuần Lương biết hắn cũng không phải đơn thuần vì học tập mới bái nhập Bạch Mộ Sơn môn hạ, hẳn là cũng đã biết xương rồng bí mật. Tiến vào Long Cổ Văn Hóa tầng hầm, Tiết An Lương đã sớm mở đèn. Cùng bình thường ở phòng hầm chữ rượu khác biệt, rồng cốt văn hóa tầng hầm cũng khiến cho như cùng một cái cỡ nhỏ nhà bảo tàng. Pha lê biểu hiện ra trong tủ bầy. Đặt vào từng cái máy móc mô hình. Có cán xe, đây là công thành chiến xa, bao trùm có da trâu sống, bên trong có thể chứa 5-10 người, thôi động nó thẳng đến tường thành, có thể đào móc phá hư bức tường, có thể xưng cổ đại xe tăng. Có liên nỗ xe. Kết cấu cực kỳ phức tạp, một phát mấy chục tiễn, phản lực quá lớn, cần 10 người thao tác. Còn có tịch xe, toàn xe từ thuần sắt chế tạo, một bộ phận chôn dưới đất, từ nhiều người thao túng, có thể ném mạnh lửa than, hòn đá chờ.
Cái này tịch xe chính là cổ đại đại pháo một máy ném đá. Treo trên tường một bức chữ hấp dẫn Hứa Thuần Lương chú ý từng cái kiêm yêu nhau, xen lẫn nhau lợi. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, đây là Mạc giả chi nhân, lại nhìn thấy kia từng cái tinh xảo mô hình, chẳng lẽ Bạch Mộ Sơn là Mạc gia thờ phụng người. Chiến quốc hậu kỳ Mạc gia chia ra làm hai chi, một chi biến thành giang hồ du hiệp, một chi chú trọng nhận thức luật, logic học, hình học quang học, tính cơ học các loại ngành học nghiên cứu, là Mạc gia hậu học. Đối giai đoạn trước Mạc gia xã hội luân lý chủ trương có nhiều kế thừa, tại nhận thức luật, logic học phương diện thành tựu tương đối khá. Hứa Thuần Lương nói, Bạch Mộ Sơn còn nghiên cứu Mạc gia. Tiết An Lương gật đầu nói, Bạch giáo sư phi thường tôn sùng Mạc học, hắn thường nói, tiên tần thời điểm không phải Nho Tức Mạc, Mạc gia cùng Nho gia đặt tên, Mạc Kinh chính là Trung Hoa bộ thứ nhất đúng nghĩa khoa học điển tịch, nếu không phải Hán Vũ độc tôn học thuật Nho gia, Mạc gia hôm nay ảnh hưởng tuyệt không tại Nho thả dưới đường. Hứa Thuần Lương nói, những này mô hình đều là hắn làm được. Tiết An Lương nói, đó cũng không phải, là hắn nào đó vị bằng hữu tặng. Hứa Thuần Lương đi vào thang mây mô hình trước dừng lại, nhìn thấy kia thang mây chế tác tinh xảo, tuyệt không phải đồ cụ hình, mỗi chi tiết đều hoàn nguyên đến phi thường rất thật, chế tác những này mô hình người chẳng những khéo tay, mà lại muốn đối máy móc kết cấu có khắc sâu nhận biết. Đi theo Tiết An Lương đi vào Bạch Mộ Sơn phòng làm việc. Bởi vì Bạch Mộ Sơn chủ yếu làm việc địa điểm dọn đi nhà bảo tàng, hiện ở chỗ này trở nên rất không, trên giá sách vật liệu còn lại đến lác đác không có mấy. Ghế làm việc phía sau trên tường, treo một bức chữ thượng bản chi tại cổ người Thánh Vương sự tình hạ nguyên xem xét bách tính tai mắt chi thực. Hứa Thuần Lương lưu ý một chút lạc khoản, tác giả Mạc Vô Nhai, bức chữ này hoàn thành ngày là 30 năm trước. Hứa Thuần Lương nói, Mạc Vô Nhai là ai? 3. Tiết An Lương lắc đầu. Biểu thị mình không biết, bức chữ này trước kia liền treo ở chỗ này, hắn chưa hề lưu ý qua tác giả, chỉ là biết bức chữ này xuất từ Mạc Tử Ba Biểu, cũng là Mạc gia kiểm nghiệm nhận biết hay không tiêu chuẩn, kỳ thật còn có một câu phế coi là hình chính, coi Trung Quốc nhà bách tính nhân dân chi lợi. Ý là lấy chính trị thực tiễn kết quả là không phù hợp quốc gia cùng nhân dân lợi ích làm căn cứ. Đây cũng là Trung Hoa triết học sử thượng sớm nhất nói lên liên quan tới chân lý tiêu chuẩn đầu đề, đối hậu thế sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Hứa Thuần Lương lúc này đã có thể cơ bản phán đoán Bạch Mộ Sơn thờ phụng Mạc học, cái này Mạc Vô Nhai rất có thể chính là Mạc gia truyền nhân, hắn bởi vậy lại nghĩ tới Mạc Hàm, chẳng lẽ lại Mạc Hàm thật sự là Mạc gia hậu nhân, lại hoặc là nàng cùng cái này Mạc Vô Nhai có quan hệ thân thích, dù sao họ Mạc người vốn cũng không nhiều. Lần này thật sự là không có uổng phí tới. Tiết An Lương nói, trọng yếu đồ vật trên cơ bản đều dọn đi rồi. Hắn ý tứ là không có gì đáng giá nhìn. Hắn đối Hứa Thuần Lương là vừa hận vừa sợ, đánh đáy lòng không muốn cùng hắn đợi cùng một chỗ, trong lòng hắn, cái này tư chính là cái ôn thần, ước gì sớm một chút đưa tiễn mới tốt. Hứa Thuần Lương không nóng không vội, tướng Long Cổ Văn Hóa trong trong ngoài ngoài cẩn thận đi thăm một lần, ngây người gần một giờ phương mới rời khỏi. Trở lại trường đảng ký túc xá, bật máy tính lên nhìn một chút Bạch Mộ Sơn những năm này thành quả, Tiết An Lương làm cái so sánh bảng biểu. Tướng lúc đầu văn tự cổ đại cùng Bạch Mộ Sơn giải mã ra văn tự làm cái so sánh. Hứa Thuần Lương sau khi xem phát hiện, Bạch Mộ Sơn chính xác xuất liền một nửa cũng chưa tới, đại khái là ba thành tiêu chuẩn. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, cái này là cái giám chuyên gia, liền hắn loại trình độ này cũng có thể trở thành đại học bác đạo. Quả thực là dạy hư học sinh, Hứa Thuần Lương cũng không rõ ràng, tại chuyên nghiệp lĩnh vực, có thể đạt tới Bạch Mộ Sơn loại trình độ này đã là trong đó nhân tài kiệt xuất. Để hắn kỳ quái phải là, Bạch Mộ Sơn loại này nửa bình tử giấm trình độ đến tột cùng là như thế nào giải mã thiên dưỡng thiên. Dựa theo Bạch Mộ Sơn thành quả đến suy đoán, Bạch Mộ Sơn trình độ giải mã ra thiên dưỡng thiên tất nhiên là sai, hoàn toàn thay đổi, nhưng người này chẳng những giải mã, hơn nữa còn rất có thể lợi dụng thiên dưỡng thiên chữa khỏi chính hắn cùng Loan Ngọc Xuyên tật bệnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thuần Lương cho rằng chuyện này tồn tại hai cái khả năng, một là Bạch Mộ Sơn cố ý hành động. Hắn rõ ràng có thể làm ra chính xác giải mã, nhưng là cố ý thấp xuống xác suất chúng, lấy biện pháp như vậy đến mê hoặc người khác, hay là giải mã thiên dưỡng thiên, một người khác hoàn toàn. Loan Ngọc Xuyên tướng bản dập cung cung kính kính hiện lên cho Mạc Hàm. Mạc Hàm tiếp nhận bản dập, sau khi xem nói, vững tin không có sơ hở. Loan Ngọc Xuyên nói, ta nhìn tận mắt Bạch Mộ Sơn thác ấn, cái này khuyết tổn địa phương xuyên thành một lỗ, là phiếu tên sách dùng để cái chốt dây thường chỗ. Vừa vặn tướng cái chữ này hủy đi. Mạc Hàm khinh thường cười nói, thật đúng là đúng dịp, khoan địa phương đặc địa tuyển tại có văn tự địa phương.
Loan Ngọc Xuyên nói, ngài là nói, Hứa Thuần Lương cố ý tại xương rồng bên trên khoan, phá hủy khối này xương rồng hoàn chỉnh tính. Mặc Hàm nói, lấy đầu óc của hắn chưa hẳn làm không được. Cảm giác hàm răng ngứa một chút, nếu như Hứa Thuần Lương tại, hận không thể hung hăng cắn một cái, đây chính là hắn cái gọi là đến nhất ngôn cửu đỉnh. Muốn không phải nghĩ cái biện pháp buộc hắn lấy ra. Mặc Hàm eo lắc đầu, người đi xuống đi. Loan Ngọc Xuyên cúi đầu hành lễ, lùi một bước mới quay người rời đi. Mặc Hàm đi hướng về phía trước bác cổ cái, mở ra cách, ngón tay nén tại phân rõ vân tay địa phương, lại tiến hành con người phân biệt. Bác cổ cái từ đó tách ra, lộ ra hậu phương ẩn tàng pha lê bối cảnh tường, ánh đèn sáng lên, pha lê bối cảnh trên tường, cho thấy từng mảnh nhỏ xương rồng hình chiếu, từng hàng sắp xếp xương rồng hình chiếu trung tâm khuyết tổn một khối, Mặc Hàm tướng bản dập dán tại khuyết tổn địa phương, khóe môi lộ ra một tia giữ kín như bưng tiếu dung, nhẹ giọng lẩm bẩm, người thật cho là ta đẩy không ra cái chữ này. Đông Nghiễm Sinh tại nhi tử chiếu cố hạ khôi phục rất nhanh, một tuần sau đã có thể xuống giường, hắn tại xuồng miệng chém giết ba tên bọn cướp sự tình đã bị định tính là phòng vệ chính đáng, cảnh sát sẽ không truy cứu luật pháp của hắn trách nhiệm. Sự kiện kia vẫn còn có chút tiếc nuối, còn lại bọn cướp đào tẩu quá trình bên trong mang đi 1.500 vạn, Đông Nghiễm Sinh đối tiền tài lúc đầu thấy liền rất nhạt, trải qua lần này phong ba về sau, hắn càng không để trong lòng, đừng nói là 1.500 vạn, coi như 3.000 vạn tất cả đều mất đi, cũng so ra kém người nhà an toàn càng trọng yếu hơn. Buổi sáng Thư Viễn Hàng một nhà vừa mới sang đây xem qua hắn, bởi vì lo lắng tiểu hài tử ảnh hưởng phụ thân nghỉ ngơi, Thư Viễn Hàng để thê tử trước dẫn hắn đi. Đông Nghiễm Sinh đã nhiều ngày không có hút thuốc, thân thể sao có khôi phục, nghiện thuốc lại phạm vào, lặng lẽ hỏi thăm nhi tử mình có thể hay không hút thuốc, Thư Viễn Hàng nhìn hắn một cái. Đông Nghiễm Sinh lập tức như cùng một cái làm sai sự tình tiểu hài tử cúi đầu xuống, được, ngươi coi như ta chưa nói qua. Thư Viễn Hàng nói, hút thuốc có hại cho sức khỏe, ngài không bằng thừa dịp lần này cơ hội thuốc lá đi cai rơi. Đông Nghiễm Sinh nói, giới không xong, ta cái tuổi này, cũng không có cái khác yêu thích. Thư Viễn Hàng nói, đây là không tốt ham mê, hút thuốc sẽ dẫn phát ung thư phổi. Đông Nghiễm Sinh nói, ta cái dạng này còn sợ đến ung thư phổi. Thư Viễn Hàng nói, cha, chờ ngài thân thể khôi phục về sau có thể tiến hành làm tế bào cấy ghép, nhiều nhất nửa năm, ngài liền có thể giống như trước một dạng. Đông Nghiễm Sinh nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta cũng nghĩ sống lâu mấy năm, đi qua hắn không sợ chết, nhưng từ khi gặp được tiểu tôn tử, Đông Nghiễm Sinh sống tiếp nguyện vọng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, bỏ qua nhi tử trưởng thành, hắn không muốn lại bỏ lỡ cháu trai trưởng thành, hắn nghĩ nhìn tận mắt cháu trai trưởng thành, nhìn xem hắn kiến công lập nghiệp. Thư Viễn Hàng cười nói, ngài sẽ sống lâu trăm tuổi. Đông Nghiễm Sinh nói, thư chủ nhiệm, cho ngươi mượn cắt ngôn. Thư Viễn Hàng nói, cha, chúng ta thương lượng một chút, về sau dự định ở lại trong nước phát triển. Đông Nghiễm Sinh nội tâm vui vẻ không thôi, hắn cũng biết Loan Ngọc Xuyên xuất thủ sự tình, Lê Tông Nguyên đáp ứng chỉ cần nhi tử ở lại trong nước liền sẽ không ra tay với hắn. Lúc đầu Đông Nghiễm Sinh còn suy nghĩ chờ mình chữa khỏi vết thương về sau, đơn thương độc mã đi một chuyến Tân Thành, xử lý Lê Tông Nguyên, khứ trừ cái này tai họa ngầm, hiện tại xem ra bọn hắn một nhà nguy cơ trong ngắn hạn đã giải trừ. Có hay không nghĩ tới đi nơi nào phát triển, kinh thành vẫn là hỗ hải. Lấy Thư Viễn Hàng trình độ kỹ thuật cùng nghiệp giới danh vọng muốn thực hiện tự thân giá trị, không thể nghi ngờ hai địa phương này là lựa chọn tốt nhất, lui một bước cũng có thể lựa chọn Nam Giang, vô luận hắn làm ra lựa chọn như thế nào, Đông Nghiễm Sinh đều sẽ toàn lực ủng hộ. Ta nghĩ về Đông Châu. Đông Nghiễm Sinh sửng sốt một chút nhìn qua nhi tử, hắn mặc dù hy vọng nhi tử một nhà có thể về đến cố hương, nhưng là hắn cũng không muốn bởi vì mình mà ảnh hưởng tới con trai con dâu phát triển. Thư Viễn Hàng nói, căn cứ theo ta hiểu rõ, trong nước chữa bệnh bình quân điều kiện đều rất không tệ, Đông Châu cũng có tốt bệnh viện, chúng ta một dạng có thể có phát huy không gian, mà lại tiểu niệm tổ phi thường không muốn xa rời ngài, nếu như ngài nguyện ý, ta định đem nhà gắn ở Đông Châu, chúng ta cũng có thể cùng một chỗ sinh hoạt. Nguyện ý, nguyện ý. Đông Nghiễm Sinh liên tục gật đầu, hắn lập tức lại không kịp chờ đợi biểu thị, mọi chuyện cần thiết hắn đến phụ trách. Thư Viễn Hàng không có khách khí với hắn, cười nói, ngài xuất tiền là được rồi, ta cùng Tinh Mai tuyển địa phương. Đông Nghiễm Sinh nói nhảm, tiền của ta đều là ngươi. Hai người đồng thời nở nụ cười, Đông Nghiễm Sinh nụ cười này làm động tới trước ngực vết thương, nhịn không được nhíu mày. Cha, ngài không có sao chứ? Đông Nghiễm Sinh khoát tay áo nói, không có việc gì, đúng, có hay không mục đích bệnh viện.
Thư Viễn Hằng nói, Hứa Thuần Lương nói có thể giúp ta an bài Trường Hưng. Đông Nghiễm Sinh nói, Trường Hưng, tại Đông Châu cũng không có gì đặc biệt a, tốt nhất là Đại học Y khoa Phụ Viện, ta có thể giúp ngươi liên hệ, ngươi nếu là không thích bị người quản, chính chúng ta mở một nhà bệnh viện tư nhân. Thư Viễn Hằng nói, ta còn là nghĩ trước tìm hiểu một chút trong nước chữa bệnh hệ thống, tốt nhất đi trong bệnh viện thích ứng một chút, ta cùng Tinh Mai là dựa vào lấy kỹ thuật ăn cơm, đi chỗ nào đều là giống nhau. Lúc này Hứa Thuần Lương gõ cửa tiến đến, trên tay cầm lấy một hộp vui cao đồ chơi. Đông Nghiễm Sinh hai người đều có chút mộng, con hàng này có phải hay không mua sai lễ vật. Hứa Thuần Lương đương nhiên là có đạo lý của hắn, đưa rượu thuốc lá, Đông Nghiễm Sinh không thể dùng, đưa dinh dưỡng phẩm, hiện tại dinh dưỡng phẩm trên cơ bản đều là hố hàng, vẫn là đưa chút khoái hoạt, quay đầu Đông Nghiễm Sinh đem vui cao đồ chơi cho tiểu tôn tử, kia chẳng phải thu hoạch gấp đôi khoái hoạt. Đông Nghiễm Sinh cảm thán nói, vẫn là tiểu tử ngươi quỷ, lễ vật này ta thích. Thư Viễn Hằng mời Hứa Thuần Lương ngồi xuống, cho hắn ngâm chén trà. Hứa Thuần Lương tiếp nhận uống một ngụm trà, các ngươi hai người trò chuyện cái gì đâu? Vui vẻ như vậy. Thư Viễn Hằng nói, Cương Chính trò chuyện ngươi đây, ngươi cái này tới. Hứa Thuần Lương cười nói, đều nói Đông Châu tà, Nam Giang cũng như thế tà tính. Thư Viễn Hằng đem mình quyết định về Đông Châu phát triển sự tình nói cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương nói, vậy thì tốt quá. Thư Viễn Hằng nói, ta sơ bộ quyết định đi bệnh viện các ngươi. Hứa Thuần Lương liên tục gật đầu nói, tốt, Nguy Sơn đảo bệnh viện còn không phải ta chuyện một câu nói. Thư Viễn Hằng sửng sốt một chút, bất quá lập tức kịp phản ứng cái này tư là tại mở mình trò đùa, hắn cười nói, được a, ta liền đi các ngươi Nguy Sơn đảo bệnh viện, ngươi tốt xấu chuẩn bị cho ta một gian ra dáng phòng giải phẫu đi. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ bờ vai của hắn, tòa miếu nhỏ kia nhưng chứ không nổi ngươi tôn này đại Bồ Tát, theo ta thấy, Trường Hưng đối với ngươi mà nói đều nhỏ. Đông Nghiễm Sinh nói, nhìn xem, Thuần Lương ý nghĩ giống như ta đi. Thư Viễn Hằng cười nói, cha, chuyện này ngài cũng đừng nhúng vào. Hắn hô Hứa Thuần Lương đi bên ngoài trò chuyện, phụ thân dù sao ở vào thuật hậu thời kỳ dưỡng bệnh, vẫn là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hai người tới bên ngoài, Thư Viễn Hằng đi tự phục vụ bán cơ cầm hai bình làm nóng cà phê trong đó một bình đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, thật dự định đi Trường Hưng, ta cùng Cao Thúc nói một tiếng, giúp ngươi tranh thủ thêm điểm an gia phí. Thư Viễn Hằng nói, không cần phải nhắc tới cái kia. Hứa Thuần Lương lập tức minh bạch, Thư Viễn Hằng có tiền, không nói đến cái đôi này bản thân điều kiện kinh tế cũng không tệ, phía sau còn có cái ức vạn phú ông lão tử. Thư Viễn Hằng có ý tứ là hắn đi Trường Hưng chủ yếu là nghĩ thích ứng một chút trong nước chữa bệnh thể chế, hắn hiện tại cũng không rõ ràng Trường Hưng có thích hợp với mình hay không, hắn không cần gì an gia phí, hắn muốn lấy hợp tác hình thức gia nhập liên minh Trường Hưng, nếu như song phương hợp tác vui vẻ, kia làm sao có thể sẽ một mực hợp tác xuống dưới, nếu như phát hiện Trường Hưng cũng không phải là lý tưởng địa phương, hắn có thể tùy thời rời đi. Hứa Thuần Lương cho rằng Thư Viễn Hằng ý nghĩ phi thường chính xác, bắt người ta tay ngắn, ăn người ta nhu nhược, Thư Viễn Hằng khẳng định không muốn nhận Trường Hưng phương diện quá nhiều trói buộc. Hứa Thuần Lương biểu thị chuyện này hắn đến an bài, hắn nói làm liền làm, trước cùng Cao Tân Hoa lên tiếng chào. Cao Tân Hoa mấy ngày nay đang định đến Nam Giang thăm viếng Đông Nghiễm Sinh đâu, nghe nói Thư Viễn Hằng cặp vợ chồng cố ý đến Trường Hưng, cũng phi thường kinh hỉ, quá tốt rồi, hai người bọn họ vợ chồng là châu Á nổi tiếng chuyên gia, nếu như có thể gia nhập liên minh Trường Hưng. Đối với chúng ta Trường Hưng thế nhưng là một chuyện thật tốt, ta lập tức cùng Triệu viện trưởng nói. Hứa Thuần Lương nói, người đừng vội, hãy nghe ta nói hết mới quyết định. Hắn đem Thư Viễn Hằng ý tứ nói một lần. Cao Tân Hoa nghe xong liền trầm mặc xuống, lấy Thư Viễn Hằng tài tình cùng tính cách, nếu như tại Trường Hưng làm được không như ý tùy thời đều có thể vỗ mông rời đi, mà lại nếu như mình ra mặt thúc đẩy chuyện này, rất có thể sẽ để Triệu Phi Dương suy nghĩ nhiều. Trường Hưng nội bộ đã sớm có phe phái mà nói, phải nói là từ hắn đảm nhiệm Trường Hưng bí thư bắt đầu xuất hiện, đều nói Trường Hưng tồn tại tam đại phe phái, lớn nhất phe phái là Triệu Phi Dương làm trung tâm phe cải cách, sau đó là lấy phó viện trưởng Viên Bội Cường làm trung tâm Hoa Niên phái, còn có một cái chính là lấy Cao Tân Hoa làm trung tâm Công Lập phái. Cao Tân Hoa đương nhiên không thừa nhận có phái nào hệ, hắn cũng không có lặng lẽ kéo bè kết phái cùng Triệu Phi Dương làm đối kháng, nhưng là người khác cũng không nghĩ như vậy. Dù sao tất cả mọi người cho rằng Hứa Thuần Lương chính là hắn dòng chính, lấy Thư Viễn Hằng vợ chồng tại y học giới địa vị, hai người bọn họ đến khẳng định là khoa tim mạch cùng huyết dịch khoa ngành học người dẫn đầu, nếu như hai người kia đều từ hắn đề cử, có thể sẽ dẫn phát người khác lo lắng.
Cao Tân Hoa tại thể chế bên trong trà trộn nhiều năm, đối trong đó quy tắc là phi thường rõ ràng, đương nhiên nếu như Thư Viễn Hàng vợ chồng có thể cùng Trường Hưng ký hợp đồng dài hạn, hắn vui với đương cái này dẫn tiến người, nhưng là hắn luôn cảm thấy Thư Viễn Hàng trên thân đồng dạng có được cùng Hứa Thuần Lương một dạng trúc ngao bất tuân, vạn nhất hắn tới không lâu liền trốn đi, đến lúc đó mình sẽ rất khó làm. Cao Tân Hoa đề nghị Hứa Thuần Lương trực tiếp cùng Triệu Phi Dương liên hệ, chuyện này hắn không ra mặt tốt nhất. Hứa Thuần Lương nghe Cao Tân Hoa nói như vậy không khỏi nở nụ cười. Cao Tân Hoa nói, ngươi cười cái gì? Hứa Thuần Lương nói, Cao Bí Thư nhìn xa trông rộng mưu tính sâu xa phòng ngừa chu đáo, bội phục bội phục. Khả năng a, thế mà nói móc ta. Hứa Thuần Lương nói, thật không phải nói móc, ta cũng cảm thấy ngài không thích hợp ra mặt, nhưng là ta phải cho ngài lên tiếng kêu gọi, tránh khỏi ngài về sau trách ta. Tiểu tử ngươi quá quỷ. Hứa Thuần Lương nói, đi theo ngài bên người lâu, nhiều ít cũng học được một chút quyền mưu. Ta nhổ vào. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại liền cho Triệu Phi Dương đánh qua, Triệu Phi Dương đang xem WeChat, Bùi Lâm phát mấy thân áo cưới cho hắn, trưng cầu ý kiến của hắn, Triệu Phi Dương tùy tiện tuyển một kiện, hắn đối đãi việc này càng ngày càng qua loa, kỳ thật đối Bùi Lâm cũng giống như vậy. Triệu Phi Dương gần nhất thường xuyên tại nghĩ lại, mình tinh minh như vậy, làm sao lại phạm vào như thế ngu xuẩn sai lầm, từ một cái vây thành tiến vào một cái khác vây thành, hắn đáp ứng cho Bùi Lâm hôn nhân. Kỳ thật chủ yếu là cho bọn hắn tương lai hài tử một cái thân phận, thân vì phụ thân, hắn nhất định phải gánh chịu trách nhiệm này. Cho tới bây giờ Triệu Phi Dương còn không có đem chuyện này nói cho phụ thân, hắn biết tính tình của phụ thân, nổi giận lên rút ra dây lưng liền đánh, đây chính là thật đánh. Đừng nhìn Triệu Phi Dương lớn như vậy, tại trước mặt phụ thân vẫn là phát ra từ nội tâm sợ hãi, từ nhỏ là hắn biết phụ thân là vị chiến đấu anh hùng, hắn muốn trở thành phụ thân người như vậy, lấy phụ thân làm gương. Nhưng phụ thân tính tình nóng nảy lại làm cho hắn từ đáy lòng sinh ra e ngại cảm giác, chờ đến tuổi dậy thì, hắn bắt đầu khát vọng thoát khỏi phụ thân cái bóng, muốn siêu việt phụ thân của mình. Có lẽ mỗi cái làm nhi tử đều có dạng này mưu trí lịch trình. Tại Bùi Lâm sự tình bên trên, Triệu Phi Dương vẫn luôn đang trốn tránh, hắn đến nay còn không có mang Bùi Lâm gặp qua gia trưởng, không bao lâu Bùi Lâm bụng liền giấu không được, hôn nhân của bọn hắn cũng nhất định phải nâng lên chương trình hội nghị, trốn là chạy không khỏi đi.